kiếp trước nàng cuối cùng chết ở trong ngực mình, kiếp này trọng sinh, vốn định cho nàng hạnh phúc, cho nàng tình cảm chân thành tha thiết nhất, cho nên vô luận là khuynh thành, bách hoa tu hay dịch thanh, kỳ thật sâu trong nội tâm mình đều có chút động tâm, nhưng vì cho nàng cảm tình chân thành tha thiết nhất, nên canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, canh phòng nghiêm ngặt như vậy, mình vậy mà bất chi bất giác cùng nữ hài trước mắt này tiến hành linh hồn song tu. Nói như vậy, mình chẳng phải đã thất thân, không còn là sử nam như vậy mình làm sao cho nàng tình cảm chân thành tha thiết nhất, hồn nhiên yêu say đắm nhất. Ân, không đúng, hẳn không phải là linh hồn song tu, linh hồn của nàng hoàn toàn cảm ứng thân thể ta, nhưng linh hồn của ta lại bị vô danh pháp quyết che đậy, nàng không hoàn toàn cảm ứng được. chương 625, giúp người che giấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nhiếp vân hiểu được. Sự tình mình có được vô danh pháp quyết, có thể diễn biến vô số thiên phú, cũng không thông qua linh hồn song tu truyền ra ngoài, điều này cũng nói rõ, mình không tiến hành song tu thuần khiết, như vậy tính toán ra, mình như cũng là xử nam. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, nếu như để nữ hài trước mắt biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình một cái tát chụp chết hắn. Mình thân là thánh nữ, băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, không biết có bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ, mình nhìn cũng không nhìn, hiện tại thiếu niên này được tiện nghi còn khoe mã lại vẫn hy vọng là sử nam, sao ngươi không chết luôn đi. Ngươi chính là tiên âm sư của linh lung tiên tông, linh lung thánh nữ, người sắp gả cho di thần tông tông chủ. Cảm giác mình cũng không thất thân, nhiếp vân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía nữ hải trước mắt hỏi. Nữ hải nói mình là người linh lung tiên tông, lại là tiên âm sư, thực lực lại mạnh như vậy, chỉ sợ là linh lung thánh nữ trong truyền thuyết, muốn gả cho di thần tông tông chủ di hoa kia. Ân, sư phụ ta bị trọng thương, di thần tông tông chủ nói chỉ cần ta gả cho hắn hắn liền trị liệu cho sư phụ cho nên ta mới đáp ứng ta cùng hắn kỳ thật chưa từng gặp mặt ngươi không nên hiểu lầm linh lung thánh nữ vội vàng nói ta hiểu lầm ha ha nhìn nữ hài như vậy nhiếp phân cười khan một tiếng trước kia nữ hài vô cùng lạnh lùng cao thượng thoát tục nhưng bây giờ hướng mình giải thích nói rõ trải qua song tu nàng đã đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người mình di thần tông tông chủ mỗi ngày nghĩ biện pháp đuổi giết mình mà mình lại làm thịt vị hôn thê của hắn thật đúng là con mẹ nó kích thích người tới tìm bách hành thảo chính là vì cứu sư phụ của ngươi a à. sứt bỏ đồ vật loạn thất bát tao trong óc nhiếp vân hỏi ân sư phụ tổn thương không cách nào trị liệu ta thỉnh cầu đan vương quản hưu trợ giúp trị liệu kết quả quản hưu xem xét cũng bất lực chỉ nói là một loại đan dược có thể trị liệu chỉ có điều loại đan dược này bằng vào thủ đoạn của hắn hiện tại cũng không cách nào luyện chế thành công nhưng mà đan phương hắn ngược lại có để cho ta trước gom góp dược liệu về sau có thể đi hóa vân tông tìm kiếm đan đế chư cát thanh vân hỗ trợ luyện chế nữ hài thở dài một tiếng đan vương quản hưu đan đế chư cát thanh vân nghe hai danh tự này nhiếp vân sững sờ cũng không phải đối với hai danh tự này lạ lắm mà là thật sự quá quen thuộc quen thuộc đến sâu tận xương tủy đan đế chư cát thanh vân đúng là sư phụ kiếp trước truyền thụ mình thuật luyện đan cùng tu vi vô thượng vô thượng trưởng lão của hóa vân tông mà đan vương quản hưu là Di Thần tông thủ tịch luyện đan sư, thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, đây chỉ là trong mắt người khác, trên thực tế, kiếp trước sau khi mình luyện đan xuất sư, đối thủ thứ nhất trước tới khiêu chiến chính là hắn. Ngày đó mình cùng hắn ở luyện đan đại điện của Hóa Vân tông kịch chiến 3 ngày 3 đêm, chỉ bằng vào luyện đan thuật đả kích hắn thương tích đầy mình, triệt để bại trận mà mình cũng bởi vậy danh chấn thiên hạ. Hai danh tự này nương theo trọng sinh sớm bị mình ép sâu trong đáy lòng, hiện tại nữ hài đột nhiên nhắc tới nhiếp vân trong hoảng hốt phảng phất như lần nữa về tới lúc học đan, luyện đan, cả người có chút hoảng hốt. Đan dược chia làm khí hải cấp cùng linh cấp, trong đó khí hải cấp phân làm 6 cấp bậc là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tuyệt phẩm cấp, hoàn mỹ cấp cùng trí cao cấp. Đan dược linh cấp chia làm 8 cấp bậc là hạ, trung, thường, tuyệt phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm. Có thể luyện ra đan dược linh cấp thượng phẩm, đã là luyện đan tông sư rồi, có thể luyện ra đan dược linh cấp tuyệt phẩm, liền xứng trở thành luyện đan đại tông sư, về phần luyện được một viên đan dược thánh phẩm, bình thường đều có danh xưng đan vương. Đan vương quản Hưu, luyện đan thực lực không kém, bất quá cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm, lại lên nữa liền không được. Mà kiếp trước sư phụ của mình chưa cát thanh vân, hoàn toàn có thể luyện chế ra đan dược đế phẩm. Quản Hưu nói hắn luyện chế không ra, xem ra muốn cứu sư phụ nàng, hẳn là luyện chế đan dược đế phẩm. Đan dược đế phẩm, rất khó luyện chế, coi như là sư phụ chưa cát thanh vân không hao phí tinh lực cực lớn cũng không cách nào hoàn thành, nếu không quen làm sao có thể vì ngươi luyện đan. Ân, cho nên, bách hành thảo đối với ta cực kỳ trọng yếu, nếu như ngươi lấy được liền cho ta đi. Nữ hài hoác dĩnh đột nhiên nói, cái gì, nghe nói như thế, nhiếp vân lại càng hoảng sợ, không cần phải giả bộ, ta cùng lạc thiên ma tôn chiến đấu, không phải ngươi vụng trộm lẻn vào phủ đệ của hắn trộm đi bách hành thảo, lúc này mới làm hắn giận dữ, thi triển ra u minh tam xoa kích không tiếc tiêu hao ma nguyên, đả thương ta, hoặc dính hừ một tiếng, ngươi đều phát hiện, Nhiếp Vân vốn cho là mình che giấu vô cùng tốt, không nghĩ tới vậy mà như trước bị phát hiện, một hồi phiền muộn. Ta đương nhiên phát hiện, ta linh hồn thuần khiết, cảm mộ chung quanh mạnh hơn người bình thường, cho nên mới có thể nhanh như vậy thì đến được nạp hư cảnh, lúc ấy ta vừa đến sơn cốc liền phát hiện ngươi rồi, chứng kiến ngươi là nhân loại, cho nên không có vạch trần, lặng lẽ giúp ngươi che giấu thoáng một phát, bằng không thì, ngươi cho rằng bằng vào loại thực lực mèo ba chân như ngươi? thật có thể thông suốt tiến vào hang ổ của Lạc Thiên Ma Tôn, trộm bảo bối của hắn còn không bị phát hiện. Nữ hài tiếp tục khẽ nói, nguyên lai là người hỗ trợ, nói như vậy, lúc trước ta sở dĩ có thể đào tẩu, hơn nữa không bị Lạc Thiên Ma Tôn phát hiện, cũng là công lao của ngươi rồi hả? Nhiếp Vân vội vàng hỏi, lúc trước mình có chút kỳ quái, cho dù Lạc Thiên Ma Tôn đang chiến đấu, nhưng mình chỉ chạy ra mấy trăm dặm liền mất đi tinh thần truy tung, thật sự có chút quái gì, phải biết rằng Linh hồn của cường giả Thiên Kiều cảnh có thể bao phủ phạm vi mấy vạn dặm, đường đường nạp hư cảnh chỉ theo dõi mấy trăm dặm liền không theo dõi, căn bản là không phù hợp lẽ thường. Hiện tại xem ra, đúng là nữ hài trước mắt này, dùng thủ đoạn đặc thù chặt đứt tinh thần truy tung của đối phương. Khó trách mình cảm giác trốn rất che giấu, tại sao nữ hài lại đuổi theo, nguyên lai nguyên nhân ở đây. Nàng biết rõ mình trốn ở chỗ này, đương nhiên phải truy tới, buồn cười mình còn tưởng rằng nàng chỉ là trùng hợp mới tới chương 626, hợp tác, chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Mình chỉ là bất hủ cảnh đỉnh phong, ở trong mắt nữ hài, một ngón tay có thể bóp chết, xem ra nàng vốn định tới trực tiếp đánh chết mình, cướp đi bách hành thảo, ai ngờ nàng vẫn quá xem thường u minh tam xoa kích lợi hại, mà khí quá mức cường đại, làm cho nàng còn không có áp dụng kế hoạch, liền ngất đi. Cái này mới có sự tình mình giúp nàng chữa thương, về sau song tu. Thì ra là thế nhưng ý nghĩ này ở trong óc nhiếp vân chỉ thoáng một cái hắn liền hiểu được, cười khổ một tiếng khẽ đảo tay, lấy ra một cây bách hành thảo đưa tới. Cho ngươi, ta cũng chỉ lấy được một cây, hắn tổng cộng đã nhận được ba cây, nhưng để cho hắn lấy ra hết, đương nhiên không có khả năng, cho nên đành phải nói dối. Ân, nữ hài không nghi ngờ gì, cổ tay khẽ đảo liền thu bách hành thảo vào thân thể, nhìn loại bộ dạng thành thạo nào, nàng hẳn cũng có nạp vật đan điền. Đa tạ rồi, ta biết rõ người đạt được gốc bách hành thảo này cũng rất khó khăn, sẽ không lấy không của ngươi, đây là một viên đan dược củng cố tu vi, ngươi ăn vào đối với vừa mới tấn cấp rất có lợi. Nữ hài tiện tay lấy ra một bình ngọc ném tới, nhiếp vân tiếp nhận bình ngọc xem xét, bên trong quả nhiên thả một viên đan dược có thể vững chắc tu vi, linh cấp hạ phẩm, tính toán là cực kỳ chân quý rồi. Bất quá, thân là nguyên khí sư, đối với đan dược nhiếp vân nhu cầu ngược lại không lớn, nếu là hảo ý của đối phương, nhiếp vân cũng không cự tuyệt, tiện tay cất vào đan điền. Hai người từng người thu lại đồ vật, sơn động trong lúc nhất thời an tĩnh lại từng người đều không nói lời nào cũng không biết nên nói cái gì mới tốt linh lung thiên tâm diễn sinh ra linh tính để cho nữ hài hoắc dĩnh tấn cấp thành công sau khi tấn cấp thương thế trước kia triệt để hoàn hảo như lúc ban đầu vết sẹo trước ngực cũng lành khí chất cả người đã có bất đồng rõ ràng hiện tại thương thế hoàn hảo lại được bách hành thảo không cần nghĩ cũng là lúc rời đi rồi nhưng bởi vì minh bạch điểm ấy hai người vậy mà đều không nói chuyện hào khí trong sơn động yên tĩnh làm cho người áp lực Lạc thiên ma tôn để ta thiếu chút nữa tử vong, ta ý định đánh chết hắn. Ngươi, có đi không? Một lát sau, nữ hài phá vỡ hào khí áp lực, đột nhiên hỏi. Ta, ta không có thực lực, đi qua cho chết sao? Nhiếp vân ngượng cười, nói đùa gì vậy? Tuy mình tiến bộ, nhưng ở trước mặt cường giả nạp hư cảnh, như trước cọng lông cũng không tính. Đi qua chỉ có phần chết, không công đi chịu chết, kẻ đần mới đi. Cũng không phải, thiên phú địa hành sư của ngươi rất lợi hại, ngươi có thể lặng lẽ mang ta qua, Ta đánh lén hắn, hiệu quả hẳn sẽ tăng thêm không ít. Nữ hài do dự một chút, khẽ cắn bờ môi, "Đã như vậy, vậy thì cùng ngươi đi qua, bất quá." Sau khi giết Lạc Thiên Ma Tôn, ta cái khác đều không muốn, chỉ cần thi thể Ma Tôn, như thế nào? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân hỏi, "Linh tê luyện thể quyết của mình chỉ hấp thu một bộ phận ma khí, liền cấp bậc tiến nhanh. Nếu như có thể đạt được thi thể của Lạc Thiên Ma Tôn, hấp thu sạch sẽ ma khí" cho dù linh tê luyện thể quyết không đạt được đệ ngũ trọng đại thành cũng không xê xích gì nhiều như vậy thực lực của mình đồng dạng gia tăng thật lớn chỉ có điều hiện tại kim cương lưu ly thể trong người cùng hắn lẫn nhau đối ứng trước khi không có phương pháp để cho kim cương lưu ly thể tấn cấp tốt nhất không nên sử dụng bằng không thì xuất hiện lần nữa cắn trả chỉ sợ sẽ không có vận khí tốt như hôm nay rồi người muốn thi thể ma nhân làm gì ma khí quấy nhiễu lại không thể luyện hóa thành khôi lỗi giống như gân gà Nữ hài sướng sờ, thi thể ma nhân không giống yêu nhân, nhân loại, có thể dùng luyện hóa thành khôi lỗi, giúp mình chiến đấu, ma nhân bởi vì là trời sinh sủng nhi, căn bản không thể cưỡng chế nô dịch, một khi làm như vậy, ma nhân sẽ trực tiếp hóa thành ma tính cực lớn, để cho người luyện hóa triệt để sụp đổ. Cho nên, ở trong mắt rất nhiều người, thi thể ma nhân là cái gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Muốn nghiên cứu thoáng một phát, nhiếp vân thuận miệng nói, vậy được rồi, quyết định như vậy đi. Nữ hải cười nhạt một tiếng, đối với người cướp lấy trinh tiết của mình này, nữ hải cũng không. Biết mình là tâm tính gì, dù sao hiện tại muốn cùng hắn ở chung một thời gian ngắn, nếu như lập tức rời đi mà nói, còn có chút không bỏ. Về phần cái này có phải tình yêu hay không, vậy thì nàng không biết rồi. Dù sao nữ hải đối với người thứ nhất xem qua thân thể của mình, đạt được trinh tiết của mình, đều có một loại cảm tình đặc thù. Bất quá, ở trước khi đi, ta cảm thấy ngươi còn có thể lần nữa tăng thực lực lên, Ta nơi này có một vật, hẳn rất phù hợp với ngươi, có thể giúp ngươi củng cố thực lực vừa mới tấn cấp cũng nói không chừng. Thấy Nữ hài đáp ứng, Nhiếp phân cười cười, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một trái cây hình dạng trái tim, không ngừng nhảy lên. Yêu tộc Cửu Tâm Yêu Quả, ngươi, tại sao có thể có loại vật này? Chứng kiến trái cây trong tay thiếu niên, con mắt Nữ hài thoáng một phát trợn tròn, lộ ra vẻ không thể tin được. Cửu Tâm Yêu Quả, vô thượng thánh vật của yêu tộc, cường giả yêu tộc cũng chưa hẳn có một quả. Thiếu niên lại có thể lấy ra, thật đúng là đủ kỳ quái. Trong lúc vô tình lấy được, Nhiếp Vân thuận miệng nói, "Ta tu luyện Linh Lung Thiên Tâm, cùng loại trái cây này vừa vặn phù hợp, hoàn toàn chính xác đối với ta có tác dụng đại bổ, đa tạ." Nữ hài cũng không khách khí, tiếp nhận trái cây há miệng nuốt xuống. Trái cây vào bụng, lực lượng trong cơ thể nàng lần nữa sôi trào, chỉ có điều lần này không có may mắn như lần trước, đạt tới nạp hư. Cảnh trung kỳ đỉnh phong liền ngừng lại một quả cửu tâm yêu quả liền để nàng tấn cấp nhiều như vậy, cho dù nhiếp vân chứng kiến cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. phải biết rằng lúc trước mình là ăn vài trái, hiệu quả đều không được tốt lắm a. À. tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế nhiếp vân biết, không phải dược liệu công hiệu đột nhiên thay đổi, mà là nữ hải tu luyện ra linh lung thiên tâm, có cảm ngộ đặc thù, cửu tâm yêu quả là thánh vật yêu tộc, làm cho thiên tâm của nàng hiểu rõ thêm nữa, cho nên mới có hiệu quả như thế. mà trước kia mình cái gì cũng không biết như châu nhai mẫu đan, có thể có công hiệu mới gọi kỳ quái. Hô, lúc này tuyệt đối có thể đánh chết lạc thiên ma tôn, sẽ không xuất hiện bất cứ sơ sảy gì. chương 627, đánh chết lạc thiên ma tôn thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cảm nhận được lực lượng tăng trưởng, nữ hài mắt sáng rực lên đứng dậy, nhìn về phía nhiếp vân, trong mắt ôn nhu càng đậm. Thiếu niên ở trước mắt thực là vận tinh của mình, chẳng những cứu mình, còn giúp mình tăng cấp. Nếu như không phải cửu tâm yêu quả này, coi như thiên phú của mình lại cao, không có hơn 10 năm, cũng mơ tưởng vừa từ nạp hư cảnh sơ kỳ tấn cấp trung kỳ, thì đến được trung kỳ đỉnh phong. Có được loại thực lực này, đánh chết lạc thiên ma tôn hẳn không nói chơi. Trước kia mình ở nạp hư cảnh sơ kỳ liền có thể cùng đối phương đại chiến mấy ngàn hiệp không bại, thực lực bây giờ bạo tăng, hoàn toàn có thể triệt để áp chế đối phương. Vậy chúng ta đi thôi, thấy nữ hài hăng hái, thực lực tăng nhiều, nhiếp vân nói. Đi, Người sử dụng thiên phú địa hành sư mang theo ta. Nữ hải nói, ân, nhiếp vân nhẹ gật đầu, thò tay kéo bàn tay của nữ hải đi. Bàn tay của nữ hải siết chặt, bất quá vẫn để cho hắn nắm, một tia địa hành chi khí chuyển tới, hai người lập tức biến mất khỏi sơn động. Tuy hoác dĩnh cảm thấy đã thất thân cho thiếu niên trước mắt, nhưng dù sao vẫn là tiểu cô nương chưa có trải qua nhân sự, lúc này cảm thụ lòng bàn tay của thiếu niên như lửa nóng, tâm như đay dối, mất trật tự nói không nên lời. Bất quá, Thiếu niên tựa hồ không có cảm thấy cái gì, không có bất kỳ cử động khinh bạc, điểm ấy làm cho nàng âm thầm may mắn, đồng thời lại cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng lẽ mình ở trong mắt đối phương thật không có nghị lực như vậy sao? Ngay cả tâm tư chiếm tiện nghi cũng không có. Phải biết rằng mình đã từng thấy không ít nam nhân, trong mắt của bọn họ loại hào quang như lang như hổ kia, mình coi như có mốc, cũng vẫn có thể phân biệt ra được. Tốt rồi, phía trước là sơn động của lạc thiên ma tôn, người ra tay đi. Ngay thời điểm nữ hài tâm loạn như ma bên tai vang lên thoại ngữ. Của thiếu niên, thiếu niên là đem miệng dán lỗ tai của mình nói, cảm nhận được trên lỗ tai có một trận gió thổi qua, trái tim của nữ hài không ngừng nhảy lên, phảng phất như bị vô số nai con đi loạn. Đã đến, nhanh như vậy, đây là dưới mặt đất, làm sao người biết đã đến, chẳng lẽ người dùng linh hồn lực quét nhìn. Sắc mặt nữ hài đỏ lên, vì hóa giải xấu hổ, vội vàng nói. Thấy hoác dĩnh có chút bối rối, nhiếp phân một hồi im lặng, thật không biết người trước mắt này, là tu luyện như thế nào đến nạp hư cảnh. Thân là cường giả nạp hư cảnh, đầu tiên phải có một trái tim mạnh mẽ, thái độ xử sự, sự không sợ hãi, mà hoác dĩnh này lại như tiểu nữ hài, vậy mà suy nghĩ viễn vong, thật sự là kỳ quái. Ta chẳng những là địa hành sư, còn là một thiên nhãn sư, cho nên có thể chứng kiến tình huống trên mặt đất. Nhiếp phân giải thích một câu, thiên nhãn sư, đặc thù thiên phú xếp hạng thứ 18 thiên nhãn sư. Nữ hài sướng sờ, ân, Nhiếp Vân không muốn giải thích thêm, một đạo thiên nhãn chi khí theo cánh tay của nàng truyền đưa tới. Thời gian nháy con mắt, tình huống trên mặt đất liền xuất hiện trong mắt nữ hài. Thiên phú thật cường đại, không hổ là bài danh thứ 18. Chứng kiến cách mặt đất thấy rõ lạc thiên ma tôn như mồn một trước mắt, nữ hài chép miệng tắc lưỡi, nhịn không được cảm khái một tiếng, cái gọi là khai thiên nhãn của thiên kiều cảnh, chỉ là linh. Hồn mô phỏng, sau khi linh hồn câu thông thượng thiên, lấy được cảnh tượng phản hồi, cùng thiên nhãn thiên phú chính thức chứng kiến tình cảnh là hoàn toàn không thể so sánh. Cái này giống như thủy tinh cùng kính viễn vọng, cách thủy tinh đồng dạng có thể nhìn rõ ràng bóng người, nhưng chỉ là ấn tượng mơ hồ, làm sao có thể rõ ràng như kính viễn vọng. Trước kia ta cùng lạc thiên ma tôn chiến đấu, tuy hắn may mắn chiến thắng, nhưng trên thực tế cũng bị thương không nhẹ, lại tăng thêm đồ vật bị ngươi trộm đi, lửa giận công tâm. Hiện tại đúng là cơ hội tốt đánh lén, hiện tại ta tiềm lên đánh lén, chính ngươi cẩn thận một ít. Khai báo một câu, hoắc dính thả người, thân hình thon dài chậm rãi bay lên mặt đất. Trong sơn động lạc thiên ma tôn, đáng giận, đồ đạc của ta, bảo bối của ta, nhìn sơn động trước mắt có chút trống không, lạc thiên ma tôn tức giận đến không ngừng gào thét, một cổ ma khí nồng hậu dày đặc không ngừng từ trong cơ thể tán giật ra, ở trên không trung hình thành vô số ma binh, quỷ khóc thần gào, âm trầm khủng bố. Để cho ta bắt được hai người các ngươi, một cái cưỡng gian, một cái lăng trì, ta sẽ để cho các ngươi vạn ma công tâm, vĩnh viễn thừa nhận thống khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lần nữa gào thét, sắc mặt lạc thiên ma tôn cực kỳ dữ tợn. Cưỡng gian, lăng trì, người muốn chết, tiếng la của hắn vừa chấm dứt, chợt nghe đến một thanh âm tức giận, lập tức liền chứng kiến một đạo kiếm quang từ dưới đất bắn tới. Đạo kiếm quang này mang theo khí thức dung nạp hư không, không gian trước mắt ở dưới thân kiếm, huyễn sinh tiêu tan, diễn biến ra. Từng đạo tiên khí sáng chói, linh lung tiên tâm quyết, tu luyện tới đại thành, chính khí đung đưa, tiên khí lượn lờ, lại phối hợp thiên phú tiên âm sư đặc thù của Hoắc Dĩnh, để cho người căn bản không cách nào ngăn cản. Người còn dám trở về, ta muốn người chết, chứng kiến một kiếm này, là thiên ma tôn vốn là giật mình, lập tức cười ha ha, bàn tay lật một phen, lại một thanh u minh tam xoa kích xuất hiện ở trong tay, đưa tay giơ lên, gào thét đâm tới nữ hài. Âm ầm ma khí kích động, như tuyết lở mang đến khí tức, lập tức tràn ngập cả sân động. U minh tam xoa kích là vũ khí chiến đấu chủ yếu của ma tộc, Do xương cốt ma tộc luyện chế, cây tam xoa kích này tựa hồ so với cây trước đâm vào trên người Hoắc Dĩnh càng thêm lợi hại, nhoáng một cái liền bắn tới. Linh Lung Thiên Kích, trường kiếm của Hoắc Dĩnh thoáng một phát biến thành hai cái, hai cái biến thành bốn cái. Thời gian nháy con mắt, một thanh trường kiếm liền biến thành 64 thanh, vạch phá ma khí trầm trọng ở trước mặt, phân biệt đối ứng 64 đại huyệt quanh thân Lạc Thiên Ma Tôn. Ma uy như nước thủy triều, U Minh Tam Xoa Kích quét ngang, trước mặt lạc thiên ma tôn xuất hiện cơn sóng gió động trời uy nghiêm nồng hậu dày đặc đại biểu cho lực lượng trí cao vô thượng của ma tộc thật cường đại lạc thiên ma tôn không phải bị thương sao như thế nào còn lợi hại như vậy nhiếp vân ở dưới mặt đất xem náo nhiệt chứng kiến lực lượng của lạc thiên ma tôn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng càng ngày càng mạnh pháp lực tựa hồ so với nữ hài còn muốn hùng hậu căn bản không có ý tứ đoạn tuyệt sắc mặt ngưng trọng lên chương 628, đánh chết lạc thiên ma tôn chung một chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hiện tại Lạc Thiên Ma Tôn so với trước cường đại hơn nhiều lắm, nếu như hắn lợi hại như vậy, chỉ sợ hoác Dĩnh ngay cả một chiêu cũng tiếp không được, liền trực tiếp trọng thương. Sẽ không phải thực lực của hoác Dĩnh tăng vọt, lực lượng của hắn cũng nhận được tiến bộ a. Điều này sao có thể? Nào có sự tình trùng hợp như vậy? Ân, không đúng, là chuỗi U Minh Tam Xoa kích kia. Lần nữa nhìn một hồi, con mắt của Nhiếp Vân rơi vào U Minh Tam Xoa kích trong tay Lạc Thiên Ma Tôn. Thanh trường kích này ma khí cuồn cuộn, mang theo uy nghiêm nồng hậu dày đặc của ma tộc, giống như một đế vương, căn bản không để cho khiêu khích. Tựa hồ tất cả lực lượng của lạc thiên ma tôn đều đến từ trường kích này. Chẳng lẽ trường kích này có cái gì không đúng? Đôi mi thanh tú của nữ hài nhăn lại, hàm răng cắn môi. Nhiếp vân nhìn ra vấn đề, ánh mắt của hoắc dĩnh còn cao hơn hắn, tự nhiên cũng xem ra vấn đề. Trường kiếm liên tục công kích, một phát đón lấy một phát, như gió bão mưa rào công kích tới tam xoa kích bất qua tựa hồ hiệu quả không lớn mỗi một kích đều bị tam xoa kích phát ra ma uy trầm trọng ngăn cản căn bản không thể tổn thương hắn mảy may xú nhà đầu nếu như ở bên ngoài ta thật không làm gì được ngươi nhưng trong động phủ này ngươi chỉ có một con đường chết ngươi biết cái động phủ này là của ai sao ha ha thấy nữ hài ngay cả công kích của hắn cũng không thể đâm thủng lạc thiên ma tôn cười ha ha ánh mắt lộ ra điên cuồng cái động phủ này là của la tiên ma đế ta kế thừa y bát của hắn ngay cả một phần trăm thực lực của hắn cũng không có. Chuôi U Minh Tam xoa kích này cũng chính là dùng xương cốt của hắn luyện chế, có chứa uy nghiêm của hắn. Ở trong động phủ này khiêu chiến hậu nhân của hắn, người đây là đang coi rẻ một ma đế, muốn chết. Trong thanh âm, U Minh Tam xoa kích trong tay là thiên ma tôn bão tố, ma khí sền sệt, một đạo đón lấy một đạo, giống như bắn ra mũi tên có thể uy hiếp được cường giả nạp hư cảnh. Những mũi tên này mỗi một cái đều mang theo uy nghiêm dày đặc không thể khiêu chiến, thật giống như một hoàng giả quyền lực thật lớn bị khiêu khích, làm ra một kích lôi đình. Cho nên, những mũi tên này không phải ma khí, mà là ma uy hình thành, đúng với câu ma uy như tiến. Uy thế là mũi tên, uy thế là lực lượng, uy thế là mưa to gió lớn, hoặc dĩnh thi triển ra linh lung thiên kích triệt để chọc giận chủ nhân Sơn Động lưu lại uy nghiêm, phối hợp U Minh Tam xoa kích kích phát ra. Cho dù Hoác Dĩnh đã đạt đến nạp hư cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng bắt đầu có chút không kiên trì nổi. Có thể được xưng ma đế, nói rõ thực lực của người này đã đạt đến bí cảnh thất trọng, loại cảnh giới này, từng cái đều là vô thượng trưởng lão của tám đại tông môn, xương cốt của tồn tại như vậy luyện chế ra binh khí, uy lực tự nhiên mạnh đáng sợ. Ma nhân có một xương hô thống nhất, có thể được xương ma đế, liền cho thấy ít nhất đã đạt đến bí cảnh thất trọng, bí cảnh thất trọng, ở tám đại tông môn là vô thượng trưởng lão, đỉnh phong chính thức của toàn bộ phù thiên đại lục, người mạnh như thế, thân thể xương. Cốt luyện chế ra binh khí, uy lực to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng chỉ sợ đây cũng là lạc thiên ma tôn bị thương không thể phát huy toàn bộ lực lượng của chuôi u minh tam xoa kích này nếu không nó hoàn toàn kích phát cho dù nạp hư cảnh đỉnh phong chỉ sợ cũng bị trực tiếp đâm thủng tươi sống đâm chết đáng sợ xem ra phải giúp đỡ rồi bằng không thì hoác dĩnh này vẫn sẽ bị thua nguyên lai like tưởng rằng thực lực của hoác dĩnh tăng mạnh vừa ra tay có thể đánh chết lạc thiên ma tôn hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy ở trong động quật này lạc thiên ma tôn quả thực là không cách nào chiến thắng Bất quá, muốn mình hỗ trợ, nhiếp phân cũng có chút bất đắc dĩ, tuy thực lực của mình bây giờ đã đạt đến lĩnh vực cảnh trung kỳ, có thể chiến đấu với thiên kiều cảnh sơ kỳ, nhưng so với hai vị trước mắt này khác biệt thật sự quá lớn. Hoàn toàn không ở một cấp bậc, nhưng nếu như không giúp đỡ, lạc thiên ma tôn giết chết hoác dính, mình sớm muộn gì cũng bị hắn đuổi theo đánh chết, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Trên người mình còn có một giọt yêu minh tiên dịch, dùng chất độc này giết chết lạc thiên ma tôn. Nhiếp phân nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ma nhân trời sinh cường đại, ma khí là kịch độc tốt nhất, mỗi ngày bị ma khí quấy nhiễu cũng không có việc gì, ngược lại càng ngày càng tinh thần, muốn dùng độc độc chết một ma nhân, thật giống như dùng nước dìm chết một con cá, chỉ có người não tàn mới sẽ đi làm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dùng 12 vị cường giả thiên. Kiều cảnh tạo thành đại trận, liên hợp với nàng công kích lạc thiên ma tôn. Nhưng ý nghĩ này xoay chuyển ở trong óc, nhiếp vân liền có quyết định. Không thể sử dụng yêu minh tiên dịch, hiện tại át chủ bài lợi hại nhất của mình là 12 thi thể thiên kiều cảnh, nếu như bố thành đại trận, lợi dụng xảo diệu, cho dù không thể đánh chết lạc thiên ma tôn, cũng có thể thành công kiềm chế hắn, chế tạo cơ hội cho hoác dĩnh. Nghĩ vậy, thân thể nhiếp vân nhoáng một cái liền chui vào tử hoa động phủ, cài đặt tuyệt phẩm linh thạch cho 12 thi thể. Cũng may trộm bảo tàng long tộc do bọn người di thái mở ra, nếu không, muốn khởi động những thi thể này cũng là vấn đề lớn. Lưu ly chi hồn, phân chia 12, tiến vào chiếm giữ thi thể, khống chế phân thân. Những thi thể này sớm đã được luyện hóa, cho nên hiện tại sử dụng không tốn sức chút nào, tinh thần khẽ động, lưu ly chi hồn vừa mới hình thành liền phân tán ra, phân biệt tiến vào 12 thi thể. Linh tê tuyển thủy, kích phát tiềm năng, lực lượng hội tụ, thực lực bạo tăng. Linh hồn tiến vào chiếm giữ từng thi thể, nhiếp phân lần nữa lấy ra 12 giọt linh tê tuyển thủy, rót vào từng thi thể. Linh tê tuyển thủy giống như thuốc kích thích, có thể làm cho tốc độ vận hành khí huyết trong thời gian ngắn nhanh hơn, hoàn toàn có thể kích thích những thi thể này, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Đối phương là cường giả nạp hư cảnh, như vậy còn chưa đủ, diễm hỏa chi khí, huyết đồng chi khí, tiến vào thi thể. Suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy còn chưa đủ, nhiếp vân lần nữa đánh diễm hỏa chi khí, huyết đồng chi khí vào 12 thi thể. chương 629, đánh chết lạc thiên ma tôn trung hai. Chuyện được thực hiện bởi audio com Mình bây giờ tăng thêm thiên phú tiên âm sư, Tổng cộng, cộng mở 17 đan điền, 17 loại thiên phú đặc thù, theo thứ tự là nạp vật, đan hỏa, thuần thú, truy tung, trị liệu, đại lực, tường thủy, huyết đồng, ngụy trang, thiên nhãn, diễm hỏa, nguyên khí, thần thâu, địa hành, ẩn nặc, độc sư, tiên âm. 17 loại thiên phú đặc thù có được hiệu quả công kích cực kỳ nhỏ, chỉ có diễm hỏa, huyết đồng cùng độc sư là công kích hơi tốt. Bản thân ma nhân không sợ kịch độc, cho nên độc sư thiên phú đối với Lạc Thiên Ma Tôn mà nói không có tác dụng hữu dụng chỉ có diễm hỏa cùng huyết đồng, có lẽ ở thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng nhất định. Toàn bộ an bài xong, Nhiếp Vân cảm thấy sức chiến đấu mạnh nhất tối đa chỉ có thể như vậy, lúc này mới đưa 12 phân thân từ trong tử hoa động phủ ra ngoài, để cho bọn hắn dọc theo mặt đất cấp tốc chui ra. Siêu 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 siêu, 12 thi thể thoáng một phát vào sơn động, tất cả lực lượng lập tức ngưng tụ thành một cổ, nhắm lạc thiên ma tôn giết qua. Đại quy minh trưởng, Nhiếp Vân khống chế thi thể di tinh đứng ở trước nhất, lực lượng của 11 người, người còn lại toàn bộ rót vào, đánh ra một chiêu mạnh nhất. Đại quy minh trưởng là tuyệt chiêu của Di Thần Tông, Nhiếp Vân cũng không học qua, nhưng sau khi luyện hóa thi thể Di Tinh, thì có phương pháp thi triển, đương nhiên cũng chỉ có thể thi triển, lại để cho hắn tu luyện mà nói, không có bí quyết vẫn là luyện không thành. Cái này rất giống người cầm súng bóp cò có, có thể sát nhân, người biết sử dụng súng, chẳng lẽ có thể chế tạo ra súng. Rất hiển nhiên là không thể nào, từ nhỏ Di Tinh liền tu luyện đại quy minh trưởng, không biết luyện bao nhiêu năm, dấu vết trường pháp vận chuyển đã sâu tận xương tủy, tuy hiện tại người bị chết, nhưng chỉ cần pháp lực đưa vào đầy đủ, đồng dạng có thể hoàn mỹ đánh ra. Nghe nói thiên tài chính thức có thể luyện tuyệt chiêu đến trong xương tủy, được xưng là võ kỹ chi tủy, mặc dù sau khi chết, hài cốt cũng có thể thi triển ra, làm cho người khó lòng phòng bị. Âm âm, 12 cường giả thiên kiều cảnh liên hợp đánh ra công kích, vừa xuất hiện liền giết tới lạc thiên ma tôn, phảng phất như thiên băng điện liệt, mang theo lực lượng làm cho người khó có thể trốn tránh. Đáng giận, các ngươi là người nào? À, là khôi lỗi, tại sao có thể có nhiều khôi lỗi như vậy? U Minh Tam xoa kích, ngăn cản, hắn thét lên thật dài, lạc thiên ma tôn không thể tin được mình chứng kiến. U Minh Tam xoa kích quét ngang, ma khí như thủy triều ngăn cản đại quy minh trường ở bên ngoài. Linh lung đoạt thiên kiếm, tuy hoắc dĩnh không biết những khôi lỗi này từ nơi nào đến, nhưng trong đầu đã được nhiếp vân truyền âm, biết rõ là phe mình, tự nhiên biết rõ phối hợp như thế nào, trường kiếm trong tay xoay chuyển, một kiếm đâm ra, Linh lung đoạt thiên kiếm, đoạt thiên chi kiếm, một kiếm hướng lên trời cướp lấy cơ hội, một kiếm đâm ra, thiên địa sụp đổ, không gian nghiền nát, trong nháy mắt kiếm khí liền từ đằng xa đi vào trước mặt lạc thiên ma tôn. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, nói cho người biết, ở trong sơn động này ta là vô địch, ma tâm như núi. Hắn gào thét, ma khí trước mặt lạc thiên ma tôn như biến thành nham thạch, biến thành núi lớn nguy nga, vắt ngang ở trước mặt, làm cho không người nào có thể đâm thùng. Ngươi là vô địch, cái này còn chưa hẳn, thiên phú diễm hỏa sư, viêm hỏa diễm. Phân thân di tinh đột nhiên quát lên, hỏa diễm cực nóng lập tức thiêu đốt qua. Diễm hỏa trải qua pháp lực thiên kiều cảnh kích hoạt, so với nhiếp phân thi triển diễm hỏa thì cường đại hơn mấy chục lần, nhiệt độ cực nóng ở trong không khí đụng một cái, chung quanh vô số đại trận nhao nhao vỡ tan. Diễm hỏa sư, thiên phú diễm hỏa sư, diễm hỏa đốt cháy, uy lực bạo tăng. Chứng kiến phân thân này vậy mà đánh ra hỏa diễm của diễm hỏa sư, hoắc dĩnh lại càng hoảng sợ, bất quá nàng phản ứng rất nhanh, biết rõ đây là thời cơ tốt nhất giết chết lạc thiên ma tôn, lúc này hừ lạnh một tiếng, thét dài. Thanh âm của nàng mang theo một cổ huyền cơ, thanh âm vang vọng, uy lực của diễm hỏa vậy mà lập tức gia tăng lần nữa. Tiên âm sư gia trì, quan sát đến loại tình huống này, nhiếp phân kinh ngạc đến cái cằm muốn rơi xuống. Hắn sớm biết rõ, tiên âm sư có thể thông qua ngôn ngữ cải biến khí tràng, để cho đồng bạn càng mạnh hơn nữa, địch nhân càng yếu, nhưng tiên âm sư có thể làm cho diễm hỏa càng cường đại hơn, còn là lần đầu tiên biết được. Diễm hỏa, chỉ là một loại hỏa diễm đặc thù, hoàn toàn do pháp lực chuyển hóa, lăng không thiêu đốt, không có căn nguyên, dù ngươi. Phía trên rội một thùng dầu cũng sẽ không làm hỏa diễm gia tăng nửa phần, nàng nói một câu dĩ nhiên để cho hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, uy lực bạo tăng, không thể tưởng tượng nổi. Từng thiên phú đặc thù đều phù hợp đại đạo, đại đạo một vạn, nhân loại mới lĩnh ngộ ba nghìn, thực lực càng cường lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, thiên phú đặc thù cũng càng lợi hại. Đột nhiên một tia hiểu ra bay lên ở trong đầu nhiếp phân. Thực lực càng cường thiên phú đặc thù càng lợi hại, điểm ấy từ thiên phú trị liệu sư có thể nhìn ra. Trị liệu sư cấp trí tôn không thể trị liệu cho cường giả bí cảnh, mà mình không thể trị liệu cho hoác dính. Thực lực không có đạt tới trình độ giống nhau, phẩm chất của trị liệu chi khí thấp hơn cảnh giới đối phương, làm sao đi ra trì. Thật giống như người cầm pin 1, 5V làm động cơ cho máy bay, đẳng cấp năng lượng không đúng, dù một vạn viên, một trăm vạn viên cũng vô dụng. Hoác dính đã đạt đến nạp hư cảnh lĩnh ngộ đối với tiên âm sư tự nhiên càng thêm thấu triệt hơn mình, cho dù mình đã có được thiên phú tiên âm sư, nhưng muốn mình ra chỉ cho Diễm Hỏa, vẫn là lực bất tòng tâm. Diễm Hỏa, điều đó không có khả năng, bài danh 25 Diễm Hỏa thiên phú, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chứng kiến trận pháp trong động bị Diễm Hỏa đốt cháy, hủy hoại, sắc mặt vốn bình tĩnh của Lạc Thiên Ma Tôn rốt cuộc thay đổi, hí dài một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Chạy đi đâu, pháp lực nạp hư cảnh dung nhập Diễm Hỏa, hỏa diễm gia tăng, hai mắt lạnh như băng, hoác dĩnh lần nữa hô, pháp lực nạp hư cảnh dung nạp hư không, đột nhiên rót vào diễm hỏa. Âm ầm uy lực của diễm hỏa càng hơn, hỏa diễm cực nóng trong nháy mắt liền thiêu sơn động thành cho tàn. Xì 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 xì, trên người lạc thiên ma tôn cũng bốc lên hỏa diễm, ma khí ngập trời cũng bị nhen nhóm, hỏa diễm càng lúc càng lớn, đốt trọn bầu trời. chương 630, đánh chết lạc thiên ma tôn hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com lần này ngươi có thể chết rồi thiên âm gia trì linh lung đoạt thiên kiếm ám sát thấy lạc thiên ma tôn bị diễm hỏa thiêu đến luống cuống tay chân trận pháp đặc thù trong sơn động cũng bị bài trừ ánh mắt của hoác dĩnh ngưng trọng thấp giọng hô một tiếng lợi dụng thiên phú tiên âm sư trước gia trì cho mình một đạo lực lược liền như cá chép vào nước đâm ra một kiếm uy lực mạnh nhất phốc kiếm này không có chút nào trì trệ hóa thành một đạo kiếm quang đâm rách thiên địa trong sát na liền xuyên qua cổ họng của lạc thiên ma tôn Mất đi trận pháp của sơn động gia trì, Lạc Thiên Ma Tôn bất quá là nạp hư cảnh sơ kỳ, thực lực bản thân thấp hơn Hoắc dính, lúc này lại bị Diễm Hỏa Thiêu luống cuốn tay chân, căn bản là ngăn không nổi. A, à, ta không tin, không tin, hai siêu cấp thiên phú, 12 khôi lỗi. Lạc Thiên Ma Tôn kêu thảm, mắt trợn tròn, hai tay gắt gao bắt lấy cổ học, làm sao cũng không thể tưởng được, trong sơn động mình vậy mà bị người đánh chết. Nguy hiểm thật, nếu như không có thiên phú Diễm Hỏa sư hôm nay chết nhất định là ta. Chứng kiến thi thể của lạc thiên ma tôn ẩm ẩm ngã xuống đất, hoác dĩnh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm giác được toàn thân mỏi mệt, không có một chút lực lượng. Vừa rồi nếu như không phải 12 người này liên thủ đánh ra diễm hỏa, thiêu đốt trận pháp cùng ma khí khổng lồ trong sơn động, hôm nay chết nhất định là mình. Dù như thế, mình bây giờ như trước cảm thấy tứ chi vô lực, pháp lực trong cơ thể hao tổn không còn. Hô, lạc thiên ma tôn tử vong, nhiếp phân từ dưới đất chui ra, với tay thu 12 phân thân thiên kiều cảnh vào đan điền, đi tới trước mặt thi thể của lạc thiên ma tôn. Tuy cháy một chút, bất quá vẫn là thứ tốt, cười hắc hắc, thò tay chảo một cái liền thu thi thể của lạc thiên ma tôn vào nạp vật đan điền. Vừa rồi 12 khôi lối kia đều là người luyện hóa. Hoác dĩnh đi tới, ân, nhiếp vân nhẹ gật đầu, người không gọi vân đồng, mà là nhiếp vân. Hoác dĩnh đã minh bạch cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm nhiếp vân. Sau khi giúp Hoác Dĩnh chữa thương, Nàng đã từng hỏi qua tính danh của mình, nhiếp vân thuận miệng nói tên Vân Đồng. Cái này, thấy nàng nhận ra thân phận của mình, dưới chân nhiếp vân mềm nhún, liền muốn chạy trốn. Nữ nhân trước mắt này, bất kể nói thế nào trên danh nghĩa cũng là hôn thê của di thần Tông Tông Chủ, mình luyện trưởng lão Tông Môn của hôn phu người ta thành khôi lỗi, khó bảo toàn nàng sẽ không xuất thủ. Vừa rồi 12 khôi lỗi kia hẳn là 12 trưởng lão di thần Tông trong truyền thuyết truy giết ngươi A, không nghĩ tới vậy mà đều bị ngươi luyện thành khôi lỗi, ngoan độc yên tâm đi, ta sẽ không đối phó ngươi, ta đối với di thần tông tông chủ di hoa kia, không có cảm giác gì, chỉ vì cứu sư phụ mới ủy khuất cầu toàn mà thôi, hiện tại ta đã cùng ngươi. Tự nhiên sẽ thay ngươi cân nhắc, thấy thiếu niên biến sắc, hoắc dính cười ha ha, như trăm hoa đua nở. Cùng ta, cân nhắc cho ta, nhiếp phân mở chừng hai mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nữ hài này vừa mới bắt đầu chứng kiến, không phải rất thánh khiết rất lạnh lùng sao. Sao đột nhiên nói lời này? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta tu luyện linh lung tiên tâm quyết, phải có một tấm lòng son, linh lung chi tâm, ngươi nhìn thân thể của ta, trong sạch của ta cũng không còn, lúc này chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất, giết ngươi, khôi phục trong sạch của ta, thứ hai, trở thành thê tử của ngươi. Ngươi là ân nhân cứu mạng ta, ta không hạ thủ được, về sau chúng ta lại cơ duyên xảo hợp tiến hành linh hồn song tu, cho nên ta biết, đây là thiên định, không có lựa chọn khác, ta chỉ có thể đi con đường thứ hai. Chỉ có điều Thực lực của ngươi quá thấp, chuyện này nếu như rơi vào tai tông môn, ngươi nhất định sẽ bị áp lực vô cùng vô tận, cho nên ta không có nhắc tới, hy vọng ngươi có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Thấy thiếu niên biểu lộ ngốc trệ, nữ hài cười cười. Hoắc Dĩnh nói tiếp, một khi thực lực của ngươi tăng lên giống như ta, mới có thể nói chuyện này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được Thiên Phú Diễm Hỏa sư, Diễm Hỏa sư bài danh thứ 25, còn lợi hại hơn Tiên Âm sư của ta, về sau thành siêu cấp cường giả ở trong tầm tay có thiên phú như vậy, chắc hẳn truyền quay lại tông môn, cũng không ai dám nói cái gì, cho nên, sâu trong nội tâm ta đã đồng ý chuyện này, trở thành thê tử của ngươi là sự tình sớm muộn, tự nhiên phải lo lắng cho ngươi. Trên mặt hoác dĩnh đỏ ửng trở thành thê tử của ta, đầu óc nhiếp vân có chút mê muội lừa bịp a à, mình cứ đần độn u mê như vậy đã có thê tử. Không thể không tỉnh ngủ a à, chúng ta đã linh hồn song tu, không phải ngươi không nhận nợ chứ, không nhận nợ mà nói, cũng rất đơn giản, ta lựa chọn con đường thứ nhất. Thấy bộ dáng của thiếu niên như vậy, sắc mặt của Hoác Dĩnh âm trầm xuống. Ách, sẽ không, chỉ là cảm thấy có chút quá đột nhiên. Nhiếp Vân vội vàng khoát tay, bất đắc dĩ lắc đầu, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, người nói thực lực của ta rơi vào tai tông môn sẽ phải chịu áp lực vô cùng vô tận, Nhưng áp lực này là cái gì? Áp lực đến từ hai phương diện, thứ nhất là di thần tông, vừa rồi ngươi cũng nói, hiện tại ta đã đính hôn với di thần tông tông chủ di hoa, nếu như để hắn biết vị hôn thê của hắn cùng cửu nhân hắn một mực muốn đuổi giết song tu. Nói ra song tu, sắc mặt của góc dĩnh đỏ lên, liếc nhìn nhiếp vân, nói tiếp. Người nhất định sẽ rất phiền toái, thứ hai, là tông môn. Linh lung tiên tông chúng ta là môn phái nữ tử, gần đây thống hận nam nhân, ta thân là thánh nữ, càng phải giữ mình trong sạch, không thể có tư tình nhi nữ, hiện tại cùng ngươi. Ngươi muốn cưới ta, chỉ có thông qua tông môn khảo hạch mới có tư cách. Tông môn khảo hạch, đó là cái gì? nhiếp vân hỏi tuy linh lung tiên tông thống hận nam tử nhưng có không ít nữ đệ tử có tư tình vì xử lý loại chuyện này tông môn chuyên môn lập nhiều quy định nếu như nam tử yêu nữ đệ tử kia muốn cưới nàng nhất định phải tới tham gia tông môn khảo hạch một khi thông qua tông môn liền không truy cứu nữa không thông qua chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là chết làm như vậy thứ nhất có thể kiểm nghiệm nam tử kia phải chăng thiệt tình thứ hai cũng có thể khảo nghiệm thực lực của nam tử nếu như quá kém ngay cả thê tử của mình cũng bảo hộ không được, chết thì chết. Hoắc Dĩnh nói, chương 631, Thiên Phú Đặc Thù, chuyện được thực hiện bởi audio com Tông môn khảo hạch, cái khảo hạch này, tỷ lệ tử vong rất lớn sao? Nhiếp Vân hỏi, cực kỳ lớn, ta tiến vào linh lung tiên tông 13 năm, tổng cộng có 134 người muốn cưới đệ tử tiên tông, tới tham gia tông môn khảo hạch, chỉ có một người thành công. Hoắc Dĩnh nhàn nhạt nói, 134 người chỉ có một người thành công nhiếp vân hít một hơi khí lạnh, người ta nói cửu tử nhất sinh, còn có 10% tỷ lệ còn sống, hiện tại hơn 100 người chỉ có một người sống sót, khảo hạch thật đúng là đủ tàn khốc. Người sống này, thành công lấy đi đệ tử tông môn các ngươi. Khiếp sợ qua đi, nhiếp vân hỏi, người này là di thần tông tông chủ di hoa, người hắn muốn kết hôn là ta. Hoác dĩnh nói, di hoa, hắn thông qua khảo hạch, ánh mắt nhiếp vân ngưng trọng, hơn 100 người mới có thể thông qua một người, nói rõ linh lung tiên tông khảo hạch rất khó, mà di hoa lại thành công, nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Ân, thời điểm hắn đến khảo hạch, chỉ là thiên kiều cảnh đỉnh phong, còn không có đạt tới nạp hư cảnh, bất quá hắn đồng dạng ngươi, có được thiên phú đặc thù, người có được thiên phú đặc thù, đều được đại đạo chiếu cố, lúc này mới thành công thông qua. Hoác dĩnh nói, hắn cũng có thiên phú đặc thù, thiên phú đặc thù gì, nhiếp vân sững sờ, vội vàng hỏi. Di hoa này sớm muộn gì cũng thành địch nhân lớn nhất của mình, hiểu rõ thêm một ít, về sau mới dễ phòng bị. Thiên phú đặc thù của hắn so với diễm hỏa sư của ngươi còn muốn lợi hại hơn, hình như là. Thiên thủ sư bài danh thứ 11, suy nghĩ một chút, hoác dĩnh nói. Thiên thủ sư, nhiếp vân nhướng mày, cái thiên phú này, mình lại chưa nghe nói qua. Ân, thiên phú đặc thù có ngũ hành thiên phú, kim mộc thủy hỏa thổ, cũng có thuộc về thân thể con người, giống như ngũ hành, đi đầu là thiên thủ sư, tay là địa phương linh hoạt nhất của nhân thể, cho nên uy lực cũng lớn nhất về sau là thiên nhãn sư mắt là cửa sổ tâm linh ngươi là một vị thiên nhãn sư chẳng lẽ không biết chuyện này hoác dĩnh có chút kỳ quái nhìn về phía nhiếp vân đặc thù thiên phú chia làm rất nhiều loại tỉ như diễm hỏa sư mộc sinh sư duệ kim sư liền thuộc về ngũ hành mà thiên thủ sư cùng thiên nhãn sư rất rõ ràng thuộc về loại khác thuộc về phạm vi ngũ quan tứ chi của con người ta còn thật không biết sắc mặt nhiếp vân đỏ lên lắc đầu kiếp trước tuy thực lực của mình mạnh địa vị cao nhưng bởi vì không có thiên phú đặc thù gì, cho nên căn bản không có chú ý qua, hiện tại chú ý rồi, bởi vì cấp bậc quá thấp, biết ngược lại không nhiều. Thiên thủ sư, thiên nhãn sư, chẳng lẽ còn có thiên cước sư? Nhiếp vân hỏi, thiên cước sư, cái này cũng quá phá hoại đi à nha, tay rất linh hoạt, nhưng thiên phú trên đùi có thể làm gì? Tu luyện giả bất đồng người thế tục, lúc chiến đấu phần lớn vận dụng pháp quyết, võ kỹ, chủ yếu dựa vào tay, mình thật đúng là chưa thấy qua ai dùng chân thi triển pháp quyết nha. Có A, tuy bài danh của Thiên Cước Sư không cao, nhưng lại không thấp, ở trong vòng 200, tựa hồ là 166. Nghe được thiếu niên hỏi, Hoác Dĩnh suy nghĩ một chút nói. Thứ 166. A, à, thứ 166 không phải, Thiên Hành Sư sao, sao lại là Thiên Cước Sư? Nhiếp vân sững sờ, trước địa Hành Sư là Thiên Hành Sư, đằng sau 168 là Tường Thủy Sư, sao biến thành Thiên Cước Sư rồi? Thiên Cước Sư là Thiên Hành Sư A. Hoác Dĩnh gật gật đầu thật không biết người sao lại như vậy, trên người có vài loại thiên phú đặc thù, vậy mà không biết những cái này. Nhiếp vân ở trước mặt hoác dính đã triển lộ nạp vật đan điền, địa hành sư, thiên nhãn sư cùng thiên phú diễm hỏa sư, cho nên ở trong mắt nàng, tuy hắn tuyệt đối là thiên tài chính cống, thiên tài nhiều thiên phú đặc thù như vậy, vậy mà đối với thiên phú đặc thù. Hoàn toàn không biết gì cả, thật sự cổ quái. Thiên thủ sư, thiên nhãn sư, thiên nhĩ sư, thiên hành sư những cái này đều là thiên phú đặc thù của thân thể con người, người mới vừa nói phân loại giống như ngũ hành, chẳng lẽ còn có cái thứ năm? Nhiếp Vân tiếp tục hỏi, đương nhiên là có rồi, là bài danh thứ 50 thiên khẩu sư. Hoác dĩnh nở nụ cười, con mắt như trăng lưỡi liềm. Bài danh 50 thiên khẩu sư, bài danh thứ 50. Ý của ngươi là, tiên âm sư, nhiếp vân mới kịp phản ứng. Đúng vậy, là thiên phú đặc thù của ta, tiên âm sư, bởi vì chúng ta cùng thuộc thiên phú đặc thù của thân thể con người, Di hoa mới tìm ta, cầu thân ta." Hoắc Dĩnh nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế, Nhiếp phân lý giải Thiên Phú Đặc Thù thật sự quá ít, nghe được mấy cái này, khiếp sợ đến miệng mở to, tiếp tục hỏi. "Cùng thuộc Thiên Phú Đặc Thù tìm ngươi cầu thân, chẳng lẽ có thuyết pháp gì sao?" "Ta cũng không biết, bất quá truyền thuyết cổ xưa nói, đại đạo phân loại, nếu có người có được toàn bộ Thiên Phú Đặc Thù của một chủng loại, sẽ sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, về phần là cái gì thì ta cũng không biết." Hoắc Dĩnh lắc đầu, nhìn về phía nhiếp vân ánh mắt lộ ra vẻ mặt hy vọng nói tốt rồi không nói những thứ này nữa người bây giờ sẽ cùng ta chung một chỗ quay trở lại tông môn sao quay trở lại tông môn tham gia khảo hạch cầu hôn của ngươi nhiếp vân lại càng hoảng sợ ân hoắc dĩnh đỏ mặt lên hiện tại nàng cùng thiếu niên ở trước mắt song tu cũng song tu qua đã nhận mệnh bây giờ nàng không còn là một tiên tử lạnh lùng cường giả nạp hư cảnh vô thượng chỉ là một thiếu nữ thẹn thùng mà thôi được rồi cùng với người chung một chỗ trở về đi. Suy nghĩ một chút, nhiếp vân gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thôi. Thấy thiếu niên không chút do dự đáp ứng, trong nội tâm hoác dĩnh không khỏi điềm mật ngọt ngào. Biết rõ khảo hạch cửu tử nhất sinh, trăm chưa đủ một, còn không chút do dự đáp ứng, thiếu niên trước mắt này nhất định là yêu mình mới quyết định như vậy. Không thể không nói, tuy thực lực của hoắc dĩnh rất mạnh, người cũng xinh đẹp, nhưng tâm tư lại đơn thuần đáng thương, như một tờ giấy trắng không có gì khác nhau. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng, sở dĩ nhiếp vân đáp ứng là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, sự tình dịch thanh bái nhập linh lung tiên tông còn không có làm xong, hắn còn đi không được. Thứ hai, mặc dù mình không có cảm giác nữ hài trước mắt này thất trinh với mình rồi, nhưng xem xong sờ xong thân thể con gái nhà người ta là sự thật không thể cãi lại, ăn xong lau sạch liền tỏ vẻ cái gì cũng không có, không phải tác phong của hắn. Chương 632, Dịch Thanh khảo hạch thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thứ ba, di thần tông di hoa tông chủ kia khắp nơi đuổi giết hắn, mà hắn lại làm thịt vị hôn thê của đối phương, cũng coi như cho đối phương một đả kích trầm thống, cho đối phương biết đắc tội mình sẽ như thế nào. Không thể không nói, nhiếp vân đáp ứng nữ hài, trong nội tâm mang theo tính hiệu quả và lợi ích đậm đặc. Cũng không phải trong nội tâm nhiếp vân lạnh lùng, không hiểu tình yêu, mà là kiếp trước hắn ở trong cửu hận sống mấy trăm năm, nữ nhân mình yêu duy nhất lại chết trong lòng, cho nên đối với tình yêu hiểu được không nhiều lắm. Lại nói, cùng hoác dĩnh này ở chung thời gian quá ngắn hắn cũng không phải chưa ca thấy mỹ nữ liền muốn lên tự nhiên sẽ không bởi vì sắc đẹp liền trở nên mất đi bản thân đương nhiên muốn cẩn thận nói đến nhiếp phân đối với hoác dĩnh này vẫn có hảo cảm dù sao mỹ nữ mỗi người ưa thích huống chi thực lực của nữ tử này mạnh hơn mình còn khắp nơi thay mình suy nghĩ đi thôi nhiếp phân gật gật đầu vừa rồi chiến đấu động tính quá lớn diễm hỏa đốt ngọn núi không có trong sơn động lạc thiên ma tôn siêu tập bảo bối cùng với linh dược trong sơn cốc bị đốt thành cho may mắn trước kia nhiếp phân trộm đi đại bộ phận vật chân quý nếu không không hối hận chết mới lạ thứ tốt đều cháy không sai biệt lắm hai người cũng không có gì lưu luyến thả người rời đi sơn cốc thẳng tắp nhắm xa xa bay đi đi với hoắc dính nhiếp phân cũng không cần phải ngụy trang dù sao cho dù cho người di thần tông phát hiện bọn hắn cũng không dám thế nào trái lại nhiếp phân còn hy vọng bọn hắn biết chỉ có như vậy mới có thể truyền tin tức này lại cho Di Hoa. Hoác dĩnh thân là thánh nữ của Linh Lung Tiên Tông, nên cũng có linh binh, hơn nữa cấp bậc cao hơn Long Cốt Thần Chu của Nhiếp Vân rất nhiều, cho nên Nhiếp Vân cũng không khách khí, ngồi ở trong linh binh phi hành của nàng. Thời điểm Nhiếp Vân đi đánh chết Di Giang cũng không giải thích với Dịch Thanh, ngày hôm sau trời vừa sáng, Dịch Thanh từ trong tu luyện thanh tình, tìm một vòng không có phát hiện Nhiếp Vân, liền tức giận đến liên tục dậm chân. Tên này tại sao lại đi ra ngoài rồi, ngày hôm nay ta phải đi tham gia linh lung tiên tông khảo hạch, hắn vậy mà không có mặt. Tìm không thấy nhiếp vân, dịch thanh tức giận đến không ngừng nói thầm, nguyên lai tưởng rằng nhiếp vân không có khả năng quên chuyện này, đi ra ngoài rất nhanh sẽ trở về, ai nghĩ đến đợi đến lúc giữa chưa còn không thấy thiếu niên. Được rồi, không đợi hắn nữa, tự mình đi, bằng vào thực lực của ta bây giờ gia nhập linh lung tiên tông chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Thấy thiếu niên không đến, đối phương cũng không có tin tức, vẻ mặt dịch thanh thở phì phì đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Địa điểm báo danh của Linh Lung Tiên Tông cực kỳ dễ tìm, dịch thanh dùng thời gian không dài đã tìm được, bằng vào thiên phú cùng thực lực của nàng, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền gặp được bọn người ngân xương sư tỷ. Người chính là dịch thanh, chứng kiến bộ dáng của dịch thanh, bọn người ngân xương sư tỷ liếc mắt nhìn nhau, một nữ đệ tử lặng lẽ lấy ra ngọc bài của di giang vụng trộm đưa tin. Ân, dịch thanh không chút nào biết rõ nguy hiểm, thời điểm nhiếp phân đi ra, cho rằng rất nhanh sẽ trở về về sau bị truy chạy như điên căn bản không kịp thông chi như thế nào di giang kia nói như thế nào bọn người ngân xương ổn định dịch thanh lặng lẽ truyền âm với người đưa tin hắn không có trả lời tin tức ta xem chúng ta vẫn là trước ổn định a à? nữ đệ tử đưa tin nhìn thoáng qua ngọc bài đưa tin trong tay tin tức gì cũng không có lông nghi nhăn lại kỳ thật các nàng căn bản không biết đối tượng đưa tin chính là di giang lúc này đã biến thành một thi thể thi thể làm sao có thể trả lời tin tức. Cùng lúc đó, mấy đệ tử di thần tông đang trốn ở địa điểm khảo hạch, đồng loạt nhìn về phía dịch thanh. Mấy cái này đúng là đêm qua cùng di giang chung một chỗ tìm bọn người ngân xương, buổi sáng hôm nay bọn hắn đợi trái đợi phải cũng đợi không được di giang sư huynh, đành phải vụng trộm đã tới trước. Quả nhiên để cho bọn hắn phát hiện dịch thanh kia, đúng vậy, đây tuyệt đối chính là dịch thanh, chúng ta động thủ đi. Di giang sư huynh nói động thủ sẽ đánh rắn động cỏ, hắn nhất định có ý kiến hay, chúng ta vẫn là chờ một chút a. À. Hôm nay Di Giang sư huynh đến bây giờ còn không thấy, không biết đi nơi nào, một mực chờ như vậy, ta sợ dịch thanh này sẽ phát giác không ổn. Chẳng lẽ ngươi không tin Di Giang sư huynh, quyết định của hắn chẳng lẽ còn có sai lầm, mấy đệ tử rõ ràng đều vẻ mặt sốt ruột, lại không một người dám động thủ. Di Giang tâm ngoan thủ lạt, lưu lại cho bọn hắn ấn tượng quá sâu khắc, một khi có người vi phạm mệnh lệnh của hắn, liền sẽ chịu chế tài nghiêm khắc, hiện tại bọn hắn còn không muốn chết, cho nên tuy sốt ruột, lại không một người dám đứng ra. Thời gian dài như vậy, di giang sư huynh cũng không có xuất hiện, đoán chừng có chuyện gì làm chế nái, không bằng chúng ta động thủ đi. Hiện tại động thủ chỉ cần bắt được nữ hài này, là công lao lớn, đến lúc đó, một bước lên mây ở trong tầm tay. Đúng vậy, chờ đợi thêm nữa, một khi dịch thanh ly khai, được tuyển nhận vào linh lung tiên tông, lại ra mặt sẽ chế. Tốt, chúng ta chung một chỗ động thủ, lại đợi một hồi, trên mặt mấy người đột nhiên lộ ra vẻ hung ác ý định đồng thời ra tay bắt dịch thanh. Động thủ, mấy cái này cũng là người hung ác, làm ra quyết định liền hét lớn một tiếng, đồng thời ra tay. Phần phật, mấy người kia đều là cường giả bất hủ cảnh, đồng thời ra tay, pháp lực đầy trời lập tức tạo thành một cổ khí kình mãnh liệt, bao phủ lấy dịch thanh. Người của di thần tông, dịch thanh đang cùng bọn người ngân xương nói chuyện phiếm, đột nhiên toàn thân siết chặt, cảm thấy pháp lực đầy trời bao phủ đến, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, cấp tốc thoát ra, đồng thời bàn tay mở rộng diễm hỏa cực nóng bao trùm bốn phía nàng bất quá là nguyên thánh cảnh đỉnh phong thực lực tranh lệch bất hủ cảnh nhiều lắm dưới tình thế cấp bách chỉ có thể thi triển thiên phú đặc thù đến đối kháng diễm hỏa sư dịch thanh này dĩ nhiên là thiên phú diễm hỏa sư khó trách ta cảm thấy di giang có chút cổ quái thì ra là thế là sợ chúng ta biết thiên phú của nàng không thả nàng đi thật độc ác chứng kiến dịch thanh vừa ra tay bốn phía đều là hỏa diễm bọn người ngân xương có ngốc cũng đã minh bạch nguyên do. chương 633, Dịch Thanh Khảo Hạch Hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Dừng tay, Linh Lung Tiên Tông chúng ta tuyển nhận đệ tử, còn chưa tới phiên người di thần tông các ngươi dương oai. Dám thương hại đệ tử Linh Lung Tiên Tông chúng ta, các ngươi đáng chết. Hiểu được tất cả, bọn người ngân xương làm sao có thể để cho bọn hắn như nguyệt, nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời xét đánh đầy trời, không chung pháp lực rằng co, song phương đánh lại thành một đoàn. Ân, vốn dịch thanh còn tưởng rằng bọn người ngân xương nói chuyện với mình, là cố ý kéo dài thời gian, để cho người di thần tông đến bắt mình, nhưng bây giờ thấy các nàng ra tay bảo vệ mình, phấn đấu quên mình, cũng có chút không rõ chuyện gì xảy ra rồi. Dịch thanh sư muội, người bây giờ đã thông qua khảo hạch, thành cho một phần tử của linh lung tiên tông chúng ta, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, người di thần tông dám bắt ngươi, là đối nghịch linh lung tiên tông chúng ta, cho dù chúng ta chết trận, cũng sẽ không để ngươi bị tổn hại. Ngân Sương Sư Tỷ thét dài một tiếng, ném cho Dịch Thanh một ngọc bài thân phận. Vâng, Sư Tỷ, tuy không biết tại sao thái độ của Ngân Sương lại biến, nhưng nghe nàng nói đại nghĩa lăng nhiên, Dịch Thanh vẫn gật đầu, trong nội tâm tràn đầy cảm động. Âm ầm, Song Phương chiến đấu, lập tức đưa tới cao thủ của Ký Vẫn Thành chú ý, rất nhanh cường giả Di Thần Tông chú đóng ở Ký Vẫn Thành liền bay tới, là cường giả Thiên Kiều Cảnh Trung kỳ. hắn đi vào chứng kiến Dịch Thanh vừa muốn ra tay đã bị một cổ lực lượng khổng lồ ngăn trở kỳ vẫn thành thuộc về thành thị lớn nhất phụ cận linh lung tiên tông được cho là hạch tâm của tiên tông rồi cao thủ tự nhiên cũng có không ít một cường giả thiên kiều cảnh hậu kỳ xuất hiện chắn ở trước mặt của hắn lập tức vì cướp đoạt dịch thanh song phương bắt đầu đại chiến vốn di thần tông phái rất nhiều cao thủ ở chỗ này di thái di sinh đều là cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong nhưng bây giờ hai người này đều đuổi theo nhiếp vân cho nên một thiên kiều cảnh trung kỳ làm sao ngăn được thiên kiều cảnh hậu kỳ, rất nhanh, vị cao thủ của Di Thần Tông này bị cao thủ của Linh Lung Tiên Tông đánh cho vô cùng thê thảm. Người Di Thần Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhanh đi thôi, chỉ cần trở lại Tiên Tông, tuyệt đối không ai dám làm gì ngươi. Cường giả thiên kiều cảnh chiến đấu có kết quả, phía dưới cũng chẳng khác nào đã có kết quả, mấy đệ tử đến đây bắt dịch thanh bị cao thủ thiên kiều cảnh hậu kỳ tát thành bánh thịt. Ngân Sương sư tỷ thấy sự tình chấm dứt, vội vàng lôi kéo dịch thanh lên linh binh phi hành, mấy sư tỉ muội được cao thủ thiên kiều cảnh hậu kỳ này bảo hộ, bay về phía linh lung tiên tông. Đối với bọn người ngân xương mà nói, lần này phát tài, một thiên phú đặc thù tiên âm sư liền thành thánh nữ, người tuyển nhận được lợi ích vô cùng to lớn, mình tuyển nhận đến một vị diễm hỏa sư thứ tự cao hơn, nhất định sẽ đạt được công môn coi trọng. Cũng bởi vì ôm loại tư tưởng này, bọn người ngân xương đối với dịch thanh ngược lại là tận tâm tận lực, hơn nữa có cường giả thiên kiều cảnh hậu kỳ bảo hộ nên thuận buồm xuôi gió, không đến một ngày mọi người liền đi tới tông môn của Linh Lung Tiên Tông. Dịch Thanh vừa tiến vào tông môn, lập tức liền oanh động. Đặc thù thiên phú thứ 25 diễm hỏa sư, siêu cấp thiên phú am hiểu công kích, hơn nữa 17-18 tuổi thì đến được nguyên thánh cảnh đỉnh phong, thiên phú tu luyện cũng cường đại đáng sợ, thiên tài như thế lập tức làm cho cả tông môn sôi trào. Tuy nguyên thánh cảnh ở trong linh lung tiên tông chúng ta không phải cao, chỉ có thể coi là đệ tử bình thường, nhưng người có được thiên phú diễm hỏa sư, về sau thành tựu khẳng định kinh người, như vậy đi ta thu ngươi làm quan môn đệ tử từ giờ trở đi ngươi liền giống như hoắc dĩnh đều là linh lung thánh nữ một vô thượng trưởng lão lướt nhìn dịch thanh liền định ra thân phận cho nàng trưởng lão nói rất đúng bất quá trở thành linh lung thánh nữ phải có trình tự tông môn có nhiều đệ tử cùng với thánh nữ khác đều phải tham gia hoắc dĩnh vừa mới phát cho ta tin tức nàng nói ngày mai mới có thể trở về như vậy đi ngày mai chúng ta tổ chức tông môn đại hội xác lập thân phận cho dịch thanh tông chủ vừa cười vừa nói Tông chủ là một trung niên phu nhân khoảng 40 tuổi, tuy dung mạo không trẻ, nhưng nhất cử nhất động tiên phong phiêu miểu, như tiên tử đáp xuống nhân gian, chỉ có điều hai đầu lông mày của nàng mang theo một tia khí thức màu xám, tựa hồ cả người bị nội thương không nhẹ, còn không có triệt để khỏi hẳn. Ân, rất tốt, vị vô thượng trưởng lão này nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ta chẳng những trở thành đệ tử linh lung tiên tông, vô thượng trưởng lão còn muốn đích thân thu ta làm đồ đệ. Nếu như nhiếp vân biết rõ tin tức này, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ a. À. Những sự tình này phát sinh quá nhanh, đến bây giờ Dịch Thanh còn có chút phát mộng, nghe nói ngày mai sẽ tổ chức tông môn đại hội, xác lập thân phận của mình, giờ mới hiểu được đây là thật. Mình bây giờ đã thành đệ tử của Linh Lung Tiên Tông, Nhiếp Vân đưa mình tới tham gia khảo hạch lại không có xuất hiện, làm cho nàng không tự chủ được nổi giận một hồi. Rất nhanh, một ngày đi qua, ngày hôm sau trời vừa sáng, Linh Lung Tiên Tông liền tổ chức tông môn đại hội. Tiên khí lượn lờ, cung điện nguy nga của linh lung tiên tông lơ lửng trên đỉnh núi đủ loại linh thú hiếm quý bay tới bay lui kỳ hoa dị thảo giải trong đó làm cho cả tông môn rào rạt ra một cổ khí thức tiên môn nồng hậu dày đặc nhanh như vậy đã tìm được thánh nữ thứ hai xem ra linh lung tiên tông các ngươi sẽ càng ngày càng lớn mạnh a à. chúc mừng chúc mừng nghe nói thánh nữ này là diễm hỏa sư đây chính là thiên phú công kích cực kỳ lợi hại trong ngũ hành thiên phú về sau chỉ sợ các ngươi sẽ nhiều ra một vị chiến thần chúc mừng nguyên hình trưởng lão thu được một hảo đồ đệ, ha ha. Các đệ tử của Linh Lung Tiên Tông mới vừa vặn đến đông đủ, chợt nghe tiếng cười từ không trung truyền đến, lập tức có vài bóng người chậm rãi đi xuống. Tuy Linh Lung Tiên Tông không thuộc về tám đại tông môn, nhưng tổ chức tông môn đại hội, tông môn khác vẫn sẽ có người đến, mấy cường giả này đều là trưởng lão nạp hư cảnh. Nếu không phải lần này Linh Lung Tiên Tông mở tông môn đại hội quá sốt ruột, tám đại tông môn chấn thủ tứ phương tới không được, chỉ sợ còn có thể đến cao thủ mạnh hơn nữa chương 634, Tiên Tông Thịnh Hội, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thật nhiều cường giả, không thuộc về tám đại tông môn cũng có lợi, cái kia chính là tám đại tông môn đều muốn lôi kéo chúng ta, Người xem những người này, đều là trưởng lão chấn thủ một thành thị của tám đại tông môn, nghe được tin tức liền chạy tới, thật đúng là nể tình. Đúng vậy, người nhìn lão đầu dâu bạc kia, hắn hình như là Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, thành thị gần nhất của Vân Tiêu Tông cách chúng ta không biết bao nhiêu tỷ dặm, vậy mà hắn có thể chạy tới chỉ sợ sau khi nhận được thông chi liền ngựa không dừng vó ân đúng rồi kiếm thần tông cách nơi này gần nhất di thần tông cũng không xa sao còn không có người đến kiếm thần tông nhân khẩu thưa thớt cả đám đều vô cùng ngạo khí cho nên loại tông môn đại hội này bình thường đều không tham gia về phần di thần tông khoảng cách gần như vậy lại không có đến sớm bằng vân tiêu tông thực có chút kỳ quái lấy loại thái độ này còn muốn cưới linh lung thánh nữ của chúng ta di thần tông thật sự là ngạo mạn Đừng nói bậy, di thần tông bất kể thế nào cũng là bài danh thứ hai trong tám đại tông môn, chúng ta vẫn là ít nói huyên thuyên cho thỏa đáng. Bài danh thứ hai, không phải còn có thứ nhất sao? Hóa vân tông linh hư đỉnh mới là thứ nhất, lúc nào hắn vượt qua người ta, ta mới cảm giác được thành tâm bội phục, cho dù không đến, cũng sẽ không nói lung tung. Hóa vân tông đệ nhất lúc trước kia, hiện tại tông môn kịch biến, tông chủ, trưởng giáo ấn, vô thượng trưởng lão đều biến mất, quần long vô thủ, loạn thất bát tao, thật muốn đánh mà nói, chưa hẳn có thể là đối thủ của Di Thần Tông. Chứng kiến không trung bay tới mấy cường giả, rất nhiều đệ tử dưới đài lặng lẽ nói thầm. Di Thần Tông trưởng lão Di Hoàng mang theo đệ tử cung kính chúc mừng Linh Lung Tiên Tông thu vị thánh thứ hai nữ, mong hai tông đồng tâm tương giao, cùng nhau phát triển. Thời điểm mọi người ở đây nói thầm, đột nhiên một tiếng thét dài từ bên ngoài sơn môn vang lên. Lập tức liền chứng kiến vài bóng người từ không trung bay tới. Lão giả đi đầu thanh tu gầy mặt một thân thanh y, gọn gàng, hai. Mắt thâm thúy, mang theo hào quang sáng chói khí tràng chung quanh thân thể xoay tròn, hình thành một mảnh hư không đặc biệt. Nạp hư cảnh sơ kỳ, trong cơ thể dung nạp hư không, tự thành càn khôn, trung kỳ thì lực lượng hư không có thể rậm rạp kinh mạch toàn thân, rèn luyện thân thể, để cho thân thể siêu thoát phạm trần, hậu kỳ, lực lượng hư không ở bên ngoài thân hình thành khôi giáp, đau thương xâm nhập giống như tiến nhập dị độ không gian. Không cách nào tổn thương đạt tới đỉnh phong, chung quanh thân thể hình thành hư không khí chàng đặc biệt, tinh thần lực của người khác cũng đừng nghĩ xâm nhập. Lão giả này dĩ nhiên là một cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên là di hoàng trưởng lão, khó trách đến muộn như vậy, hắn là cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong A. Nạp hư cảnh đỉnh phong, trong di thần tông thái thượng trưởng lão xem như thực lực gần trước nhất, mang đệ tử đến đây chúc mừng, thật là khí phách. Chứng kiến lão giả đi đầu, rất nhiều người đều nhận ra được. Đạt tới lĩnh vực cảnh, Tấn chức liền cực kỳ phiền toái, nạp hư cảnh càng khó, mỗi tấn chức một tiểu cấp bậc đều cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tích lũy, Di hoàng này là một lão quái vật sống hơn 1300 năm, tuổi thọ kéo dài, thực lực càng đạt tới nạp hư cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là lão quái vật chính thống. Ta nói làm sao tới trễ, nguyên lai là Di hoàng trưởng lão tự mình dẫn đội, ngay cả đệ tử cũng đến, phái đoàn quả nhiên lớn a. Bọn người Di hoàng vừa dứt lời, chợt nghe một thanh âm âm dương quái khí vang lên. Nói chuyện đúng là mấy trưởng lão tông môn khác đến đây chúc mừng. Tám đại tông môn đều muốn lôi kéo Linh Lung Tiên Tông, hiện tại Linh Lung Tiên Tông cùng Di Thần Tông quan hệ thông gia, tự nhiên để cho người tông môn khác có chút khó chịu. Phái đoàn lớn, ta xem là không có lễ phép a, à, Linh Lung Tiên Tông gần đây không chào đón nam tân, chúng ta tới chúc mừng, đã đủ thất lễ, hắn vậy mà mang nhiều đệ tử thực lực không được tốt như vậy, hừ hừ. Ta xem người ta là ỷ vào cùng Linh Lung Tiên Tông quan hệ thông gia, đã có chỗ dựa lúc này mới cảm giác được tài trí hơn người mang nhiều đệ tử như vậy tới không phải lại đây xem xét nữ đệ tử khác a à. lại hai thanh âm hừ lên tuy hai người nói đều chưa hết ý nhưng ý tứ trong đó lại không cần nói cũng biết mang theo châm ngòi dày đặc tông chủ chúng ta cùng thánh nữ của linh lung tiên tông quan hệ thông gia hai đại tông môn đồng khí liên chi lẫn nhau lui tới cũng là chuyện thường hứa du trương văn thuận hàn đồng tân nếu như ba người các ngươi tiếp tục ở đây hổ ngôn loạn ngữ tà thuyết mê hoặc người khác châm ngòi quan hệ của di thần tông chúng ta cùng linh lung tiên tông, đừng trách ta trở mặt vô tình, đuổi các ngươi ra ngoài. Nghe được ba người châm ngòi, di hoàng cười lạnh một tiếng, quay người lại an vị ở vị trí khách nhân cao nhất, bàn tay chúi xuống, mang theo hương vị cao cao tại thượng, phảng phất như hôm nay không phải linh lung tiên tông tông môn đại hội, mà là di thần tông đại hội, hắn mới là chủ nhân chân chính. Đuổi chúng ta đi ra, chúng ta tới tham gia linh lung tiên tông tông môn đại hội, muốn đuổi cũng là người tiên tông đuổi, người tính toán ngon vậy sao, muốn đuổi chúng ta đi. Cũng không sợ khoác lác đau đầu lưỡi. Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường thì có thể tùy ý làm bậy, phía sau chúng ta cũng đại biểu cho đại tông môn. Ba người hứa du, Trương Văn Thuận nghe được Di Hoàng nói, toàn. Bộ đều giận đến sắc mặt trầm xuống. Khoác lác, đại biểu cho đại tông môn. Ha ha, hiện tại ta liền cho các người biết rõ, có phải khoác lác hay không, thiên địa tỏa hồn thủ. Di Hoàng cười lạnh, hai mắt trừng to, ngồi ở trên đài cao bất động, bàn tay lớn mạnh mẽ chảo tới ba người hứa du. Lần này ra tay, toàn bộ không gian đều bị hắn bao phủ, phạm vi lòng bàn tay phong tỏa, bầu trời u ám, gào khóc thảm thiết, pháp lực cường đại bổ thiên lấp địa lơ lửng ở trên đỉnh đầu của ba người. Ba, 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 hứa du, trương văn thuật, hàn đồng tân còn không kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người liền từ trên chỗ ngồi rớt xuống, lực lượng toàn thân bị giam cầm, chật vật không chịu nổi. Một chiêu đả bại ba cường giả nạp hư cảnh, Di Hoàng mới vừa ra tay, liền lộ ra tu vi đáng sợ. chương 635, chất vấn thượng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây bất kể nói thế nào cũng là địa bàn của Linh Lung Tiên Tông, ba người hứa du là khách nhân, hắn nói ra tay liền ra tay, quả thực là xem kỷ luật như không, không kiêng nể gì cả. Thế nào, ba vị còn cảm thấy ta nói khoác lác hay không? Một chiêu đánh ba người từ trên đài cao rất xuống mặt đất, hai mắt di hoàng nhíu lại, cả người mạnh mẽ từ trên đài cao đứng lên, hai tay chắp sau lưng để lộ ra uy thế cường đại được rồi nơi này là linh lung tiên tông nếu như các người muốn so tài kính xin ly khai thấy di hoàng ngang ngược càn dỡ, tùy ý làm bậy linh lung tông chủ có chút không thích hừ một tiếng ha ha tông chủ chớ trách mới vừa rồi là ta nhất thời lỗ mãng nghe được tông chủ lên tiếng di hoàng cười nhạt một tiếng trong lời nói mang theo xin lỗi trên mặt lại không có chút ý tứ xin lỗi nào ba vị trưởng lão không có ý tứ là Linh Lung Tiên Tông chúng ta chiếu cố không chu toàn. Linh Lung Tiên Tông cùng Di Thần Tông lúc này đang đứng ở trong quan hệ khó có thể nói, Linh Lung Tông chủ biết rõ hiện tại vẫn không thể nổi giận với Di Hoàng, vung tay lên, liền giải khai cấm chế cho ba người Hứa Du, nâng bọn họ ngồi trở lại đài cao. Chiêu thức ấy hời hợt, thoạt nhìn uy lực không lớn, nhưng lại dễ dàng liền phá vỡ áp chế của Di Hoàng, hiện ra tu vi cường đại của tông chủ. Đây là ba viên linh đan, xem như ta bồi tội cho các ngươi cởi bỏ cấm chế trên người ba người linh lung tông chủ tiện tay bắn ra ba viên thuốc linh lung bổ khí đan một trong các đan dược chân quý nhất của linh lung tiên tông có thể bổ sung thể lực khôi phục pháp lực mặc dù nạp hư cảnh đỉnh phong cũng có thể dùng ba vị trưởng lão hứa du mất mặt mũi vốn định xoay người rời đi thấy linh lung tông chủ cho ra đồ tốt như vậy liền không tiện phát tác đành phải đồng thời hung hăng nhìn di hoàng ý định về sau lại tìm về thể diện tốt rồi hôm nay là linh lung tiên tông chúng ta tổ chức tông môn đại hội xác lập vị linh lung thánh nữ thứ hai, ta hy vọng các vị có ân oán gì sau này hãy nói, bằng không thì, mặc dù linh lung tiên tông chúng ta chỉ là tiểu tông môn, nhưng không sợ phiền phức. Linh lung tông chủ lạnh giọng nói, tuy ngữ khí không kịch liệt, lại mang theo uy nghiêm không để cho người phản bác. Phía dưới tiến hành nghi thức, để cho linh lung thánh nữ dịch thanh đi lên tiếp nhận sắc phong. Thấy không còn người nói chuyện, linh lung tông chủ thản nhiên nói, thanh âm du dương, chậm rãi truyền đi. Vâng, thanh âm chấm dứt, chợt nghe đến xa xa vang lên thanh âm đáp ứng lập tức một bóng người bay tới đúng là dịch thanh lúc này dịch thanh mặc áo trắng quần áo giống như hoác dĩnh thanh phong quét xuống tay áo bồng bềnh tựa như tiên nhân thật xinh đẹp ta nguyên lai tưởng rằng dịch thanh này chỉ là thiên phú tốt không nghĩ tới người cũng xinh đẹp như vậy chứng kiến dịch thanh bay tới tựa như tiên tử các đệ tử đều kinh hô bản thân dịch thanh liền mỹ mạo tuyệt luân hơn nữa ngày hôm nay tu luyện linh lung tiên tâm quyết diễn sinh ra khí chất làm cho nàng càng thêm lãnh diễm, thánh khiết cao không thể chạm. Dịch Thanh là đệ tử được nguyên hình vô thượng trưởng lão mới thu nhận, hiện tại sắc phong làm linh lung thánh nữ. Linh lung tông chủ vung tay lên, trưởng giáo ấn xuất hiện ở trên không trung, toàn bộ tông môn đại điện trong nháy mắt bị một đạo bạch quang bao phủ, Dịch Thanh cảm thấy toàn thân thư thái, được một dòng nước ấm mang bay lên. Chậm đã, đúng lúc này, Di Hoàng lần nữa đứng lên, Di Hoàng trưởng lão, đây là trong tông môn chúng ta sắc phong thánh nữ, kính xin không nên quấy rối, Bằng không thì cho dù ngươi là trưởng lão Di Thần Tông, cũng đừng trách ta không khách khí." Thấy hắn lần nữa nói nhảm, sắc mặt của Linh Lung Tông chủ lập tức chìm xuống. "Ta nào dám quấy rối, chỉ là có chuyện muốn thỉnh giáo Linh Lung Tông chủ mà thôi." Di Hoàng nói, nói, "Linh Lung Tông chủ hừ lạnh, ta nghe nói, được Linh Lung Tiên Tông sắc phong thánh nữ, đều là băng thanh ngọc khiết, không thể cùng nam nhân cấu kết." "Chuyện này có thật không?" Di Hoàng nói. "Hừ, đó là tự nhiên." Linh Lung Tông chủ nói đã như vậy, vậy ta nói ra suy nghĩ của mình, là như thế này, di thần tông chúng ta đang bắt một phạm nhân, gọi nhiếp vân, ta nghe nói vị thánh nữ dịch thanh vừa mới xác lập này cùng hắn ở chung một chỗ. Thời gian rất lâu, tựa hồ quan hệ không đơn giản, mọi người đều biết, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cho dù không có xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ vị thánh nữ này cũng không có liên quan gì đến băng thanh ngọc khiết đi à nha, không biết chuyện này tông chủ có thể cho ta một lời giải thích không. Di Hoàng Nhàn nhạt nói. Những lời này hắn không hề ngăn cản, lập tức vang lên ở trong đại. Điện linh lung tiên tông, ngươi nói cái gì, dịch thanh là đồ nhi của ta, băng thanh ngọc khiết, vẫn là tấm thân xử nữ, ở đâu cùng nam tử có liên quan. Di Hoàng, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, có lẽ những người khác cố kỵ ngươi là trưởng lão di thần tông, nhưng chọc giận lão thân, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn ở lại linh lung tiên tông. Di Hoàng vừa dứt lời, một thanh âm quát lạnh vang lên. Nói chuyện đúng là sư phụ của dịch thanh, nguyên hình vô thượng trưởng lão. Vô thượng trưởng lão đều là siêu cấp cường giả bí cảnh thất trọng, bí cảnh thất trọng, phá không cảnh, phá toái hư không, một quyền có thể đánh nát không gian, cường giả ở vị trí không gian kia bất kể là nạp hư cảnh, thiên kiều cảnh gì, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Mặc dù nguyên hình trưởng lão này chỉ là phá không cảnh sơ kỳ, nhưng thật muốn chiến đấu, cho dù 100 cái di hoàng buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ. Cấp bậc đạt tới lĩnh vực cảnh trở lên, tranh lệch liền càng lúc càng lớn, khả năng vượt cấp chiến đấu cũng càng ngày càng thấp. Nguyên hình trưởng lão xin chớ sinh khí, ta chỉ là không muốn để linh lung tiên tông bị tiểu nhân lừa gạt mà thôi, nếu như không tin, ta có thể hỏi dịch thanh này, nếu như nàng thành thật trả lời vấn đề của ta, ta tuyệt không nói nhảm nữa. Di Hoàng vừa cười vừa nói, tốt, thanh nhi, không cần sợ hãi, ngươi chăm chú trả lời vấn đề của hắn, nếu như hắn dám hổ ngôn loạn ngữ, ta sẽ thay ngươi nhổ đầu lưỡi của hắn xuống. Nguyên hình trưởng lão hử lạnh một tiếng. Vâng, sư phụ, dịch thanh nhẹ gật đầu. Ngày hôm qua nguyên hình trưởng lão liền thu mình làm đồ đệ, hơn nữa truyền thụ linh lung tiên tâm quyết cho mình, cho nên đối với sư phụ này dịch thanh vẫn cực kỳ tôn trọng. chương 636, chất vấn, hạ một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Dịch thanh, người hẳn là người của Vinh Thiên Thành A, từ Vinh Thiên Thành đến nơi đây, lộ trình cực xa, bằng vào ngươi chỉ là nữ tử nguyên thánh cảnh muốn tới, chỉ sợ rất khó, xin hỏi ngươi đi cùng ai?" Di Hoàng hỏi, "Là Nhiếp Vân mà ngươi mới vừa nói." "A, à, đúng rồi, một đường tựa Hồ Di Thần Tông các ngươi đều đuổi giết hắn, 12 vị cường giả thiên kiều cảnh bị hắn thoáng một phát giết chết." "Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, ngay cả ta cũng cảm giác không có ý tứ, khuyên hắn không nên giết, Di Thần Tông bất kể nói thế nào cũng là đại tông môn, giết nhiều như vậy, bọn hắn sẽ cảm thấy mất mặt, ai, ai ngờ Nhiếp Vân này không nghe khuyên bảo, nói đây là bọn hắn muốn chết." nếu như còn dám tìm phiền toái, hắn không ngại đến di thần tông, di thần điện bưng ổ chó của các ngươi, thật làm cho ta khó xử a. À. Lúc trước dịch thanh có thể tự mình đi ra ngoài, vay tiền cứu gia tộc, đã nói lên cực kỳ biết nói chuyện, hiện tại càng là ngôn ngữ sắc bén, thừa nhận cùng nhiếp vân một đường hành tẩu, nhưng lời nói xoay chuyển liền chỉ đầu mâu lên người di thần tông. Ha ha, tốt, vị nhiếp vân này thật sự là bối trung nhân kiệt, hào khí vượt mây, rất tốt, lời này ta thích, di hoàng, người phải cẩn thận. Đừng đợi người ta thực đập ổ chó của bọn ngươi, các ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ của Di Thần Tông a. Tính cách của Nhiếp Vân này ta thích, trước kia ta vẫn cho rằng sự tình Di Thần Tông bị người giết 12 vị nội các trưởng lão là giả dối, hiện tại xem ra lại là thật, thật sự là hảo thủ đoạn a. Hứa Du, Trương Văn Thuật, Hàn Đồng Tân nghe dịch Thanh nói, tất cả đều cất tiếng cười to. Ngươi, không có nghĩ đến nữ hài này nhanh mồm nhanh miệng như vậy, câu nói đầu tiên liền làm cho mình khó coi, Di Hoàng siết nắm đấm, sắc mặt dữ tợn liếc nhìn nguyên hình trưởng lão, cố nén tức giận nói tiếp. Theo ta được biết, nhiếp phân kia bất quá 17-18 tuổi, tương tự tuổi của ngươi, cô nam quả nữ ở chung một phòng, thời gian dài như vậy, ta muốn biết ngươi là như thế nào bảo trì băng thanh ngọc khiết. Như thế nào bảo trì băng thanh ngọc khiết? Ha ha, hoàng trưởng lão một mực đặt câu hỏi, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, xin hỏi ngươi có đệ tử nữ tính không? Dịch thanh nở nụ cười, như trăm hoa đua nở, nữ đệ tử, ta tổng cộng có 12 nữ đệ tử, chuyện này ai ai cũng biết di hoàng chắp hai tay sau lưng hoàng cương trưởng lão đã có đệ tử nữ tính xin hỏi những đệ tử này của ngươi là làm sao bảo trì trong sạch có phải chỉ cần ngươi một mình kêu các nàng lên truyền thụ kỹ nghệ ta có thể nhận định các ngươi không trong trắng hay không dịch thanh nhàn nhạt nói ha ha di hoàng trước kia ta vẫn không nghĩ ra vì sao ngươi tuyển nhận nhiều nữ đệ tử như vậy hiện tại dịch thanh thánh nữ hỏi lại ra chân tướng ai thân là một thái thượng trưởng lão của tông môn Vậy mà làm ra sự tình hèn hạ như thế, thật không biết nên nói ngươi như thế nào. Làm nữ đệ tử không còn trong sạch, chẳng lẽ này là quy tắc ngầm của ngươi? Di hoàng ngươi thật sự là làm tám đại tông môn mất hết thể diện. Mất mặt A, trước kia ta không hiểu cái gì gọi là mặt người giả dạ thú, hiện tại rốt cuộc biết, cái này kêu là mặt người giả dạ thú, hơn nữa còn là thú trong thú. Không bằng cầm thú A, hứa du, trương văn thuật, hàn đồng tân lần nữa cất tiếng cười to. Mới vừa rồi ba người bọn họ bị di hoàng vũ nhục, thực lực không đủ, không có biện pháp báo thù, bây giờ nghe dịch thanh chữ chữ châu tâm, vài câu liền làm cho đối phương bê đá tự đập chân mình, toàn bộ nở nụ cười, thoải mái nói không nên lời. Ngươi, nghe nói như thế, sắc mặt di hoàng lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa không có tươi sống tức chết, bất quá cho dù hắn lại hung hăng càn quấy cũng không dám động thủ với một nữ đệ tử, thực làm như vậy, chẳng những tổn hại thân phận, còn sẽ bị người ngộ nhận là bị dịch thanh nói chúng tâm sự, thẹn quá hóa giận thanh danh càng thối. Cắn răng nói tiếp, bớt ở đây hồ ngôn loạn ngữ, ta thu nữ đồ đệ chỉ là vì truyền nghề, làm sao có thể có loại nghĩ cách này. Người cố ý hỗn loạn nghe nhìn như vậy, không muốn nói quan hệ của ngươi cùng nhiếp vân, hay là không muốn thừa nhận ngươi cùng băng thanh ngọc khiết đã không có bất cứ quan hệ nào rồi hả? Hoàng cương trưởng lão không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Ta có thể cho rằng, người thật như các vị trưởng lão kia nói, là cố ý chuyển hướng chủ đề, không muốn thảo luận ngươi cùng nữ đồ đệ của ngươi có bí mật không thể cho ai biết. Nếu thật trong sạch, vì sao ngươi không nói thẳng, không nên giả ra bộ dạng bị ủy khuất, phẫn nộ không thôi. Dịch thanh không thèm quan tâm, thuận miệng nói. Một đường cùng nhiếp vân chung một chỗ, nhiều lần thoát đi di thần tông vây giết, trong lòng nàng tám đại tông môn cao cao tại thượng cũng không gì hơn cái này, trong nội tâm đã không sợ hãi, cho nên nói tới cũng không có gì phải sợ. Ta đường đường di thần tông nạp hư cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão, lại bị một tiểu nha đầu như ngươi làm khó tốt tốt quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng đã như vậy hiện tại di hoàng liền hướng thiên đạo thề nếu như cùng ta nữ đệ tử có bất kỳ quan hệ không rõ ràng sẽ lọt vào thiên đạo chế tài chọn đời không được siêu sinh tốt rồi nếu như ngươi thừa nhận cùng nhiếp phân kia không có quan hệ gì cũng không có bất kỳ cảm tình gì liền phát thiên đạo thệ ngôn như vậy ta liền tin tưởng hai người các ngươi trong sạch ngươi là băng thanh ngọc khiết nghe được nữ hài đâm thẳng chỗ hiểm sắc mặt di hoàng biến đổi thét dài một tiếng vậy mà phát thiên đạo thệ ngôn thiên đạo thệ ngôn là một loại thệ ngôn nghiêm khắc nhất người thề sẽ bị thiên đạo giám sát một khi vi phạm thiên đạo sẽ diệt sát hắn quyết không có chỗ trống dựa theo đạo lý cường giả như di hoàng cho dù bị giết cũng sẽ không phát loại thệ ngôn này nhưng bây giờ hắn bị dịch thanh đâm thọc đã không có biện pháp đành phải dùng loại thệ ngôn này chứng minh trong sạch bằng không thì thực truyền đi tên tuổi anh hùng cả đời mình sẽ trôi theo nước chảy vốn muốn để dịch thanh khó coi làm cho nàng ái náy, không có tư cách trở thành linh lung thánh nữ, hiện tại không nghĩ rằng bị nàng xếp đặt một dao, phải phát trọng thề, loại sự tình này đối với cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong là vũ nhục rất lớn. Nhưng hiện tại người trên lưng hổ, không có đường lui có thể đi, có miệng cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. chương 637, chất vấn hạ 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tốt, phát thiên đạo thể ngôn mà thôi, không có gì thấy đối phương ngay cả thiên đạo thể ngôn cũng có thể phát ra dịch thanh cũng biết đã bước đối phương tới tuyệt lộ cười nhạt một tiếng ta hiện tại hướng thiên đạo thề ta cùng nhiếp phân tầm đó cho tới bây giờ không có bất kỳ quan hệ bất chính vượt qua bằng hữu thiên địa chứng giám nếu như nói sai trời chu đất diệt thời điểm thề dịch thanh lưu lại chỗ trống rất lớn cố ý nói cho tới bây giờ cường điệu hạn chế thời gian về phần chuyện sau này sau này hãy nói nha tuy đoạn đường này nàng cùng nhiếp phân ở chung một phòng có chút không tiện nhưng đến bây giờ mình cùng hắn thật không có phát sinh bất luận quan hệ bất chính gì điểm ấy cho dù phát thiên đạo thể ngôn cũng không sao mập mờ duy nhất là mình tắm rửa bị đối phương nhìn tinh quang điểm ấy ở dưới thiên đạo thể ngôn không ảnh hưởng toàn cục vì kia chỉ là đơn phương chiếm tiện nghi mà thôi thế nào di hoàng trưởng lão ta thề cũng đã thề ngươi nên hỏi cũng đã hỏi bây giờ ta có thể tiếp tục tiếp nhận sắc phong sao phát xong thể ngôn dịch thanh cười nhạt một tiếng hỏi cái này người tiếp tục tiếp nhận sắc phong a ta không còn ý kiến di hoàng trưởng lão thở phì phì ngồi xuống hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình vốn muốn dịch thanh không cách nào trở thành thánh nữ kết quả mình lại bị làm cho mặt quét rác di hoàng này không có bệnh chứ một nam một nữ chung sống một phòng thì phải phát sinh quan hệ sao tư tưởng mình xấu xa cũng nghĩ người khác như hắn thật sự là vô sỉ đường đường di thần tông thái thượng trưởng lão lại không biết xấu hổ như vậy Người không nghe vừa rồi hắn phát thiên đạo thể ngôn sao, căn bản là mơ hồ không rõ, cái gì cùng nữ đệ tử của ta có bất kỳ quan hệ không rõ ràng, cái quan hệ không rõ ràng này chỉ cái gì. Nếu như hắn biến nữ đệ tử trở thành quan hệ tinh tường, mỗi người đều biết, vậy thiên đạo thể ngôn chẳng phải một chút tác dụng cũng không có sao. Ta xem quan hệ của hắn và nữ đệ tử vẫn rất vi diệu, không nói cái khác, chỉ nói tư tưởng hèn mọn bị ổi kia, một nam một nữ chung một chỗ đã nghĩ ngợi không thuần khiết, có thể có quan hệ thuần khiết mới lạ. Di Hoàng trưởng lão vừa nói không truy cứu, chợt nghe rất nhiều đệ tử linh lung tiên tông ở phía dưới lặng lẽ nói thầm. Thanh âm nói thầm của các nàng cũng không nhỏ, mỗi một câu đều rõ ràng rơi vào tai Di Hoàng trưởng lão, để cho sắc mặt hắn trở nên khó coi, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đệ tử của linh lung tiên tông quả nhiên có kiến thức, ân, xem ra chuyện hôm nay chúng ta phải bẩm báo tông môn, bằng không thì đường đường tám đại tông môn, danh môn chính phái, lại tiết độc nữ đổ đệ, làm ra quy tắc ngầm loại sự tình này truyền đi, thật sự có tổn hại thanh danh của tám đại tông môn. Đúng vậy, loại này phải nghiêm trị, bằng không thì, tám đại tông môn chúng ta khác nào thanh lâu ổ phỉ. Ta cảm thấy được có ít người tư tưởng vốn không thuần khiết, chỉ nghĩ đến cô nam quả nữ, lớn tuổi rồi, còn cả ngày nghĩ ngợi lung tung, thật không biết hơn một ngàn năm qua sống thế nào tới. Tám đại tông môn có một đóa kỳ hoa như vậy, thật đúng là mất mặt. Hứa du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân cũng vui vẻ, giống như lầm bầm lầu bầu nói. Nghi thức sắc phong linh lung thánh nữ tiếp tục bắt đầu, hiện tại sắc phong dịch thanh làm thánh nữ đời thứ 123 của linh lung tiên tông. Thấy di hoàng tự mình làm ra một trò khôi hài mất mặt xấu hổ, trong nội tâm linh lung tông chủ cũng có chút cao hứng, cao giọng hô, trưởng giáo ấn xoay tròn, bắt đầu vận dụng lực lượng toàn bộ tông môn. Âm ầm bạch quang ở chung quanh sáng lên, linh khí cường đại hùng hậu, mang theo khí thức chỉ linh lung tiên tông mới có, tuôn ra nhảy vào thân thể dịch thanh. Linh lung tiên tông sắc phong thánh nữ, chẳng những được đồng môn tán thành còn chiếm được lịch đại tổ tiên tán thành ý chí của tổ tiên sẽ cùng tông môn đại trận liên hợp chung một chỗ quán thâu xuống lực lượng vô cùng vô tận dịch thanh chỉ cảm giác cả người run rẩy lực lượng toàn thân liên tiếp kéo lên trước kia tu luyện thật giống như dòng suối nhỏ quán thâu mà bây giờ đại trận cùng ý chí tổ tiên ban cho lực lượng như trường giang trào lên thực lực vốn đạt tới nguyên thánh cảnh đỉnh phong lập tức thì có đột phá thực lực điên cuồng gia tăng bất hủ cảnh sơ kỳ bất hủ cảnh trung kỳ, bất hủ cảnh hậu kỳ, bất hủ. Cảnh đỉnh phong, thực lực không ngừng bão táp, thân thể cũng càng phát ra tiên khí lượn lờ, cả người dịch thanh thật giống như đã thành tiên thành thánh, ở dưới hào quang trắng noãn bao phủ, để cho người không dám nhìn thẳng. Giang giác, giang giác, suốt cục, thực lực của nàng ngừng lại ở lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Loại quán thâu năng lượng này giống như quán đỉnh, có thể làm cho tu vi người tấn cấp rất nhanh, hơn nữa không có di chứng, đương nhiên, mặc dù là loại quản đỉnh này, cũng chỉ có thể đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, muốn đột phá thiên kiều cảnh, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình. Hô, Dịch Thanh chậm rãi mở mắt, lúc này nàng chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt, thao thao bất tuyệt, thực lực cường đại gấp trăm lần trước kia. Lần này rốt cục vượt qua nhiếp phân, có thể hỗ trợ cho hắn, không còn cản trở, làm con gẻ ký sinh rồi. Cảm nhận được thực lực của mình biến hóa, Dịch Thanh nở nụ cười. Đoạn đường này đến nay, mình cũng bởi vì không có thực lực cản trở cho nhiếp vân, hiện tại đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, mà nhiếp vân bất quá bất hủ cảnh đỉnh phong. Mình so với hắn cao hơn một cấp, có thể giúp đỡ cho hắn rồi. Bất quá vừa nghĩ đến điểm này, trong mắt dịch thanh nhịn không được lộ ra một tia đau thương. Tuy mình trở thành linh lung thánh nữ, thực lực bạo tăng, về sau tiền đồ vô lược, nhưng khả năng cùng với nhiếp vân lại càng nhỏ hơn. Linh lung thánh nữ, người chấp trưởng linh lung tiên tông tương lai, giống như một hoàng triều thái tử. Ngày hôm qua nguyên hình trưởng lão cũng nói với mình, sở dĩ nhanh như vậy liền xác lập mình trở thành thánh nữ, không chỉ bởi vì mình có thiên phú diễm hỏa sư, quan trọng nhất là thánh nữ trước hoác dĩnh, đã có hôn ước với di thần tông tông chủ, sớm muộn gì cũng sẽ gả đi, không thể làm thánh nữ nữa. Cho nên, chỉ có thể nhanh xác lập một cái, hảo hảo bồi dưỡng. chương 638, Nam Nhân Ta Gọi Nhiếp Vân Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tông chủ hiện tại thoạt nhìn thực lực rất mạnh, trên thực tế bị trọng thương, loại thương thế này muốn chữa tốt rất khó khăn, nói không chừng chẳng biết lúc nào liền viên tịch. Cho nên, vì mấy ngàn năm cơ nghiệp của Linh Lung Tiên Tông, chỉ có thể nhanh xác lập thánh nữ mới. Mà mình trở thành thánh nữ, phải làm gương tốt, còn muốn cùng nhiếp vân chung một chỗ lưu lạc chân trời xa xăm, sớm chiều ở chung, liền không có khả năng rồi. Dịch Thanh trở thành Linh Lung Thánh Nữ, có thể đi Linh Lung Tiên Cung tu luyện. Ngay thời điểm Dịch Thanh có chút ảm đạm, chợt nghe thanh âm của Tông Chủ tiếp tục vang lên, Linh Lung Tiên Cung là thánh địa tu luyện trọng yếu nhất của Linh Lung Tiên Tông, chỉ có vô thượng trưởng lão, tông chủ cùng thánh nữ mới có tư cách vào, bên trong có vô số tiền bối của tiên tông lưu lại kinh nghiệm cùng công pháp, ở trong đó tu luyện, tốc độ tấn cấp có thể nhanh hơn ngoại giới ít nhất gấp 5 lần. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, cuối cùng có một ngày có thể thoát ly tiên tông gông cùng xiềng xích, muốn làm gì liền làm cái đó. Nghe được tông chủ nói, trong đầu dịch thanh đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ thông suốt. Trước khi không có thực lực, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, một khi mình đã có thực lực bí cảnh thất trọng, bát trọng thậm chí cửu trọng, cho dù quy củ của Linh Lung Tiên Tông nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể kiềm chế mình. Thực lực mới là căn bản, không có thực lực, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nghĩ thông suốt những cái này, dịch thanh không xoắn suýt nữa, nhẹ gật đầu, chậm rãi từ không trung rơi xuống, ôm quyền nói. Đa tà tông chủ, linh lung tông chủ, vị thánh nữ thứ hai của các ngươi đã xác định, Tông chủ của chúng ta muốn hiện tại cưới Hoắc Dĩnh cô nương, đây là lễ hỏi của tông chủ chúng ta. Thấy sắc phong thánh nữ hoàn thành, mình không còn biện pháp ngăn trở, Di hoàng không suy nghĩ chuyện này nữa, cao giọng nói, ngón tay bắn ra, đưa qua một ngọc bài không lớn. Trên ngọc bài viết vô số vật phẩm, giá trị xa xỉ. Hiện tại Hoắc Dĩnh còn không có quay trở lại tông môn, tuy nàng cùng các người tông chủ có hôn nhân ước hẹn, nhưng ta hy vọng còn muốn nhìn ý kiến của nàng nếu như đồ đệ của ta không muốn xuất giá, cũng chỉ có thể do nàng quyết định. Hoác Dĩnh là đệ tử của Linh Lung Tông Chủ, sở dĩ đáp ứng hôn sự của Di Hoa, cũng chính là vì thương thế của mình, cho nên, Tông Chủ Thủy Trung cảm thấy thẹn với đồ đệ này, không muốn bắt buộc. Ha ha, điểm ấy yên tâm, đoạn thời gian trước ta mới gặp qua. Hoác Dĩnh cô nương, nàng đối với gả cho Tông Chủ của chúng ta, cũng không có phản đối. Xem ra Di Thần Tông chúng ta cùng Linh Lung Tiên Tông các ngươi trở thành thân gia, đã thành kết cục đã định. Di Hoàng vừa cười vừa nói, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, chợt nghe một tiên âm lượn lờ từ đằng xa truyền tới, vang vọng toàn bộ đại điện. Sư phụ, đồ nhi đã có người trong lòng, quyết không lấy di thần tông tông chủ di hoa, kính xin sư phụ thứ lỗi. Thanh âm trong trẻo động lòng người, người còn chưa tới liền vang khắp đại sảnh, tuy thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Cái gì đã có người trong lòng, không lấy di hoa tông chủ, cái này có trò hay để nhìn, lần này tới linh lung tiên tông, thực tới đúng rồi. Nghe được thanh âm này, hứa du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân liếc mắt nhìn nhau, biết rõ hôm nay xem như có trò hay để nhìn. Dĩnh Nhi, người đã đến rồi, người nói cái gì? Linh lung tông chủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nữ tử lăng không bay tới, cả người thánh khiết cao quý, tựa như tiên nữ hạ phàm. Sư phụ, đồ nhi đã có người trong lòng, hơn nữa ta cùng hắn. Đã có quan hệ thân mật, cho nên, ta không thể tái giá cho di hoa tông chủ, dính xin sư phụ thứ lỗi. Hoặc dĩnh đi đến đại sảnh, cao giọng nói, cái gì? Đã có quan hệ thân mật, nghe được tin tức này, tất cả mọi người giật nảy mình, ngay cả sắc mặt của tông chủ cũng biến hóa. Đồ đệ mình gả cho Di Thần Tông tông chủ, một trong mấy người có quyền thế nhất Phù Thiên đại lục, hôn ước cũng định ra rồi, hiện tại đột nhiên toát ra người trong lòng, còn có quan hệ thân mật. Cái nón xanh này của Di Thần Tông tông chủ rất lớn a. À. Nam nhân kia là ai? Di Hoàng trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bất tỉnh, cố nén tức giận trong nội tâm, dùng thanh âm khàn giọng hỏi. Nam nhân của ta gọi nhiếp vân, chính là nhiếp vân mà di thần tông các ngươi đuổi giết kia. Hoác dĩnh nhàn nhạt nói, trong di thần điện, lẳng lặng lơ lửng trên không trung, bình yên yên tĩnh, phía trên linh khí lập lè, tản mát ra hào quang uy nghiêm. Chỗ sâu trong đại điện, tông chủ di hoa đang ngồi ở trên vương tỏa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một thiên kiều cảnh trưởng lão ở dưới đến đây báo cáo, Vậy bắt nhiếp vân có tin tức chưa? Hiện tại hắn ở phủ cận linh lung tiên tông A, hồi bẩm tông chủ, di thái, di phong phụ trách nơi này truyền đến tin tức, hai ngày trước bọn hắn gặp nhiếp vân, bất quá tốc độ chạy trốn của tiểu tử kia cực nhanh, nên không bắt được. Trưởng lão này khẽ khom người, nói ra tin tức mới nhất. Không bắt được, thùng cơm, không phải lệnh các người một khi phát hiện không nên đánh rắn động cỏ, nghĩ biện pháp thông chi thái thượng trưởng lão của tông môn đi bắt sao. Sắc mặt di hoa trầm xuống, đúng, đúng, ta đã trừng phạt hai người bọn hắn rồi, để cho bọn hắn hấp thu giáo huấn, chứa tự tiện làm việc. Trưởng lão này thấy tông chủ tức giận, vội vàng giải thích. Ân, kỳ thật cũng không trách hai người bọn họ, nhiếp phân này giảo hoạt đến cực điểm, nếu như dễ dàng bắt được như vậy, bọn người di tinh cũng sẽ không chết. Thấy thái độ của trưởng lão cung kính, di hoa tùy ý khoát tay áo, hỏi tiếp. Công việc đại hôn của ta chuẩn bị thế nào rồi? Hồi bẩm tông chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong, cũng đưa thiệp cưới tới bảy đại tông môn, để cho bọn hắn ở tháng sau tới tham gia đại hôn. Trưởng lão này thấy hắn không truy vấn sự tình nhiếp vân nữa, nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói. Đã chuẩn bị xong, ân, không tệ, lần này ta muốn làm một hôn lễ huy hoàng nhất, để cho người tông môn khác biết di thần tông chúng ta cường đại. Di hoa từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt vui vẻ. chương 639, Nón Xanh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Vâng, ta đều đã an bài xong xuôi, chỉ là thuộc hạ không rõ, vì sao tông chủ phải gấp gáp đại hôn như vậy. Hiện tại tông chủ vừa mới vào chỗ, hẳn nên đại triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại, nếu vì. Nhìn nữ tư tình, vị trưởng lão này do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra lo lắng của mình. Ha ha, người biết cái gì? Di Hoa hất tay lên vừa cười vừa nói. Thiên phú đặc thù của thân thể con người tổng cộng có 5 loại, một mình ta thân kiêm tay, chân, mắt, tai bốn dạng. Nếu như có thể cưới hoác dĩnh có thiên phú thiên khẩu sư sao tiên âm sư, mượn nhờ năm loại thiên phú đặc thù đại viên mãn, ta có thể một lần hành động đột phá cảnh giới trước mắt, trở thành cường giả phá không cảnh vô thượng. Đạt tới phá không cảnh, thiên phú thiên thủ sư của ta có thể triệt để phát huy, đến lúc đó trực tiếp tiến vào di thần tế đàn, tiếp nhận lực lượng của tế đàn, thực lực khẳng định còn có thể tăng vọt lần nữa. Đột phá bí cảnh thất trọng ở trong tầm tay, thật muốn đạt tới loại cảnh giới này, cái gì hóa vân tông, người cảm giác được ta còn sẽ sợ sao? di thần tông chúng ta sẽ triệt để xưng bá phù thiên đại lục thì ra là thế là thuộc hạ nghĩ quá ít tông chủ hùng tài đại lược ta còn tưởng rằng chỉ là vì nhi nữ tư tình vị trưởng lão này bừng tỉnh đại ngộ nhi nữ tư tình ha ha người cũng quá coi thường ta tuy hoắc dĩnh này lớn lên không tệ nhưng ta tuyệt sẽ không vì nàng mà buông tha cho mộng tưởng tranh phách phù thiên đại lục tốt rồi hiện tại linh lung tiên tông xác lập thánh nữ mới đúng là cơ hội tốt nhất ta đã phái di hoàng trưởng lão đi ninh đón hoắc dĩnh tới Hiện tại hẳn nhanh có tin tức, người đưa tin cho Di Hoàng, để cho động tác của hắn nhanh chút ít. Di Hoa cười ha ha, lắc lắc tay. Vâng, vị trưởng lão này quay người đi đến trước mặt truyền tống trận. Tiện tay để vào một ngọc bài đưa tin. Một lát sau, ngọc bài đưa tin lập lè, đối diện truyền đến tin tức của Di Hoàng. Vị trưởng lão này đang định báo tin vui cho tông chủ, tinh thần tùy ý đảo qua ngọc bài, sắc mặt liền thay đổi. Chuyện gì xảy ra, có phải biết rõ Di Thần Tông Tông chủ muốn cưới nàng, hưng phấn suốt đêm muốn chạy đến hay không thấy sắc mặt của trưởng lão không đúng di hoa nở nụ cười không không phải tông chủ là trưởng lão này chảy mồ hôi lạnh không biết nên nói như thế nào nói di hoa hừ một tiếng vâng hoác dĩnh thánh nữ không muốn gả tới nàng còn nói nàng đã có nam nhân còn xảy ra quan hệ thân mật vị trưởng lão này sợ hãi nói cái gì nàng đã có nam nhân còn xảy ra quan hệ thân mật là ai rốt cuộc là ai Di hoa thật giống như từ không trung vạn trượng thoáng một phát trụy lạc, hai mắt mạnh mẽ trợn tròn, gào thét. Vâng, là chúng ta đang truy bắt, nhiếp vân, nhiếp, vân, phốc, di hoa phun ra một ngụm máu tươi, trùng trùng điệp điệp ngồi ở trên vương tỏa, không thể tin được. Nhiếp vân, nghe được cái tên này, chẳng những di hoàng khiếp sợ, ngay cả dịch thanh cũng nhịn không được nữa siết nắm đấm, hy vọng mình nghe được không phải cái tên này. Nhiếp vân cùng mình một đường đến đây, đều dùng lễ đối đãi như thế nào mới ly khai hai ba ngày liền cùng với nữ nhân khác có quan hệ thân mật. Muốn nói nhiếp vân là người bạc tình bạc nghĩa, gặp sắc phong nghĩa, mình như thế nào cũng không tin, nếu thật là sắc mê tâm khiếu, vậy sao ngươi không sắc ta? Ta cũng rất tốt nha, nhiếp vân, ngươi cho rằng ta tin sao? Tiểu tử nhiếp vân này cực kỳ giảo hoạt, ngay cả di thần tông chúng ta xuất động nhiều người như vậy cũng không thể bắt, ngươi sẽ không nói, trùng hợp như vậy liền gặp ngươi, hơn nữa các ngươi đã có quan hệ thân mật. Ha ha, loại chối từ này cũng chỉ có lừa gạt hài từ 2-3 tuổi mà thôi. Sắc mặt của Di Hoàng vốn biến đổi, truyền tin tức về cho Tông Môn, một lát sau nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một đảo lạnh ý âm tàn, hừ lạnh. Lừa gạt hài từ 2-3 tuổi, sư phụ, ta đã mang đến nhiếp phân, xin cho hắn vào điện A. Không để ý tới thoại ngữ của Di Hoàng, khoác dĩnh nhìn Tông Chủ ôm quyền nói. Đã mang đến, tốt, để cho hắn vào đi. Linh lung Tông Chủ nhìn Di Hoàng, trầm tư thoáng một phát, gật đầu đồng ý. Lời của nàng vừa dứt, liền chứng kiến một thiếu niên từ đằng xa bay đến, dịch thanh xem xét, đúng là nhiếp vân không thể nghi ngờ, vành mắt thoáng một phát liền đỏ lên. Quay đầu lại ta giải thích cho ngươi, thấy người đến thật là nhiếp vân, khi hắn chứng kiến dịch thanh ở đây, trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, vội lặng lẽ truyền âm. Bây giờ không phải thời điểm giải thích, giải thích cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể sau này hãy nói. Ân, thấy sắc mặt thiếu niên ngưng trọng truyền âm, dịch thanh khẽ gật đầu, Tuy trong nội tâm nàng không thoải mái, nhưng cũng không phải tiểu nữ hài không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết rõ lúc nào nên hỏi, lúc nào không thể nói nhảm. Tại hạ nhiếp vân bái kiến linh lung tông chủ, đứng ở trong đại điện, cùng hoác dĩnh song song, nhiếp vân ôm quyền với tông chủ. Ha ha, quả nhiên là nhiếp vân, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Người cũng không cần bái kiến linh lung tông chủ, hiện tại liền cùng ta rời đi. Nhiếp vân vừa dừng lại, chợt nghe di hoàng cười ha ha, lập tức một bàn tay cự đại lăng không rơi xuống, gió thổi rung động toàn bộ cung điện. Người muốn làm gì, bàn tay của Di Hoàng còn không rơi xuống, hoác dĩnh liền xuất thủ, bàn tay như ngọc trắng dơ lên, một cổ tiên khí phiêu miểu linh lung phát ra, cùng rất nhiều cấm chế bí pháp trong đại điện, hội tụ thành một quang màng không thể kháng cự, chắn công kích ở bên ngoài. Tuy hoác dĩnh chỉ có nạp hư cảnh trung kỳ, nhưng thân là thánh nữ linh lung tiên tông, hơn nữa lĩnh ngộ linh lung tiên tâm, đã được tiên tông tán thành, ở trong tông môn hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng trận pháp, thực lực tăng gấp đôi, mặc dù đối kháng nạp hư cảnh đỉnh phong Di Hoàng, cũng không rơi vào thế hạ phong. Bằng vào nạp hư cảnh trung kỳ có thể đối kháng nạp hư cảnh đỉnh phong, cái này là chỗ tốt của tông môn đại trận. Nạp hư cảnh trung kỳ đỉnh phong, Dĩnh Nhi, thực lực của ngươi. Hai người công kích thoáng một phát rằng co, bàn tay lớn của Linh Lung tông chủ chảo một cái, liền hóa giải công kích của Di Hoàng, sau đó nhìn về phía Hoắc Dĩnh, con mắt đột nhiên trở nên cực nóng chương 640, quái vật, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dùng nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra đồ đệ bảo bối của mình, thực lực tiến bộ cực lớn, đã có được thực lực nạp hư cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hoác dĩnh mới vừa vào nạp hư cảnh sơ kỳ không lâu, bình thường đột phá mà nói, không có vài chục năm là rất khó hoàn thành, hiện tại mới vài ngày liền thực lực đại tiến, làm cho nàng có chút không dám tin tưởng. Sư phụ, đệ tử chẳng những đạt đến nạp hư cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngươi xem, thân thể mềm mại của hoác dĩnh nhoáng một cái một trái tim nhảy lên hiện ra ở trên không trung mỗi nhảy lên thoáng một phát liền khiến cho vô số năng lượng ở chung quanh phong bạo tựa hồ cùng khí thức của cả sơn môn hoàn toàn giao hòa tuy hai mà một đây là linh lung thiên tâm cảnh giới cao nhất nửa bước tiên tâm linh lung thiên tâm có thể tự chủ nhảy lên đã nói cách tiên tâm chỉ có nửa bước thành tựu linh lung tiên tâm chỉ là vấn đề thời gian ngươi làm sao luyện thành chứng kiến trái tim ở trên không trung nhảy lên toàn bộ linh lung tiên tông sôi trào linh lung tiên tông tu luyện pháp quyết gọi linh lung tiên tâm quyết chia làm bản tâm tính tâm hồng tâm địa tâm thiên tâm cùng cấp bậc cao nhất tiên tâm tu luyện giả chỉ lĩnh ngộ bản tâm linh lung tiên tâm quyết cũng tương đương công pháp phàm phẩm hoàng tộc không có gì kỳ lạ quý hiếm nhưng một khi lĩnh ngộ tính tâm uy lực của tiên tâm quyết liền hoàn toàn bất đồng sẽ đột phá gông cùm xiềng xích của công pháp hoàng tộc khi đạt tới cấp bậc cao nhất tiên tâm càng thêm lợi hại chỉ sợ so với linh tê luyện thể quyết của nhiếp vân cũng sẽ không kém bao nhiêu, tuyệt đối là vô thượng bí quyết. Bất quá lĩnh ngộ tiên tâm sao mà gian nan, ngay cả lĩnh ngộ thiên tâm, cũng ngàn năm khó gặp, chẳng những cần tâm như trẻ sơ sinh, không có vật lẫn lộn, còn cần tu luyện giả tin tưởng cùng nghị lực cường đại. Chính bởi vì như thế, hoặc dĩnh có thể lĩnh ngộ thiên tâm đã để cho tất cả mọi người chấn kinh, hiện tại thiên tâm vậy mà nâng cao một bước, tùy thời có thể đột phá, tấn cấp tiên tâm, các nàng như thế nào không kích động. Lĩnh ngộ tiên tâm, có thể đạt được tổ tiên sáng lập linh lung tiên tông thừa nhận về sau đột phá bí cảnh đệ lục trọng đệ thất trọng thậm chí đệ bát trọng cũng là sự tình ván đã đóng thuyền nói cách khác chỉ cần đợi một thời gian hoác dĩnh trở thành bí cảnh đệ bát trọng tuyệt không ngoài ý muốn bí cảnh thất trọng phá không cảnh phá toái hư không một quyền có thể đánh nát không gian cường giả ở vị trí không gian đó bất kể là nạp hư cảnh thiên kiều cảnh toàn bộ sẽ hóa thành cho bụi đệ bát trọng huyệt khiếu cảnh thì là thực lực kiếp trước của nhiếp vân đan điền mở huyệt khiếu dung nạp hư không phun ra nuốt vào thiên địa linh khí sôi trào đã thuộc về cường giả đỉnh phong nhất của phù thiên đại lục thái thượng trưởng lão thuộc về bí cảnh đệ lục trọng nạp hư cảnh vô thượng trưởng lão thuộc về phá không cảnh về phần đệ bát trọng huyệt khiếu cảnh mặc dù bảy đại tông môn hùng cứ đại lục cũng cơ hồ không có bao nhiêu sở dĩ hóa vân tông là thứ nhất trong tám đại tông môn cũng bởi vì có được cường giả như vậy tỏa chấn nếu như linh lung tiên tông xuất hiện một vị cường giả lợi hại như thế, cho dù không thuộc về tám đại tông môn, địa vị cũng tuyệt không kém tám đại tông môn. Sư phụ, đồ nhi có thể đạt tới loại cảnh giới này, chính là vì cùng nhiếp vân linh hồn song tu, cho nên, khẩn cầu sư phụ tha thứ đồ nhi tùy hứng, cự tuyệt hôn sự với di thần tông tông chủ. Thấy hiệu quả như mình muốn đã hiện ra, hoác dĩnh cao giọng nói. Người cùng hắn linh hồn song tu mới có được loại cảnh giới này. Xem ra người cũng là người có thiên phú đặc thù A nghe được đồ nhi nói ánh mắt của linh lung tiên tông tông chủ tập trung ở trên người nhiếp vân đúng vậy nhiếp vân chẳng những là một vị diễm hỏa sư còn là địa hành sư thiên nhãn sư ngụy trang sư vẻ mặt hoác dĩnh kiêu ngạo như là tán dương phu quân của mình nhìn nàng như vậy nhiếp vân nhìn không được cười lên một khi nữ nhân giao trái tim cho một người nam nhân như vậy trong lòng nàng nam nhân này là giỏi nhất toàn bộ thế giới bất luận kẻ nào cũng không thể bằng được a à, diễm hỏa sư địa hành sư, thiên nhãn sư, ngụy trang sư. Vậy mà một người có được bốn loại thiên phú đặc thù. Lợi hại, con mắt của Linh Lung Tông chủ cũng sáng ngời, bất quá nhìn một hồi, lập tức lắc đầu. Tiềm lực không tệ, nhưng tiếc thực lực quá thấp, tuổi như thế có thể đạt tới lĩnh vực cảnh trung kỳ, cũng được tính là thiên tài, nhưng thế giới này không thiếu hụt nhất đúng là thiên tài. Toàn bộ phù thiên đại lục tu luyện giả không biết có bao nhiêu ngàn tỷ, thiên tài chỗ nào cũng có, một người có được bốn loại thiên phú đặc thù tuy kỳ lạ quý hiếm, cũng không phải là không có, nhưng cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, thực lực quá yếu, sẽ có chuyện xấu, nói không chừng lúc nào sẽ bị người giết. Thiên tài ở trước khi không có trở thành tuyệt thế cao thủ, cho dù đáng giá coi trọng, nhưng cũng không có gì. Dù sao, lĩnh vực cảnh trung kỳ thật sự quá thấp, căn bản không đủ xem, muốn cho hắn tự do phát triển, không có mấy trăm năm thời gian, mơ tưởng tấn cấp nạp hư cảnh, mà mấy trăm năm sau, bằng vào thủ đoạn của di thần tông, chỉ sợ sớm đã giết chết hắn. Thế giới này hoàn toàn chính xác không thiếu thiên tài, nhưng không biết, thiên tài không đến 4 tháng từ trí tôn cảnh, tu luyện tới bí cảnh đệ tứ trọng lĩnh vực cảnh trung kỳ, có nhiều hay không? Linh lung tông chủ vừa dứt lời, chợt nghe dịch thanh đột nhiên cao giọng nói. Người nói cái gì, không đến 4 tháng từ trí tôn tu luyện tới lĩnh vực cảnh trung kỳ? Chuyện gì xảy ra, linh lung tông chủ sướng sờ, ta cùng nhiếp vân nhận thức đến hiện tại, còn chưa đến 4 tháng, lúc ấy hắn bất quá là trí tôn cảnh, ngay cả bí cảnh cũng không có đạt tới, mà bây giờ đã đạt đến lĩnh vực cảnh trung kỳ, chưa đủ 4 tháng đã đột phá pháp lực cảnh, nguyên thánh cảnh, bất hủ cảnh tấn cấp lĩnh vực cảnh, loại thiên tài này, không biết phù thiên đại lục nhiều hay không. Dịch thanh nhàn nhạt nói, cái gì, 4 tháng trước hắn chỉ là trí tôn, cái này, làm sao có thể, 4 tháng liên tục đột phá bốn cảnh giới, lại có đoạt thiên tạo hóa bí cảnh. Coi như là quán đỉnh truyền công cũng không có nhanh như vậy a à. Ta xem hắn ở lĩnh vực cảnh củng cố chân khí vững vàng, trung khí 10 phần, người bình thường đừng nói tấn cấp, cho dù trong vòng 4 tháng để cho hắn củng cố thực lực lĩnh vực cảnh đạt tới loại tình trạng này, cũng rất khó a. À. Chương 641, một quyền đánh chết thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nghe được Dịch Thanh nói, toàn bộ đại điện lần nữa sôi trào, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Nhiếp Vân, như chứng kiến một quái vật trước đây chưa từng gặp. Nhà đầu kia, nghe được Dịch Thanh tán dương, Nhiếp Vân đau đầu. Lúc này Dịch Thanh đột nhiên nói chuyện tán dương mình, trên thực tế là khiêu khích Hoắc Dĩnh, Hoắc Dĩnh vừa nói ra ưu điểm của mình, nàng lập tức nói những chuyện này, rõ ràng cho thấy ý nghĩ, đối với hiểu rõ mình, nàng càng nhiều một ít. Quả nhiên, Hoắc Dĩnh và Dịch Thanh liếc mắt nhìn nhau, từng người từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ bất thiện. Bất quá loại tình huống này, Nhiếp Vân cũng không có biện pháp, đối với cảm tình, mình rối tinh rối mù, tuyệt đối được cho là tiểu bạch, căn bản không biết xử lý như thế nào. Bốn tháng từ trí tôn cấp đạt tới lĩnh vực cảnh trung kỳ, Thiên tài như thế ở Phù Thiên Đại Lục hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, tốt, Hoắc Dĩnh, ta đồng ý yêu cầu của ngươi." Linh Lung tông chủ cùng Vô Thượng trưởng lão Nguyên hình liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Thân là tông môn trưởng khống giả, tự nhiên phải vì tông môn cân nhắc, tiếp nhận Hoắc Dĩnh từ hôn, chẳng khác nào triệt để quyết liệt với Di Thần tông, phải tính toán ra được mất. Hoắc Dĩnh lĩnh ngộ một bước cuối cùng của Linh Lung Thiên Tâm, trở thành cường giả bí cảnh đệ bát trọng ở trong tầm tay, địa vị đã nước lên thì thuyền lên thiếu niên này thiên phú lại mạnh như thế, đạt được hai người này, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối so với đẩy hắn đi ra tốt hơn nhiều lắm. Tuy di thần tông cường hoành, nhưng linh lung tiên tông có hộ tông đại trận, cũng có phá không cảnh siêu cấp cường giả tỏa chấn, cho bọn hắn người lá gan cũng không dám sằng bậy. Dù sao, phá không cảnh vô thượng trưởng lão bình thường đều bế quan trùng kích tầng thứ càng cao, rất ít xuất bản, cho dù di thần tông tông chủ cũng không cách nào mệnh lệnh, không có khả năng bởi vì chút việc nhỏ ấy mà gây ra đại mâu thuẫn từ hôn ha ha chỉ sợ linh lung tiên tông các người bây giờ nói không tính a à. linh lung tông chủ vừa dứt lời di hoàng liền hô lên di hoàng người muốn làm gì chẳng lẽ muốn bức hôn Hừ, tuy linh lung tiên tông chúng ta là tiểu tông môn muốn bức hôn bằng vào thực lực của ngươi còn chưa đủ ánh mắt của linh lung tông chủ hiếp lại bức hôn ta không có nghĩ tới các người thoái hôn hay không tông chủ chúng ta sẽ cùng các người thương lược hôm nay ta muốn bắt nhiếp phân này đi hy vọng không cần có người ngăn trở Di Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Vân. Bắt hắn đi, nơi này là Linh Lung Tiên Tông, không phải Di Thần Tông. Nghe khẩu khí của hắn không tốt, ngữ khí của Linh Lung Tông chủ cũng có chút bất thiện. Ha ha, ta biết không phải là Di Thần Tông, bất quá. Thứ này Tông chủ hẳn nhận thức a. Di Hoàng cười khạc khạc xxxxxx, bàn tay mở ra, một ngọc bài không lớn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cường giả phá không cảnh luyện chế, chứng kiến ngọc bài này, Linh lung tông chủ cùng nguyên hình trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia khiếp sợ. Phá không phù, phù lục do cường giả phá không cảnh luyện chế, ẩn chứa một kích mạnh nhất của cường giả phá không cảnh, một khi phóng thích, cho dù nguyên hình trưởng lão cũng ngăn không nổi. Đúng vậy, đúng là phá không phù, là di thần tông vô thượng trưởng lão giao cho ta. Vị nhiếp vân này là đối tượng di thần tông chúng ta phải bắt, ai dám ngăn trở, là cùng di thần tông chúng ta đối nghịch, sẽ phải chịu vô thượng trưởng lão của tông môn chúng ta đuổi giết. Ta nghĩ linh lung tông chủ, nguyên hình trưởng lão đều là người thông minh, hẳn minh bạch ý của ta. Di Hoàng nở nụ cười, khó trách trước kia hắn không kiêng nể gì như thế, nguyên lai có thứ này làm át chủ bài. Người linh lung tiên tông mạnh nhất là nguyên hình trưởng lão, cường giả phá không cảnh sơ kỳ, tiếp theo là tông chủ, nạp hư cảnh đỉnh phong, nửa bước phá không cảnh, mà di thần tông bất. Đông, chỉ phá không cảnh vô thượng trưởng lão liền có mấy vị, thậm chí còn có cường giả phá không cảnh đỉnh phong, bọn hắn luyện chế phù lục bạo tạc nổ tung, uy lực vô cùng, mặc dù có hộ tông đại trận không thể tạo thành rung động quá lớn, nhưng tử thương một ít đệ tử vẫn là rất có thể. Hơn nữa, Di Hoàng có thể lấy ra cái này, nói rõ Di Thần Tông vô thượng trưởng lão đã tham gia việc này, cùng trước kia mình cho rằng không nhúng tay vào hoàn toàn là hai khái niệm. Một khi vô thượng trưởng lão nhúng tay, sự tình liền thay đổi. Mấy vô thượng trưởng lão của Di Thần Tông muốn xông lại, mặc dù linh lung tiên tông mình có hộ tông đại trận, cũng căn bản ngăn không nổi. Người uy hiếp chúng ta, minh bạch điểm ấy, sắc mặt của linh lung tông chủ cực kỳ khó coi. Không phải uy hiếp, chỉ là nói một sự thật mà thôi, nhiếp vân này chẳng qua là tiểu nhân vật, ta không hy vọng bởi vì hắn, lại để cho hai tông môn chúng ta mâu thuẫn. Di Hoàng cười cười, nếu như hai vị không nhúng tay vào, để cho ta bắt nhiếp vân này đi, cho dù di thần tông chúng ta cùng linh lung tiên tông các người tử hôn, cũng coi như giao hảo, bằng không thì, mấy vị vô thượng trưởng lão của di thần tông chúng ta tức giận ta cũng không biết giải thích thế nào mặc dù di hoàng nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói uy hiếp cực kỳ rõ ràng chỉ cần linh lung tiên tông quản chuyện này vô thượng trưởng lão của đối phương sẽ xuất động khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn sư phụ các ngươi không cần phải xen vào có ta ở đây ta không tin hắn có thể bắt nhiếp vân đi tựa hồ thấy được linh lung tông chủ khó xử hoác dĩnh nói hoác dĩnh thánh nữ ta biết rõ thực lực của ngươi không kém mượn nhờ trận pháp của linh lung tiên tông có thể ngăn chờ ta bất quá ngươi làm như vậy cân nhắc qua nam nhân sau lưng ngươi chưa hắn là nam nhân lại cần ngươi bảo hộ ha ha loại người này cũng xứng làm hôn phu của ngươi di hoàng nở nụ cười ngươi nghe nói như thế trong nội tâm hoác dĩnh chấn động vội vàng quay đầu nhìn về phía nhiếp vân chỉ thấy vẻ mặt của thiếu niên mỉm cười tốt rồi ngươi không cần phải xen vào ta thằng này chỉ là phế vật ta một quyền có thể đánh chết hắn ngươi không cần lo lắng nhiếp vân nhàn nhạt nói, cái gì, một tiểu tử lĩnh vực cảnh, vậy mà nói muốn một quyền đánh chết nạp hư cảnh đỉnh phong. Ta không nghe lầm chứ, đoán chừng tiểu tử này điên rồi, muốn tìm chết A. À? Chưa chắc, thiếu niên này nói tự tin như thế, hẳn có lá bài tẩy A. À. chương 642, một quyền đánh chết chung. Chuyện được thực hiện bởi audio com Át chủ bài, át chủ bài lại mạnh cũng vô dụng A, à? hai người tranh lệch thật sự quá lớn thanh âm của nhiếp vân không nhỏ vang vọng ở trong toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người nghe được câu này đều thiếu chút nữa hù chết lĩnh vực cảnh cùng nạp hư cảnh khác biệt thật sự quá lớn hiện tại một lĩnh vực cảnh lại còn nói muốn một quyền đánh chết cường giả nạp hư cảnh truyền đi quả thực để cho người cười rụng răng ha ha một quyền đánh chết ta tốt tốt thật sự là anh hùng suốt thiếu niên ta nhìn ngươi đến cùng đánh chết ta như thế nào đại quy minh trưởng di hoàng thét dài một tiếng tuy ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ ngưng trọng vừa ra tay liền dùng công kích mạnh nhất ầm ầm nạp hư cảnh đỉnh phong toàn lực đánh ra một chiêu nguyên khí bốn phía hỗn loạn một trong chốc lát toàn bộ đại điện đã bị một bàn tay cự đại bao phủ áp khí tung hoành một cổ khí lãng cực nóng giống như nước sôi quay cuồng ngay cả nạp hư cảnh hứa du trương văn thuận hàn đồng tân cũng cảm giác được sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy nếu như vừa rồi di hoàng thi triển chiêu này chỉ sợ ba người mình không chỉ té xuống đài cao thân bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Cường giả nạp hư cảnh như mình cũng ngăn cản không nổi, thiếu niên kia chỉ có lĩnh vực cảnh ngăn cản như thế nào. Trong nháy mắt tất cả mọi người khẩn trương lên, nhiếp vân, người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, chứng kiến cảnh tượng như vậy, hoác dĩnh tú siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng biết thực lực của nhiếp vân, trước đó đối phó lạc thiên ma tôn, vận dụng thiên phú diễm hỏa sư phối hợp với nàng mới đánh chết hắn, mà thực lực lạc thiên ma tôn còn thấp hơn di hoàng cương, muốn thắng lợi cũng không phải chuyện dễ. Nhiếp Vân, ta tin tưởng ngươi, vẻ mặt dịch thanh tái nhợt, tuy thường nhìn thấy Nhiếp Vân sáng tạo kỳ tích, nhưng Di Hoàng Cương thật sự quá mạnh mẽ, mạnh tới mức không dám tin Nhiếp Vân có thể chiến thắng. Đại quy minh trưởng, không hổ là tuyệt kỹ của Di Thần Tông, nếu không mượn dùng đại trận Tông Môn, chiều này ta cũng không dám nghênh đón, tiểu tử kia chẳng lẽ thật không sợ chết. Tông chủ linh lung tiên tông cũng biến sắc, chiêu đại quy minh trưởng của Di Hoàng Cương phát huy ra thực lực cực mạnh của nạp hư cảnh đỉnh, không có tông môn đại trận gia trì, bản thân mình cũng không dám đón đỡ, Nhiếp Vân chẳng những không tránh né, ngược lại vẻ mặt hờ hững, thật sự khiến nàng nghĩ không ra. Ta xem tiểu tử này cố làm ra vẻ huyền bí, phòng trưng lần này chết chắc rồi, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy lá bài tẩy đều không giá trị, đều sẽ biến thành phế vật. Nguyên Hình trưởng lão hừ một tiếng, ngay khi nàng nghĩ Nhiếp Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên một cỗ chân khí cường đại tới cực điểm đột nhiên từ trên người Nhiếp Vân phóng thích ra ngoài. Cỗ chân khí cuồn cuộn như ngân hà cửu tiêu, vừa bao trùm xuống liền làm người có cảm giác áp lực tới cực điểm, làm lực lượng mọi người căn bản không thể vận chuyển. Đây là, đây là khí thức cường giả bí cảnh bát trọng đan điền huyệt khiếu cảnh. Đây là có chuyện gì? Cảm nhận được cỗ khí thức này, chân khí nguyên hình trưởng lão ngưng tụ, vận chuyển khó khăn, sắc mặt không tự chủ được biến thành tái nhợt. Bí cảnh đệ bát trọng đan điền huyệt khiếu cảnh, đan điền hô hấp. Tự thành hư không, linh hồn đạt tới linh cấp đại viên mãn, chỉ cần một ý niệm là có thể đánh chết mình, sao trên người một tiểu tử chỉ có lĩnh vực cảnh lại có chân khí như vậy. Điều đó không có khả năng. Ha ha, sư phụ ta là vô thượng cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh của Hóa Vân Tông, hắn lưu lại một đạo ý niệm trên người ta, lúc trước 12 vị cường giả thiên kiều cảnh của Di Thần Tông các ngươi chính là bị cỗ ý niệm này đánh chết. Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Ngay khi trong lòng mọi người còn đang nghi hoặc, chợt nghe thanh âm thét dài của nhiếp vân vang lên, vang vọng tận trời. Cái gì? sư phụ hắn là vô thượng cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh hóa vân tông. Làm sao, phải, cũng chỉ có siêu cấp cường giả như vậy mới có đồ đệ lợi hại như thế, chỉ mới 4 tháng từ cấp bậc trí tôn đạt tới lĩnh vực cảnh. Nghe được lời nói, nguyên hình trưởng lão cùng linh lung tông chủ đều sửng sốt. Sau đó lập tức tỉnh ngộ, như hiểu được điều gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn nhiếp vân. Cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, điều đó không có khả năng, siêu cấp cường giả hóa vân tông nhiều năm trước đã mất tích không có khả năng thu đồ đệ, ngươi nói dối. Di Hoàng Cương vừa cảm nhận được khí tức trước mắt, thân hình đều run lên, uy lực đại quy minh trưởng suy giảm vài phần, nhưng lập tức đổi vẻ mặt âm tàn thét lớn. Ngươi đã không tin, vậy chết đi, nhiếp vân làm gì có sư phụ, sở dĩ hắn có chân khí cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh chính vì hắn nghịch chuyển vô danh pháp quyết, hắn luyện thành lưu ly hồn, cấp bậc linh hồn tiến nhanh. Nghịch chuyển vô danh pháp quyết đã có thể bắt trước ra khí thế cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, sau đó đột nhiên phóng thích, lập tức hù sợ mọi người. Cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh là nhân vật đứng ở đỉnh phong nhất phù thiên đại lục, chỉ có hóa vân tông mới có, linh hồn của những siêu cấp cường giả như vậy đã đạt tới linh cấp đại viên mãn, ý niệm có thể xé rách không gian, nhất niệm có thể đem người giết chết, thực lực mạnh mẽ giận cả người. Muốn ta chết, cho dù sư phụ ngươi là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, hắn không ở đây, ngươi vẫn phải chết. Di Hoàng Cương cảm thụ được uy áp cường đại kia ngày càng mạnh, mình lại giống như chiếc thuyền trôi nổi trên mặt biển bão táp, tùy thời đều sẽ chìm nghìm trong lòng có chút sợ hãi, thét dài một tiếng, uy lực đại quy minh trưởng đại thịnh phóng xuất hào quang sáng ngời, hoành lên nghiền áp xuống dưới. đại quy minh trưởng thuộc quang minh, truyền thuyết thi triển tới cực điểm có thể tản mát ra ánh sáng trói trang như mặt trời, làm thị giác, xúc giác của người khác hoàn toàn hỏng mất, không thể ngăn cản. tuy chiêu thức này của di hoàng cương còn chưa đạt tới cấp bậc như vậy, nhưng so với di tinh cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, đánh lên không trung, long trời lở đất, khí lưu tuôn ra giống như cả không gian đều bị xé rách. Đại quy minh trưởng thật là lợi hại, nhưng với ta mà nói chỉ vô dụng, thiên phú độc sư, yêu minh tiên dịch, kịch độc xâm lấn. Trong lòng khẽ hô một tiếng, pháp lực trong cơ thể nhiếp vân vận chuyển tới cực hạn, yêu minh tiên dịch hình thành, một quyền đánh tới. chương 643, một quyền đánh chết hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tuy rằng hắn chỉ có hai giọt độc dịch, trước đó dùng một giọt, chỉ còn một giọt, nhưng nếu có thể giết người có thể xây dựng uy vọng, tin tưởng di thần tông còn muốn tìm mình gây phiền toái đều phải nghĩ kỹ. Bởi vì nghĩ như vậy, hắn cố ý nói lời mạnh miệng, chọc giận di hoàng cương, thừa dịp loạn lợi dụng năng lực độc sư độc chết hắn. Yêu minh tiên dịch đánh ra, vô sắc vô vị, không chút thanh âm. Từ 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 từ, kịch độc pha chạm đại quy minh trưởng giống như lửa gặp tuyết, xèo xèo kêu lên, trưởng ấn bị phá vỡ một thông đạo, nhiếp vân lóe thân đi tới trước mặt di hoàng cương. Bàn tay nhiếp vân đánh xuống, Đem cả giọt yêu minh tiên dịch toàn bộ nhốt đánh vào thân thể Di Hoàng Cương. Ngươi, ngươi, kịch độc xâm nhập cơ thể, sắc mặt Di Hoàng Cương tái nhợt, cổ họng phát khô, điên cuồng hét lên một tiếng, đồng tử bắt đầu tiêu tán. Chết đi, ánh mắt nhiếp vân trầm xuống, lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Oanh, Di Hoàng Cương bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống góc tường, cuộn tròn một đoàn, đoạn tuyệt sinh cơ. Bị một quyền đánh chết, a, à, Di Hoàng Cương đã chết, bị một quyền của hắn đánh chết làm sao là do hắn dùng một quyền đánh chết nhất định là đồ vật sư phụ hắn lưu lại mới giết chết được di hoàng cương phải a à, thật là đáng sợ chỉ để lại chút ý niệm đã có thể giết chết cường giả nạp hư cảnh đình không thể đắc tội hắn đắc tội đồ đệ vô thượng trưởng lão hóa vân tông ta còn không muốn chết di hoàng cương vừa chết quang mang đại quy minh trưởng nháy mắt tiêu tán lộ ra cảnh tượng trong đại sảnh mọi người liền chứng kiến di hoàng cương đã tử vong toàn bộ chừng lớn mắt toàn thân run run sắc mặt tái nhợt Thái độ vừa rồi của Di Hoàng Cương mọi người đều nhớ rõ, ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi, mà bây giờ bị một quyền của nhiếp vân đánh thành thi thể, thậm chí còn không có cơ hội xoay người. Đây là thực lực gì? Bất kể có phải năng lực bản thân hắn hay không, mặc kệ hắn mượn dùng vật gì, có thể một quyền đánh chết cường giả nạp hư cảnh đỉnh, đã đủ phi phàm. Trong nháy mắt địa vị của nhiếp vân tăng cao trong lòng mọi người. Hô, thấy mọi người còn đang kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhiếp vân nhẹ nhàng thở ra, thân thể khẽ run lên, vội vàng dùng trị liệu khí chữa thương. Dùng trị liệu khí điều chỉnh thân thể, lúc này hắn mới mở mắt. Thu, không để ý tới vẻ giật mình của mọi người, nhiếp vân đưa tay thu thi thể di hoàng cương vào nạp vật đan điền. Thi thể nạp hư cảnh đỉnh chính là thứ tốt, một khi luyện hóa thành. Phân thân cũng không cần sợ gì nữa. Nhiếp vân thật không tin, di thần tông sẽ phái ra siêu cấp cường giả phá không cảnh tới đây đuổi giết mình. Hơn nữa trưởng lão nạp hư cảnh di thần tông, trên người có bao nhiêu của cải, chỉ sợ 18 tiểu tông môn như nguyên tâm tông cũng không sánh bằng đầu ngón chân của người ta. Cho dù hắn không mang theo bảo bối trên người, nhưng trương phù lục do cường giả phá không cảnh lưu lại cũng giá trị vô hạn, chỉ cần lấy được dù gặp cường giả phá không cảnh công kích mình cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Sư phụ, hiện tại nhiếp vân có tư cách làm hôn phu của ta hay không? Thấy nhiếp vân không chút sức mẻ, hoác dính nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói, thanh âm thanh thúy vang vọng cả ngọn núi, vô cùng kiêu ngạo có thể một quyền đánh chết di hoàng cương đích xác có tư cách linh lung tông chủ gật gật đầu ta nghe nói muốn cưới người của linh lung tiên tông nhất định thông qua sát hạch không biết khi nào ta có thể tham gia nhiếp phân cười hỏi lần này tới đây hắn lấy thân phận ý trung nhân của hoắc dĩnh mà tới phải trình diễn tới cùng cho di hoa mang nón xanh đem chiếc mũ kia đội càng thêm hoàn toàn muốn cưới người của linh lung tiên tông đích xác cần sát hạch nhưng chỉ nhằm vào cường giả dưới nạp hư cảnh mới có hiệu quả người thậm chí có thể đánh chết cường giả nạp hư cảnh đình, sát hại cũng không còn ý nghĩa, chuyện này bỏ qua, từ hôm nay trở. Đi ngươi là khách quý của linh lung tiên tông chúng ta, là trưởng lão khách khanh, địa vị đánh đồng tông chủ, có thể tự do ra vào tông môn chúng ta. Linh lung tông chủ nói, không cần sát hạch, trưởng lão khách khanh, nghe được lời của đối phương, nhiếp vân sừng sốt, lập tức hiểu được cười ha ha. Có thể trở thành tông chủ, tự nhiên không ngu ngốc, mình có được sư phụ có tu vi đan điền huyệt khiếu cảnh, bản thân lại có năng lực đánh chết nhân vật nạp hư cảnh đình cao thủ như vậy không đi mượn sức thì quá thiếu não ta đã sớm nghe nói qua nhiếp phân lợi hại trước kia chỉ cho rằng bản lĩnh chạy trốn mạnh mẽ hơn nữa vận khí tốt hiện tại mới biết được quả nhiên cường đại nếu như có thể cùng hắn một đêm xuân chết cũng đáng thánh nữ không hổ là thánh nữ tìm được vị hôn phu lợi hại như vậy nếu hắn trung ý ta thì tốt rồi trung ý ngươi ngươi đừng có nằm mộng dù ngươi cởi hết nằm trước mặt người ta chỉ sợ người ta chưa hẳn cần. Thân phận Nhiếp Vân đã xác định, liền nhanh chóng bồi tiếp nghi thức lên ngôi của tông môn, đối với những lễ nghi này, hắn không để ý, nhưng vẫn cần đi qua, khi hắn cầm lệnh bài trưởng lão khách khanh quay lại đại điện, chợt nghe nhiều đệ tử của Linh Lung Tiên Tông thấp giọng trao đổi, mỗi người nhìn qua vẻ mặt nhộn nhạo, ánh mắt như si như say. Phù Thiên Đại Lục, thực lực phi tôn, những nữ tử của Linh Lung Tiên Tông đều cao ngạo vô cùng, không phục một ai, nhưng Nhiếp Vân vượt qua bọn họ thật quá nhiều khiến đáy lòng họ dâng lên cảm giác sùng bái, rất nhanh chuyển hóa thành ngưỡng mộ, hơn phân nửa đệ tử tiên tông đều hận không thể cùng hắn một đêm xuân. Ách, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, nhiếp vân thật bất đắc dĩ, sắc mặt biến thành dị thường cổ quái. Tông chủ, thiệp cưới đã phát ra ngoài, hiện tại tân nương lại có quan hệ với đào phạm, nếu chuyển đi ra, di thần tông chúng ta chỉ sợ mất hết danh dự. Trong di thần điện, một trường lão nhìn tông chủ sắc mặt trắng bệch, do dự nói. Để Di Hoàng Cương giết tiểu tử kia, di hoa tức giận nói sắc mặt âm trầm dạ ta lập tức thông chi thấy bộ dáng của tông chủ vị trưởng lão hoàng sợ vội vàng gật đầu đi nhanh ra ngoài còn chưa rời khỏi đại sảnh liền nhìn thấy một vị lão giả hoảng hốt chạy vào đây là di tập trưởng lão phụ trách tế tự điện của tông môn tông chủ việc lớn không tốt vừa vào cửa di tập trưởng lão vội vàng kêu lên đường đường trưởng lão di thần tông hốt ha hốt hoảng còn thể thống gì thật sự là vô dụng chuyện gì chương 644, Di Hoa âm mưu thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Di Hoa đang tức giận, chứng kiến bộ dạng của di tập trưởng lão liền hét to. Linh hồn ngọc bài của trưởng lão Tông Môn đều nằm trong tay ta, ngay vừa rồi, ngọc bài của trưởng lão Di Hoàng Cương đột nhiên vỡ vụn, nói cách khác hắn đã chết. Di tập trưởng lão vội vàng nói, linh hồn ngọc bài, ẩn chứa linh hồn ấn tích của một người, đại biểu sống chết hòa phúc của người đó, một khi ngọc bài nứt vụn đã nói lên người kia hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong. Cái gì, Di Hoàng Cương đã chết, Di Hoa bật dậy, nhìn qua vị trưởng lão trước đó. Hai người vừa truyền tấn cho hắn, hết thảy đều ổn, vì sao nhanh như vậy đã chết. Chẳng lẽ là, nguyên hình trưởng lão đã hạ thủ, linh lung tiên tông ngang nhiên khiêu khích di thần tông chúng ta, chẳng lẽ muốn bị diệt sao? Ánh mắt Di Hoa lộ ra sát ý nồng đậm, Di Hoàng Cương là cường giả nạp hư cảnh đỉnh, nếu muốn đánh chết chỉ sợ cũng chỉ có vô thượng trưởng lão nguyên hình của linh linh tiên tông mới làm được, dù linh lung tông chủ mượn dùng trận pháp tông môn muốn đánh chết hắn cũng rất khó khăn. Thân là trưởng lão đại tông môn, cho dù đánh thua vẫn còn nhiều thủ đoạn chạy trốn, hiện tại không trốn thoát, thậm chí còn chưa kịp phát ra tin tức đã bị đánh chết, khó trách bọn hắn nghĩ do nguyên hình trưởng lão ra tay. Tám đại tông môn có quy định, vô thượng trưởng lão phá không cảnh bình thường không ra tay, một khi ra tay, đại biểu tông môn đối kháng với nhau, hiện tại vô thượng trưởng lão của linh lung tiên tông lại ra tay đánh chết người của di thần tông thật sự muốn gây chiến tranh tông môn hay sao không phải nguyên hình trưởng lão đã hạ thủ nghe được phán đoán của tông chủ di tập trưởng lão vội vàng nói là ai di hoa cau mày linh hồn ngọc bài của di hoàng cương trưởng lão vừa vỡ ta liền dò xét căn cứ tin tức do đệ tử đi cùng di hoàng cương trưởng lão báo về hình như hẳn là bị người tên nhiếp vân dùng một quyền đánh chết di tập trưởng lão đem ngọc bài đưa ra tựa hồ cũng không tin tưởng tin tức này. Chuyện tông môn vây bắt nhiếp vân, cả phù thiên đại lục đều biết, hắn là trưởng lão tế tự điện, cũng biết rõ ràng, hiện tại tiểu tử bị truy nã lại dùng một quyền đánh chết di hoàng cương trưởng lão, thật sự vượt ngoài dữ liệu của hắn. Bị nhiếp vân một quyền đánh chết, điều đó không có khả năng, di hoa lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt trừng lớn, vươn tay bắt lấy ngọc bài, phất tay. Ông, ngọc bài chẳng những dùng văn tự ghi chép, còn có hình ảnh, trên hình ảnh biểu hiện chính là nhiếp vân dùng một quyền đánh chết di hoàng cương chứng kiến tình huống trước mắt sắc mặt di hoa trướng đỏ thân thể không ngừng run rẩy một quyền đem di hoàng cương tu vi nạp hư cảnh đỉnh đánh chết điều này sao có thể chẳng lẽ hắn đã đạt tới phá không cảnh sao chỉ mới bốn tháng tuyệt đối sẽ không di hoa gào thét liên tục lắc đầu chết sống không tin hình ảnh mình nhìn qua bình thường ngọc bài truyền tấn chỉ có thể truyền lại tin tức văn tự mà ngọc bài có thể truyền cả cảnh tượng như di thần tông thập phần chân quý, cảnh tượng thật rõ ràng, vừa nhìn liền biết tình huống ngay lúc đó. Di Hoàng Cương đường đường là siêu cấp cường giả nạp hư cảnh đỉnh, đối chiến với tiểu nhân vật mà hắn xem là con kiến, chỉ một quyền đã bị trực tiếp đánh chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, khiếp sợ quá lớn làm cho hắn có chút nói không ra lời. Tông chủ, là sư phụ của thiếu niên kia, không ngờ là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh của hóa vân tông. Chúng ta đuổi giết hắn như vậy, có phải có chút mất nhiều hơn được hay không? Trưởng lão đầu tiên cũng đem tin tức trong ngọc bài xem kỹ lại một lần. Mặc dù cảnh tượng truyền tấn không có thanh âm, văn tự có đánh dấu, rõ ràng đã biết sở dĩ Di Hoàng Cương bị giết là bởi vì trong thân thể nhiếp vân có lưu lại ý niệm của vô thượng trưởng lão hóa vân tông. Cô ý niệm kia những người có mặt đều đích thân cảm thụ, không hề giả dối. Cường giả vô thượng đan điền huyệt khiếu cảnh, đáng giận, đáng giận, Di Hoa cũng nhìn thấy văn tự, sắc mặt dữ tợn, Cường giả bí cảnh đệ cửu trọng cả phù thiên đại lục suốt mấy ngàn năm cũng chưa từng gặp qua, cho nên cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh được xem là thực lực đỉnh phong nhất đại lục, sở dĩ hóa vân tông bài danh thứ nhất trong tám đại tông môn, chính vì có cường giả như vậy chấn thủ. Tuy di thần tông cường đại, nhưng còn chưa có được cường giả lợi hại như vậy, nhiếp vân lại có vận khí tốt như thế, có được sư phụ thực lực siêu cấp, nếu mình còn tiếp tục đuổi giết hắn, thật sự khó khăn. Đuổi giết đồ đệ một vị cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, cho dù là tám đại tông môn cũng phải suy nghĩ kỹ, không thể mù quáng làm việc. Nhưng nếu không giết nhiếp vân, mặt mũi một tông chủ như mình đặt ở đâu? 12 trưởng lão thiên kiều cảnh bị luyện chế thành khôi lỗi, một thái thượng trưởng lão nạp hư cảnh đỉnh bị một quyền đánh chết. Những điều này còn chưa nói, mấu chốt là tân nương sắp cưới của mình lại bị nhiếp vân. Đường đường tông chủ di thần tông lại bị đội nón xanh lớn như vậy, nếu không giết đối phương thiết hận, đừng nói tranh bá đại lục, chấn hưng di thần tông, chỉ nói trong tông môn cũng sẽ bị các trưởng lão buộc tội quyền lợi bị phân cách sẽ biến thành cô độc tông chủ nếu vài vị vô thượng trưởng lão biết nhiếp phân là đồ đệ của cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh dù hắn có thiên cơ kiếm chỉ sợ cũng sẽ dừng lại việc đuổi giết thoáng do dự vị trưởng lão tiếp tục nói thiên cơ kiếm liên quan tới bảo tàng bắt đầu tinh quân tuy rằng có thể làm cho tông môn lớn mạnh nhưng điều kiện kiên quyết là tông môn thành công bảo tồn vững chắc nếu quả thật đắc tội một vị cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh khiến đối phương tới trả thù, dù hộ tông đại trận cường đại cũng khó mà chống đỡ. Trước kia mặc dù biết nhiếp vân là đồ đệ vô thượng trưởng lão hóa vân tông, vốn nghĩ rằng là tin tức không xác định, hiện tại nhiếp vân tự mình nói ra, nhiều người đều nghe được, còn muốn giấu giếm cho rằng mình không biết thật không thể nào. Giả vờ mình không biết thì ngày sau còn có cách nói, nếu biết rõ. Vẫn còn đuổi giết, chẳng khác nào đánh vào mặt cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh. Cho nên vì an nguy, Vài vị vô thượng trưởng lão cho dù muốn lấy được thiên cơ kiếm chỉ sợ đành nhịn đau bỏ qua, phải dừng việc đuổi giết, dù sao thực lực họ có cực mạnh bao nhiêu nhưng chỉ đạt tới phá không cảnh đỉnh mà thôi. chương 645, Di hoa Âm Ngư Hạ Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Dừng đuổi giết, nào có dễ dàng như vậy, lập tức đem tin tức nhiếp vân có được thiên cơ kiếm chuyển ra ngoài, làm cho các tông môn biết, hư, cho dù hắn có sư phụ đan điền huyệt khiếu cảnh thì thế nào, ta không tin sư phụ hắn có thể mỗi ngày canh giữ hắn, muốn sống sót, cũng phải tránh thoát toàn bộ đuổi giết âm thầm trong bóng tối mới được. Ánh mắt di hoa lộ vẻ âm độc, bắt đầu tinh quân lưu lại thiên cơ kiếm, đối với người bình thường mà nói có lẽ không nhiều hiểu biết, nhưng đối với đại tông môn mà nói tuyệt đối là thánh vật vô thượng. Nhiếp vân có sư phụ là đan điền huyệt khiếu cảnh cường giả, tuy bề ngoài các tông môn không dám làm gì hắn, nhưng âm thầm đuổi giết hắn nhất định ngày càng nhiều. Âm thầm đuổi giết, nếu đem tin tức truyền ra ngoài, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt đi. Nghe được mệnh lệnh của tông chủ, trưởng lão không nhịn được sửng sốt. Nếu người khác đều chạy tới cướp đoạt, ưu thế của di thần tông hoàn toàn biến mất, làm sao lấy được thiên cơ kiếm. Cho tất cả mọi người biết chuyện này, chỉ là vì quấy đục nước hồ, làm cho sư phụ nhiếp vân không tìm lên đầu chúng ta. Tới lúc đó, ta sẽ đích thân đuổi giết tiểu tử kia, chỉ cần đánh chết hắn, thiên cơ kiếm vẫn là của chúng ta. Ánh mắt di hoa lóe ra, quấy đục nước, đục nước béo cò ánh mắt trưởng lão sáng lên, đã hiểu được, chỉ cần rối loạn, mọi chuyện đều dễ nói, tuy hiện tại ta chỉ có thực lực nạp hư cảnh đỉnh, cũng ngang ngửa di hoàng cương, nhưng có được tuyệt thế linh binh di thần trưởng giáo ấn, chân chính chiến đấu cường giả phá không cảnh đỉnh chưa hẳn là đối thủ. Ta chỉ cần ra tay giết chết nhiếp vân, bố trí lại hiện trường, cho dù sư phụ hắn lợi hại thì có thể nhìn ra sao. Có lẽ còn có thể để chúng ta lợi dụng đi gây mâu thuẫn với những tông môn khác. Di Hoa Hừ nói, trên mặt tràn ngập mùi vị âm mưu ý tứ của tông chủ là sau khi giết nhiếp vân bố trí hiện trường tạo thành biểu hiện giả dối là tông môn khác giết hắn làm cho sư phụ hắn sống mái với họ chúng ta làm ngư ông đắc lợi trưởng lão kia hưng phấn sắc mặt đỏ lên không sai chỉ cần vận dụng thích đáng di thần tông chẳng những không có việc gì còn nhận được chỗ tốt thật lớn tốt lắm người đi an bài đem tin tức truyền ra ngoài hiện tại ta lên đường tự mình đi đuổi giết nhiếp vân di hoa khoát tay nói dạ trưởng lão thấy tông chủ đã có kế hoạch vội vàng cười lui nhanh ra ngoài. Người đối lập với ta toàn bộ đều chết hết, nhiếp vân, ta sẽ cho. Người biết cái gì gọi là thủ đoạn chân chính, làm cho người biết cái gì là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hai người di tập đi ra đại sảnh, di hoa hít mắt, thanh âm âm lãnh, lưu lại trong đại điện giống như hàn băng. Nhìn xem trong tứ điện tử hoa động phủ có những thứ gì. Trong một tiểu viện yên tĩnh thuộc Linh Lung Tiên Tông, nhiếp phân tùy tay bày ra vài đạo cấm chế, lóe thân đi vào tử hoa động phủ. Hắn trở thành trưởng lão khách khanh Linh Lung Tiên Tông, đãi ngộ quả nhiên bất đồng, nơi ở là nơi có linh khí nồng hậu nhất tông môn. Ăn bài xong chỗ ở, nhóm người tông chủ rời đi, hy vọng hắn lưu lại một đêm, ngày mai có việc thương nghị. Tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của tông chủ hẳn không phải chuyện xấu, Nhiếp Vân cũng không từ chối, yên tâm ở lại. Kỳ thật ở lại trong Linh Lung Tiên Tông an toàn hơn ở bên ngoài, hắn đánh chết Di Hoàng Cương Lập Uy, tuy rằng sẽ phát sinh hiệu quả rất lớn. Nhưng xem như hoàn toàn đắc tội Di Thần Tông, ở lại trong Linh Lung Tiên Tông bên Di Thần Tông sẽ không dám làm bậy, một khi rời tông môn nhất định rơi vào đủ loại ám sát. Nhưng đối với những việc này Nhiếp Vân không hề để ý, cho dù hôm nay không giết Di Hoàng Cương, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, nếu như vậy cũng không cần ra vẻ đáng thương, có thể tránh được một lần không tránh được nhiều lần, mình phải chân chính trở thành ác mộng của Di Thần Tông. Lưu lại sân viện tu luyện một lúc, Nhiếp Vân chợt nhớ lại tứ điện phủ trong Tử Hoa động phủ điện phủ thứ nhất từ hoa động phủ đạt tới pháp lực cảnh là có thể mở ra thứ hai đạt tới nguyên thánh cảnh theo thứ tự loại suy hiện tại mình đạt tới lĩnh vực cảnh như vậy có thể mở ra tứ điện phủ lĩnh vực lực lượng duyên thân bàn tay duỗi ra phía trước đem lực lượng lĩnh vực cảnh hướng cửa điện truyền tới chỉ nghe rầm một tiếng lại một đạo kiếm quang bắn ra siêu 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 đạo kiếm quang vừa xuất hiện mang theo hàn ý vô cùng sắc bén giống như gió thu cuốn hết lá vàng tiêu sát lạnh lùng kiếm pháp thật lợi hại Chứng kiến kiếm chiêu trước mắt, đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại, Huyền Ngọc kiếm hiện ra, cổ tay vỗ động, cảm thấy kiếm quang đều mang ý âm hàn, giống như thu như gió, nhịn không được lui ra sau vài bước. Chiêu kiếm này mạnh hơn ba chiêu trước rất nhiều, chủ công sát phạt, một khi đánh ra lạnh lùng âm tàn, không chút lưu tình. Phong Tiêu Thu Sát, chiêu kiếm pháp này tên Phong Tiêu Thu Sát. Kiếm quang chấm dứt, Nhiếp Vân liền nhìn thấy giới thiệu về chiêu kiếm trên vách tường. Kiếm pháp thật là đáng sợ. Bốn đại điện bốn bộ kiếm pháp đại biểu cho bốn mùa, chẳng lẽ chính là tứ quý kiếm pháp trong truyền thuyết? Có thể tứ quý kiếm pháp không phải là bí quyết vô thượng của kiếm thần tông sao? Trong đầu Nhiếp Vân chợt lóe linh quang, nghĩ tới một vấn đề. Tại sao Tử Hoa đạo nhân lại biết bộ kiếm pháp kia? Có lẽ không giống với tứ quý kiếm pháp của kiếm thần tông, nghĩ biện pháp luyện thành chiêu phong tiêu thu sát rồi nói sau. Tinh thần lực lan tràn cẩn thận tìm hiểu phương pháp tu luyện cùng bí quyết trên vách tường, Nhiếp Vân lâm vào trầm tư. Chiêu kiếm này nếu không dùng vài năm công phu hoặc là có kỳ ngộ đặc thù rất khó thành công, hay là khoan hãy xem, nhìn xem có thể luyện hóa thi thể của Di Hoàng Cương hay không. Nghiên cứu thêm một lát, nhiếp vân bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn qua thi thể đặt cách đó không xa. Phu kỹ tới mức cao thâm, không riêng gì chiêu số đơn giản, quan trọng nhất là quan niệm nghệ thuật cùng lý giải với đại đạo, chiêu phong tiêu thu sát chính là loại tình huống này. Hiện tại nhiếp vân không tìm được ý cảnh kiếm chiêu đặc thù kia mạnh mẽ tu luyện không hao tổn vài năm thời gian, đừng nói là đại thành, chút thành tựu cũng không khả năng. Trừ phi mình là kiếm đạo sư, chương 646, Linh Lung Tông chủ thỉnh cầu thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Kiếm đạo sư, một trong những thiên phú đặc thù, trước thiên nhãn sư, đứng hàng thứ 17, có được thiên phú như thế đối với kiếm thuật có được lý giải đặc thù, có thể nháy mắt lĩnh ngộ được đủ loại ý cảnh kiếm chiêu, cho dù kiếm thuật càng lợi hại chỉ cần nhìn qua là có thể lập tức thông hiểu đạo lý, thi triển đi ra. Nhiếp Vân không có được thiên phú như thế, tuy rằng hắn có hai kiếp trải qua, lý giải kiếm thuật viễn siêu người bình thường, nhưng muốn nhanh chóng luyện thành chiêu phong tiêu thu sát vẫn còn vô lực. Trong truyền thuyết tổ sư sáng lập kiếm thần tông là một vị kiếm đạo sư, lĩnh ngộ kiếm đạo của chính mình, nếu Nhiếp Vân có cơ hội lẫn vào kiếm thần tông, cảm thụ kiếm đạo khí, trở thành kiếm đạo sư, muốn tu luyện kiếm pháp sẽ đơn giản, lưu ly hồn Thuần tịnh như thủy, luyện hóa thi thể. Gạt bỏ ý tưởng hỗn loạn trong đầu, linh hồn nhiếp phân điên cuồng xâm nhập vào thi thể Di Hoàng Cương, bắt đầu luyện hóa thi thể. Cấp bậc thi thể càng cao, càng khó luyện hóa, lúc trước nhiếp phân luyện hóa 12 thi thể thiên kiều cảnh đã hao phí một ngày một đêm, Di Hoàng Cương càng mạnh, muốn nhanh hơn cũng không xong. Vừa rồi hắn đã kiểm tra thi thể, mặc dù Di Hoàng Cương là thái thượng trưởng lão Di Thần Tông, nhưng không có bao nhiêu bảo vật chân quý nhất là trương phù lục phá không cảnh, ngoài ra còn có tuyệt phẩm linh thạch. Về những đồ vật khác, hắn một nghèo hai trắng, thật xin lỗi với tu vi cùng thân phận lợi hại của hắn. Thật không biết sao lại như vậy, một đám cao tầng đều không giàu có, trái lại mình giết nhiều trưởng lão của bọn hắn như vậy nhưng không lấy được bao nhiêu bảo bối. Từ 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 từ, luyện hóa thi thể thật buồn tẻ lại rất phiền toái, không biết qua bao lâu nhiếp vân chậm rãi mở mắt. Sốt cuộc luyện hóa, nhưng hiện tại linh hồn của ta chỉ có linh cấp hậu kỳ, không đạt tới đỉnh căn bản không khu động được thi thể này linh hồn dung nhập thi thể nhiếp phân thoáng cảm thụ lập tức buồn rười rượi không còn vẻ hưng phấn như vừa rồi muốn thăng cấp nạp hư cảnh đầu tiên linh hồn cần đạt tới linh cấp đỉnh nhiếp phân chỉ có linh cấp hậu kỳ tuy so sánh với đồng cấp xem như cường đại nhưng muốn hoàn mỹ khống chế thi thể của di hoàng cương vẫn chưa được linh hồn lực lượng hiện tại của ta nhiều nhất có thể khống chế thi thể đi lại muốn chiến đấu chỉ sợ cả thi thể của di tinh cũng không bằng Nhiếp Vân lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ, nhất định nghĩ biện pháp luyện chế đan dược thăng cấp tu vi linh hồn, linh hồn mạnh thực lực mới mạnh. Hiện tại phương pháp thăng cấp linh hồn nhanh chóng là luyện chế ra tuyệt thế đan, đáng tiếc còn thiếu kim chu thảo, cũng không biết nên tìm ở nơi nào. Ân, luyện hóa một thi thể mà đã qua ba ngày ba đêm, linh lung tông chủ đã tìm ta mấy lần. Nghĩ một chút, biết không có kim chu thảo khó có thể luyện thành tuyệt thế đan, vì vậy cũng không tiếp tục suy nghĩ, nhiếp vân đứng dậy. Tuy lần này hắn đi vào Tử Hoa động phủ không luyện thành kiếm pháp, luyện hóa thi thể lại không dùng được, thực lực không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng thực lực bạo tăng trong cơ thể lại kiên cố không ít, làm chân khí của hắn càng thêm trầm ổn, linh hồn càng thêm ngưng tụ. Hô, thân thể chợt nhoáng lên, hắn đi ra khỏi Tử Hoa động phủ, vung tay triệt tiêu cấm chế. Vừa hủy bỏ cấm chế, chợt nghe trên không trung nổi lên tiếng gió, Linh Lung tông chủ lại bay qua. Lần này Hoắc Dĩnh đi cùng nàng, hai người rơi xuống trong sân, áo trắng thắng tuyết tựa như hai tiên tử hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh được. Người xuất quan rồi, ta đã tới nhiều lần, nhìn thấy người bày ra cấm chế biết người đang tu luyện, vì vậy không quấy dày. Nhìn thấy nhiếp vân, linh lung tông chủ cười nói, thực lực nhiếp vân tuy không đáng cho nàng làm như vậy, nhưng tiềm lực của hắn cùng sư phụ hắn, cho dù nàng cần cẩn thận một chút cũng không tính quá phận. Linh lung tông chủ, không biết tông chủ tìm nhiếp vân có chuyện gì. Nhiếp vân tiến lên nghinh đón, theo ta được biết hóa vân tông tổng cộng có đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại vô thượng trưởng lão đan điền huyệt khiếu cảnh, không biết sư phụ ngươi là vị tiền bối nào, có thể báo cho ta biết hay không? Linh lung tông chủ thoáng do dự, hỏi, ha ha, sư phụ lão nhân ra không muốn ta đem thân phận của hắn nói cho người khác biết, cho nên xin tông chủ thứ lỗi. Nhiếp vân khẽ cười nói, hắn vốn không có sư phụ, tùy tứ đại cao thủ từng có quan hệ chặt chẽ với hắn ở kiếp trước, nhưng kiếp này còn chưa nhận thức mình, một khi nói hưu nói vượt, sớm muộn gì cũng bại lộ, thay vì như vậy chi bằng không nói. Tiền bối cao nhân đều có tính tình kỳ quái, điểm ấy ta có thể hiểu được, hôm nay ta tới đây là muốn tìm ngươi hỗ trợ, chuyện ta bị trọng thương nói vậy Dĩnh Nhi đã nói với ngươi, nhất định phải dùng hồi sinh đan mới có thể chữa khỏi, ngươi đã là đệ tử vô thượng trưởng lão hóa vân tông, mặc kệ là trưởng lão nào đều hẳn có quen thuộc với bác trưởng lão Gia Cát Thanh Vân, nếu như có thể ủy thác hắn giúp ta luyện chế viên đan dược kia, ta vô cùng cảm kích. Linh lung tông chủ nói ra ý đồ đến của mình. Đan dược phân chia khí hải cấp cùng linh cấp, trong đó linh cấp đan dược chia làm 8 cấp bậc, hạ, trung, thường, tuyệt phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm. Cả phù thiên đại lục, người có thể luyện chế đế phẩm đan dược chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hóa vân tông cũng chỉ có bác trưởng lão đan đế ra các thanh vân mới có được năng lực như thế. Luyện chế đan dược, hồi sinh đan, lúc này nhiếp vân hiểu được ý tứ của nàng. Hồi sinh đan là đan dược đế phẩm, truyền thuyết có thể khởi từ hồi sinh, chỉ cần còn một khẩu khí, một viên đan dược là hoàn toàn phục hồi đích thật là thánh vật tuyệt hảo dùng trị liệu thương thế nhưng dược lực của loại đan dược này phi thường bá đạo nếu không có thực lực nạp hư cảnh dù dùng cũng không thể luyện hóa linh lung tông chủ lại cần đan dược chân quý như vậy trị liệu xem ra bị thương đích xác không nhẹ bác trưởng lão gia các thanh vân ở kiếp trước chính là sư phụ truyền thụ thuật luyện đan cho mình tình như cha con nếu đổi lại kiếp trước đừng nói cần luyện một viên đế phẩm đan dược dù là thiên phẩm chỉ cần hắn có thể luyện chế nhất định sẽ không chối từ nhưng kiếp này còn chưa nhận thức, muốn hắn chế thuốc chỉ sợ còn chưa tới trước mặt hắn đã bị một cái tát đánh bay. chương 647, Linh Lung Tông chủ thỉnh cầu hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mặc dù nói ở kiếp trước vật luyện đan của mình không kém hơn ra các thanh vân, cũng có thể luyện ra đan dược đế phẩm, nhưng hiện tại tu vi còn quá thấp, dù muốn luyện cũng không luyện. Được, linh cấp đan dược đều có linh trí của mình, thực lực chân chính của đan dược đế phẩm không thua gì nạp hư cảnh, hắn chỉ có tu vi lĩnh vực cảnh, làm sao luyện chế. Chỉ sợ vừa luyện ra đã bị linh dược đánh chết, việc này, việc này ta có thể làm thành, nhưng hiện tại sư phụ ta đang tu luyện tận sâu trong hư không, đợi ta liên hệ sau đó để hắn liên hệ với bác trưởng lão chỉ sợ cần một khoảng thời gian. Như vậy đi, ngươi chuẩn bị sẵn dược liệu cho ta, trong ba năm đưa đan dược cho ngươi thế nào? Mình không có sư phụ, bản thân mình lại luyện chế không được, nếu không đáp ứng sẽ bại lộ, nghĩ nghĩ nhiếp vân nói. Hiện tại mình không thể luyện chế hồi sinh đan, cũng không phải vì thuật luyện đan yếu kém, mà là bởi vì thực lực quá thấp, trong 3 năm, chỉ cần tu vi của mình đạt tới nạp hư cảnh, không cần mời người khác, chính mình cũng có thể giúp đỡ luyện chế thành công. 3 năm, đa tạ, nghe được nhiếp Vân nhận lời, trên mặt Linh Lung tông chủ hiện lên vẻ vui mừng. 3 năm thời gian đối với tu luyện giả mà nói phi thường đơn giản, rất nhiều người bế quan một lần mười mấy năm, vài chục năm. 3 năm có thể luyện ra đan dược đế phẩm đối với nàng mà nói đã rất nhanh dù sao theo quan hệ nhân mạch của nàng không quen biết ai trong hóa vân tông càng khỏi nói muốn tìm kiếm bác trưởng lão đang tu luyện tận sâu trong hư không kỳ thật bị thương cũng không cần phải dùng đan dược chỉ cần tìm được trị liệu sư nạp hư cảnh giúp ngươi trị liệu chẳng phải cũng có thể chữa khỏi thương thế sao nhiếp vân nhịn không được hỏi trị liệu sư cũng không phải thiên phú đặc thù xếp hàng đầu tám đại công môn cao thủ nhiều như mây tìm một trị liệu sư nạp hư cảnh hẳn là không khó đi Chị liệu sư đích xác có thể trị liệu thương thế, nhưng chỉ là tổn thương trên người, ta bị thương linh hồn, không có đan dược đế phẩm như hồi sinh đan thì không thể khôi phục." Linh Lung tông chủ lắc đầu, "Linh hồn bị thương, thì ra là thế." Nhiếp Vân hiểu ra, "Trừ phi là bài danh thứ 26 Mộc Sinh sư. Truyền thuyết Mộc Sinh sư vô luận là linh hồn hay thân thể, chỉ cần bị thương đều có thể trị liệu, chẳng qua thiên phú đặc thù như vậy rất khó tìm kiếm, cả phù thiên đại lục chưa hẳn có một người." Linh Lung tông chủ thở dài, Mộc sinh sư có thể trị liệu linh hồn bị thương. Nhiếp vân sừng sốt, tuy rằng trước kia nghe nói qua về mộc sinh sư, nhưng có được năng lực như vậy là lần đầu tiên nghe nói. Ân, mộc sinh sư ở thiên phú ngũ hành đứng hàng thứ ba, sau diễm hỏa sư, tuy rằng sức chiến đấu chẳng ra gì nhưng năng lực khởi tử hồi sinh khiến người hâm mộ. Nhưng thiên phú như vậy dù là thời kỳ thượng cổ cũng đã tuyệt chủng, hơn nữa thuộc loại thiên phú đặc thù của Phật Tông, phù thiên đại lục đã lâu chưa thấy qua. Linh lung tông chủ lắc đầu, Phật tông rốt cục là tông môn gì? Trước kia sao ta chưa từng nghe nói qua? Nghe nàng nhắc tới Phật tông, trong lòng nhiếp phân nghi hoặc không nhịn được hỏi. Phật tông là ẩn thế tông môn, có phân biệt đại thừa tiểu thừa. Cụ thể ở địa phương nào thì ta không biết, nhưng nghe nói tận sâu trong hư không có được một đạo tràng độc lập. Thiên địa tổng cộng có vạn đại đạo, còn có một vạn đạo tràng. Đây chỉ là nghe tiền bối trong tông môn kể lại, cũng không có ghi chép văn tự chính xác. Linh Lung tông chủ nghĩ nghĩ nói: Một vạn đại đạo, một vạn đạo tràng. Nhiếp Vân có chút không rõ, nhưng biết hỏi nhiều cũng vô ích, vì vậy không hỏi thêm. Dĩnh Nhi, đem dược liệu đưa cho Nhiếp Vân đi. Thấy Nhiếp Vân không hỏi tiếp, Linh Lung Tông chủ quay đầu nhìn Hoắc Dĩnh cười nói. Dạ, Hoắc Dĩnh gật đầu, đôi mắt chấp chấp, vừa lật tay lấy ra một đống dược liệu. Những dược liệu này đều cực kỳ trân quý, mỗi gốc giá trị không thua kém bách hành hoa, thật không biết lấy được từ đâu. Tông chủ tín nhiệm ta, không sợ ta đem dược liệu lấy đi, vậy ta nhận. Nhiếp Vân cười ha ha, thu dược liệu vào nạp vật đan điền. Dĩnh Nhi tin tưởng ngươi, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi cô phụ nàng, dù chân trời góc biển ta cũng sẽ đuổi giết ngươi. Cho dù sư phụ ngươi là vô thượng trưởng lão hóa vân tông. Nói lời này thanh âm nàng sắc bén, lạnh lùng, tựa hồ nói được thì làm được, tuyệt không nương tay. Ha ha, nhiếp vân gãi đầu, ai, hiểu lầm này phỏng chừng không cách nào giải thích, kỳ thật mình cùng Hoắc dĩnh là trong sạch. Tốt lắm, ta đi trước, Dĩnh nhi lưu lại cùng nhiếp vân từ từ tâm sự đi, mặc dù hắn là trưởng lão khách khanh của tiên tông chúng ta, nhưng dù sao trong tông môn đều là nữ tử, lưu hắn thời gian dài sẽ bị người chê trách. Linh lung tông chủ liếc mắt nhìn hoắc dĩnh, thả người bay ra ngoài, nháy mắt đã biến mất. Dạ, sư phụ, sư phụ đã rời khỏi, hoắc dĩnh liếc mắt nhìn nhiếp vân, sắc mặt đỏ lên. Trước đó hai người đi chung một đường cũng không cảm thấy được gì, hiện tại quan hệ được công khai trong tông môn, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, Nàng không nói lời nào, mà nhiếp vân cũng không biết nên nói gì, mặc dù người của tiên tông đều nghĩ hắn có quan hệ thân mật với thánh nữ hoác dĩnh, kỳ thật hắn vẫn còn là sử nam thôi. Tiểu sư muội dịch thanh mới tới, cũng thích huynh đúng không? Hai người yên lặng một lát, hoác dĩnh đột nhiên hỏi. Dịch thanh, không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi như vậy, nhiếp vân sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Ai, muội biết nàng thích huynh, nàng chủ động tiến vào linh lung tiên tông tu luyện, chỉ sợ cũng vì huynh. Nhìn thấy bộ dáng bối rối của nhiếp vân, hoác dĩnh liếc mắt, đột nhiên thở dài một tiếng. Chủ động tiến vào linh lung tiên cung tu luyện, có ý tứ gì, nhiếp vân nghi hoặc hỏi. Linh lung tiên cung là thánh địa tu luyện vô thượng của linh lung tiên tông chúng ta, người ngoài chỉ biết vào nơi đó tốc độ tu luyện tiến lên nhanh chóng, nhưng không biết bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Hoác dĩnh hừ nhẹ nói, nguy cơ trùng trùng, thân tử đạo tiêu, sắc mặt nhiếp vân ngưng trọng. Phải, Hiện tại tuy huynh chỉ có thực lực lĩnh vực cảnh, nhưng còn có thể đánh chết cả cường giả nạp hư cảnh đỉnh, đã đứng trên cao tầng phù thiên đại lục, nàng khẳng định cảm thấy tranh lệch giữa hai bên ngày càng xa, vì bù lại tranh lệch mới làm ra quyết định như vậy. Ngày hôm qua khi nàng đi vào linh lung tiên cung, ánh mắt đoạn tuyệt, vô cùng kiên định, chỉ sợ tình yêu nàng dành cho huynh càng say đắm kiên định hơn cả muội Nói tới đây hoắc dĩnh lại liếc nhiếp phân, chương 648, Bách Diệp Thành, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com tiến vào linh lung tiên cung gặp nguy hiểm, kiếp trước nàng khẳng định cũng đi vào, cũng không phát sinh ngoài ý muốn, sẽ. Không có việc, trong lòng nhiếp vân đột nhiên nhớ tới, kiếp trước mình nghe tên của dịch thanh phỏng chừng là 200 năm sau, khi đó dịch thanh không xảy ra chuyện gì, hiện tại chắc chắn sẽ không có việc, bất quá từ sau khi mình sống lại, rất nhiều lịch sử đều thay đổi quỹ tích, kiếp trước nàng không biết mình, mà kiếp này. Bỏ đi, buồn lo vô cớ cũng vô dụng, không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng, nếu dưới sự bao che của mình, thì không cách nào trở nên mạnh mẽ. Tiến vào linh lung tiên cung tuy nói nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ, nắm chắc kỳ ngộ sẽ hoàn toàn thay ra đổi thịt. Có lẽ lần sau khi mình gặp lại dịch thanh, nàng đã trở thành vô thượng cường giả, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mình. Yên tâm đi, muội sẽ không trách huynh. Huynh nhận thức dịch thanh trước, sau đó mới nhận thức muội linh hồn chúng ta từng song tu qua. muội biết huynh không phải người lạm tình, chờ sau khi dịch thanh đi ra linh lung tiên cung, muội sẽ tâm sự với nàng, hai nữ cùng thờ một chồng cũng không sao nhìn thấy nhiếp vân trầm tư hoác dĩnh còn tưởng rằng hắn đang lo lắng nàng sẽ trách cứ hừ một tiếng hừ hai đại thánh nữ linh lung tiên tông đều gả cho huynh chính là tiện nghi huynh khụ khụ nhiếp vân không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời to gan như vậy sắc mặt trướng lên đỏ hồng thiếu chút nữa vấp té xuống đất hai nữ cùng thờ một chồng tuy mình gan lớn tùy ý làm bậy nhưng chưa từng nghĩ tới việc này ha ha thấy nhiếp vân từ một kiêu hùng sát phạt quả quyết biến thành một tiểu nam hài câu nệ xấu hổ hoắc dĩnh nở nụ cười ta giết nhiều người của di thần tông như vậy bọn hắn chắc sẽ không bỏ qua ta sợ bọn hắn đi tìm cha mẹ ta phiền phức cho nên phải đi tìm họ như vậy cáo từ hai người hàn huyên thêm một lát nhiếp vân mở miệng nói mình thật lo lắng cho cha mẹ bọn họ họ chưa quen cuộc sống nơi đây vạn nhất bị người di thần tông phát hiện mình muốn khóc cũng không kịp hơn nữa nơi này dù sao cũng là tông môn của nữ tử ở lại thời gian quá lâu thật không phương tiện cáo từ nhanh như vậy nghe được lời của nhiếp vân sắc mặt thiếu nữ có chút ảm đạm muội hay là theo ta cùng đi đi dù sao tông môn đã hứa gả muội cho ta nhìn thấy vẻ mặt của hoác dĩnh chẳng biết tại sao nhiếp vân như ma xui quỷ khiến nói một câu nói xong hắn có chút hối hận lời này có phải mang theo hương vị trêu đùa hay không đi cùng huynh muội còn có một việc cần làm bây giờ còn chưa thể rời khỏi tông môn, yên tâm đi, chờ sau khi chuyện này hoàn thành, tu vi của muội nhất định lại tăng lên, tới lúc đó đi tìm huynh. Nghe nhiếp vân nói như vậy, sắc mặt hoác dính dễ nhìn hơn không ít, nàng nở nụ cười, vẻ mặt ngọt ngào lấy ra một ngọc bài. Đây là ngọc bài truyền tấn của muội có việc có thể báo cho muội biết. Được, muội bảo trong, ta đi đây, truyền lời cho tông chủ cùng nguyên hình trưởng lão giúp ta, ta sẽ không đi gặp họ cáo từ. Tiếp nhận ngọc bài, nhiếp vân gật đầu, bảo trọng, trong mắt hoác dĩnh thoáng phiếm hồng, siêu, làm ra quyết định, nhiếp vân cũng không kéo dài, xoay người bay ra bên ngoài, chỉ nháy mắt biến mất trên không trung rời khỏi linh lung tiên tông. Hắn tới linh lung tiên tông là vì đưa dịch thanh vào tông môn, hiện tại chẳng những đạt tới mục đích, còn có được một vị hôn thê, thế sự biến ảo thật sự làm người khó hiểu. ngụy trang khí, rời khỏi linh lung tiên tông, nhiếp vân thúc giục ngụy trang khí biến thành bộ dáng khác, đồng thời lấy ra một linh binh phi hành, phá không bay về phía trước. Mình nói có sư phụ, tuy rằng có thể hù dọa một đám người, làm di thần tông không dám trắng trợn đuổi giết mình, nhưng âm thầm sẽ không buông tha, hết thảy cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Không có yêu minh tiên dịch, lại không thể khu động thi thể di hoàng cương, hiện tại thủ đoạn giữ mạng của mình rất ít, nếu không cẩn thận vạn nhất bị đối phương bắt giữ thì xong đời. Mình chết cũng không sao, dù sao chết qua một lần, nhưng cha mẹ bọn họ phải gặp thống khổ như kiếp trước, thật sự không được. Dựa theo truy tung khí cảm ứng, cha mẹ bọn họ hẳn là ở phương hướng này. Trên không trung thoáng cảm ứng một chút, nhiếp vân rất nhanh theo một phương hướng cấp tốc bay đi, cấp tốc phi hành 17 18 ngày, lúc này mới nhìn thấy một thành thị thật lớn xuất hiện trước mắt. Phù Thiên Đại Lục thật sự quá lớn, đem Khí Hải Đại Lục so sánh với nó thật giống như một hòn đảo đơn độc trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Phía trước thông qua truy tung khí cảm ứng cha mẹ bọn họ đang ở rất gần đây, trên thực tế muốn đi qua không tìm vài năm cũng không tới được. Biện pháp nhanh nhất vẫn là thông qua truyền tống trận trong thành thị. Thành thị này tên là Bách Diệp Thành, thuộc lãnh địa quản hạt của Linh Lung Tiên Tông, được xem là thành thị nhất lưu trong Phù Thiên Đại Lục. Nhiếp Vân nộp phí tổn vào thành, thuận lợi vào trong. Cũng không biết là bị sư phụ của mình làm kinh sợ hay vì nguyên nhân nào khác, nơi này không có người Di Thần Tông kiểm tra, một đường thông suốt không bị ngăn trở, không gặp được nhân vật khả nghi. Nhưng Nhiếp Vân không dám xem thường, mở ra Thiên Nhãn, một khi phát hiện dị biến có thể tùy lúc chạy trốn. Di thần tông cường đại thế nào kiếp trước hắn biết rõ ràng, mặc dù hắn ở bên ngoài tung tin vịt mình cũng có chỗ dựa rất cường đại, trên thực tế một khi bị đối phương bắt giữ, chỉ cần một lần hắn tuyệt không cơ hội đào thoát. Cho nên hắn tuyệt đối phải cẩn thận, phù thiên đại lục khác hẳn khí hải đại lục, chỉ cần đạt tới trí tôn đỉnh muốn làm gì thì làm, cơ hồ không có đối thủ, nhưng ở trong này cường giả như mây, dù hiện tại hắn có nhiều thiên phú trên người, nhưng một khi bị vây khốn cũng khó thể đào thoát, chết cũng không biết chết như thế nào uyên ương tử lâu trong bách diệp thành nhiếp phân nhíu mày bưng chén rượu trầm mặc không nói hắn đi vào bách diệp thành ba ngày dùng thiên phú thiên nhãn nhìn cả thành thị một lần thế nhưng lại không phát hiện được dấu vết của truyền tống trận dựa theo đạo lý thành thị lớn như vậy không thể không có truyền tống trận a không dùng truyền tống trận mà tiếp tục lên đường sẽ nguy hiểm rất nhiều thời gian lại hao phí thật lâu thời gian càng dài cha mẹ bọn họ càng nguy hiểm làm trong lòng hắn nóng như lửa đốt chương 649, trăm bốn mươi tử quỷ Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đi ra ngoài, đi ra ngoài, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, đây là uyên ương tử lâu, là địa phương xa hoa nhất Bách Diệp Thành, không phải tên hành khất như người có thể tới, cút đi ra. Nhiếp Vân đang uống rượu, chợt nghe ngoài tử lâu vang lên tiếng trách mắng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nhị đang chống lạnh đứng trước cửa hướng hai người liều mạng xua tay. Hai người kia, một là lão nhân, một là thiếu niên, lão nhân mặc quần áo màu xanh trường bào bạc màu, thoạt nhìn có chút lôi thôi, trong tay cầm chiêu bài thôi diễn hỏa phúc, thiếu niên có một cái dương, vừa nhìn là một đồng tử, từ bộ dáng của hai người hẳn là những người dựa vào bói toán kiếm sống. Toán mệnh, thôi diễn hỏa phúc cũng rất lưu hành trong phù thiên đại lục, nhất là có một ít dòng binh rất thích, mỗi lần họ chấp hành nhiệm vụ đều cử tử nhất sinh, tuy đáy lòng cũng biết toán mệnh là lời nói vô căn cứ, nhưng trước khi chấp hành nhiệm vụ đều hy vọng nghe được lời nói an ủi, xem như tìm chút yên tâm. Chuyện quá khứ không thể thay đổi, chuyện tương lai lại không biết, hòa phúc là điều khó thôi diễn nhất, liên lụy thiên cơ, thiên đạo huyền bí, trừ phi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể có nhận thức mơ hồ đối với tương lai, thực lực quá thấp đều là gạt người. Bởi vậy những giang hồ du sĩ thường thường đều là kẻ lừa đảo hay tên khất cái trong mắt người khác, vì thế tiểu nhị vừa nhìn thấy họ liền đuổi đi. Ta biết đây là uyên ương tử lâu, lão nhân bị tiểu nhị xô đẩy vài cái, rụt rụt cổ nói. Biết còn không mau cút đi, một bữa cơm ở đây cũng phải tốn vài viên thượng phẩm linh thạch. người tiêu phí được nổi?" Tiểu Nhị Khinh Nguyệt nhìn thoáng qua, một bữa cơm cần vài viên thượng phẩm linh thạch. Lão nhân tựa hồ bị giá cả làm hoảng sợ, vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ cảm thấy bị đánh mất mặt mũi, không cam lòng cứng rắn nói: "Đương nhiên không phải ta tiêu phí, là người khác hẹn ta, hiện tại ta tới tìm hắn." "Người khác hẹn ngươi?" Khoác lác cũng không nhìn người, "Có thể tới nơi này phi phú tức quý, ngươi cho rằng bọn họ tin lời lừa bịp của ngươi?" thật sự là chuyện cười tiểu nhị căn bản không tin lời này khoác lác ta cũng không phải khoác lác thật sự có người hẹn ta tới đây bị đối phương cười nhạo sắc mặt lão nhân đỏ lên thật sự có người tốt lắm ngươi tìm ra người đó nếu tìm không được ta biết ngươi nói dối có tin ta lột ra ngươi hay không tiểu nhị hừ nói được ta tìm bị đối phương một kích ánh mắt lão nhân đảo một vòng trong đại sảnh đột nhiên rơi xuống trên người nhiếp phân chính là vị tiểu ca này mời ta tới nói xong mang theo đồng tử đi nhanh về hướng nhiếp vân, vừa đi vừa chớp mắt, diễn cảm buồn cười nói không nên lời. Ân, thấy bộ dạng của hắn, nhiếp vân thoáng nhìn xung quanh, sau đó bật cười. Cả đại sảnh chỉ có mình ngồi riêng một bàn, những người khác ít nhất hai ba người một bàn, có lẽ lão nhân nghĩ mình chỉ ngồi một mình, còn trẻ tuổi, sẽ dễ nói chuyện nên mới lựa chọn mình. Hắn, nhìn thấy lão nhân chỉ tay, tiểu nhị do dự, vẻ mặt nghi hoặc đi tới trước mặt nhiếp vân. Vị thiếu gia này, hắn, là ngươi mời hắn tới. Để cho hắn tới đây đi, nhiếp vân nói, tiếp trước khi mình tới phù thiên đại lục, không có tiền không có thực lực, cũng giống như lão nhân kia, có ăn có uống cùng giả vờ giả vịt, bây giờ nhìn thấy lão nhân lại nhớ tới ngày đó, cảm giác thân thiết, cũng không phủ nhận. Dạ dạ, thấy nhiếp vân thừa nhận, sắc mặt tiểu nhị đại chuyển biến, hai bước chạy tới trước mặt lão nhân đưa tay tiếp nhận chiêu bài thôi diễn hỏa phúc của hắn, thần sắc mỉm cười. Lão nhân ra, vừa rồi ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, không biết có người mời ngươi, mời vào. Ân, lão nhân biết loại người buôn bán biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng không nhiều lời, gọi đồng tử một tiếng, vài bước đi tới bản của nhiếp vân. Xem vầng trán vị thiếu gia này lộ vẻ lo lắng, hẳn có chuyện khó khăn gì khó thể giải quyết đi. Lão nhân ngồi trước mặt nhiếp vân, tay vuốt tròm dâu, bộ dáng như thần côn. Uống rượu, nhiếp vân biết những người toán mệnh khi nhìn thấy người khác thường dùng mạnh miệng chấn trụ người ta, cố ý nói đại hung hiện ra hay không tưởng không tốt, sau đó nhân cơ hội trộn mây chuyển mưa, vì vậy chỉ cười dơ lên bầu rượu. Đây là người mời ta uống, ta không cần trả tiền. Lão nhân thoáng do dự, trong ánh mắt lộ vẻ khát vọng, lại sợ thiếu niên để hắn trả tiền, liền nói. Gặp được chính là duyên, có thể ngồi chung một chỗ uống rượu chính là duyên phận. Nói tiền, liền tục, nhiếp vân đem rượu đưa tới, vậy ta không khách khí. Ánh mắt lão nhân sáng lên, trong mắt lộ hưng phấn, cười hắc hắc vội vàng bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong còn nhắm mắt cẩn thận nhấm nháp, tựa hồ thật lâu không uống qua rượu ngon như thế. Rượu ngon, rượu ngon, kỵ tử nhân ra ủ rượu luôn phi phàm, nếu ta đoán không lầm, rượu này hẳn là tuyết quả tử, uống vào cơ thể sảng khoái thông khí, thật sự là rượu ngon khó gặp. Mở to mắt, lão nhân dung đùi đắc ý, bộ dáng thỏa ước mong nguyện. Quả nhiên kiến văn rộng rãi, đây đúng là rượu của kỵ tử nhân gia. Nhiếp Vân khẽ cười, kỵ tử nhân gia, tên là kỵ tử, cũng là một trong hai đại căn cứ nhướng rượu nổi danh nhất phù thiên đại lục, đặc chế tuyết quả tử, uống vào sảng khoái, phi thường chân quý, nhiếp vân cũng chỉ tìm được vài hũ trên thi thể đám người di tinh, nói thật, ngay cả uyên ương tử lâu cũng không mua được. Lão nhân này thoạt nhìn có chút lôi thôi, nhưng có thể trực tiếp nhận ra tuyết quả tử, xem ra hiểu biết không ít, xem như tiền bối. Lúc trước ta toán mệnh cho một đại gia đình, được uống tuyết quả tử một lần, không nghĩ tới đời này uống được lần thứ hai, chuyến đi này không tệ lão nhân cầm bầu rượu rót một chén uống cạn sạch lại cảm khái chỉ sợ người khác tranh đoạt với hắn làm nhiếp vân cảm thấy buồn cười sư phụ rượu ngon như vậy cho con uống một ít đi đồng tử chép miệng có chút không nhịn được vội vàng đi qua nhỏ giọng nói ra vẻ chẳng những lão nhân này là tử quỷ mà tiểu tử kia cũng không kém uống gì uống ngươi xem nhi đồng nhà ai lại uống rượu mỗi ngày không học giỏi chỉ nghĩ uống rượu chờ khi nào học xong toàn bộ tay nghề của ta tiếp tục uống đi Lão nhân trách mắng, nhưng trên tay cũng không ngừng lại, chỉ nháy mắt đã uống thêm hai bát lớn. Một vò rượu tổng cộng 7-8 bát, vừa rồi nhiếp vân cũng đã uống mấy bát, lão nhân không ngừng uống, nháy mắt vò rượu đã cạn. chương 650, ta toán mệnh cho người đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Vị, vị thiếu gia này, còn rượu không, người xem không đủ uống. Lão giả nhìn nhiếp vân, tuy rằng vẻ mặt xấu hổ, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ khát vọng, thật hiển nhiên hắn còn chưa đã ghiền. Ha ha, nhìn bộ dáng tử quỷ của hắn, nhiếp vân vừa bực mình vừa buồn cười, dù sao mình có nhiều rượu ngon để uống, cũng không so đo, cổ tay vừa lật lại lấy ra hai vò tuyết quả tử đặt lên bàn. Đây, đa tạ thiếu gia, người tốt như thiếu gia nhất định đại phú đại quý, tâm tưởng sự thành, sớm sinh quý tử, nhiều con nhiều cháu. Hai mắt lão nhân tỏa sáng, nói một câu khen tặc, vội vàng mở ra vò rượu không ngừng uống. Toán mệnh mà hỗn tới mức như hắn, thật sự là không lời để nói. Sư phụ, con cũng uống. Đồng tử thấy sư phụ không chịu gọi mình cùng uống, nuốt nước bọt cắn răng, cầm vò rượu còn lại ngửa đầu uống. Gạch nối, nhiếp vân á khẩu, đám cướp rượu của sư phụ, thật không biết quy củ, còn không buông. Lão nhân uống thật nhanh, nháy mắt vò rượu đã cạn, thấy đồ đệ tranh đoạt với mình, một cước đá vào mông của hắn đưa tay chiếm lại vò rượu. Vị thiếu gia này, đồ đệ của ta không quy củ, ngươi đừng để ý ta trở về sẽ giáo huấn hắn, để cho hắn đừng vô lễ như vậy. Cầm vào rượu, lão nhân vẻ mặt xin lỗi nói. Không sao, nhiếp vân khoát tay, nhưng còn chưa nói xong, đã thấy lão nhân ngửa đầu rót rượu. Gạch nối, khó trách có đồ đệ như vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn, đúng là một đôi sư đồ tuyệt thế. Vị thiếu gia này, uống nhiều rượu của ngươi như vậy, thật sự ngượng ngùng, như vậy đi, ta miễn phí xem cho ngươi một quẻ, xem như bù lại tiền thưởng thế nào. Uống xong vò rượu thứ ba, trên mặt lão nhân đỏ bừng, tuy tuyết quả tử là rượu ngon, nhưng độ cồn không nhỏ, uống liên tục ba vò hiện tại làm cho hắn có chút men say. Toán mệnh, không cần, chỉ là ba vò rượu mà thôi, không có gì. Nhiếp vân xua tay, miễn phí toán mệnh cũng không cần, ta tính toán thật chuẩn, ngày hôm qua triệu đại phúc của hàng nguyên tiến trang muốn ta hỗ trợ xem quẻ, ta nói hắn năm nay có vận may phát tài, kết quả hắn cao hứng phi thường, còn trả cho ta 10 hạ phẩm linh thạch làm thù lao. Lão nhân vội vàng giải thích, thổi phồng quẻ tượng của mình thật chuẩn. Triệu đại phúc, vận may phát tài, nhiếp vân không biết nói gì, muốn gạt người cũng nên có chút trình độ được không? Người ta mở ngân hàng, nếu không có vận may phát tài, còn không bằng đâm chết cho xong. Người xem nữ tử kia, ta cảm thấy được nàng khẳng định có đại hung. Thấy nhiếp vân vẫn thản nhiên, lão nhân nhìn quanh từ lâu, ngón tay dừng trên người một nữ tử đang dùng cơm cùng người khác ở góc phòng. Thuận theo tay hắn nhìn lại, nhiếp vân cũng không biết nói gì, đây là, ngược lớn đó thôi, quả thật là lớn vô cùng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt lão nhân cùng đồng tử nhìn nữ tử hiện lên vẻ hưng phấn, một già một trẻ này, thật đúng là háo sắc. Ý tốt của người ta tâm lĩnh, thật không cần, đối mặt đôi sư đồ thượng hạng, nhiếp vân hết lời để nói. Không tính quẻ sao, ta xem người sắc mặt vàng, bữa lưới phát khô, thân sắc tối tăm, làn da phiếm xanh, phỏng trừng gần đây thời vận không tốt lắm, nhu cầu bất mãn, việc cần làm không thể hoàn thành, phiền toái vô cùng, không bằng ta dạy cho người phương pháp phá giải. Lão nhân gãi đầu, nhìn thiếu niên làm ra vẻ giang hồ diện mạo, giả vờ bí hiểm. Gạch nối, nhiếp vân lại không nói gì, tu luyện tới cảnh giới như hắn, rèn luyện thân thể, làn da tốt không tốt hơn được nữa, sắc mặt còn nói là vàng, mệt cho hắn nói được. Không tính khỏe, không nhìn tướng mạo, ta cũng có thể giảng một ít tin tức cho người nghe, người cũng biết chúng ta tinh thông thiên văn địa lý, sự tình gì cũng thuộc như lòng bàn tay. Lão nhân tiếp tục nói, Xem ra hắn cảm giác uống rượu của Nhiếp Vân, ngượng ngùng, nhất định phải báo đáp. Ách, Nhiếp Vân đang suy nghĩ có nên đáp ứng hay không, chợt nghe có hai người ngồi bàn cách đó không xa đang nhỏ giọng nói chuyện. Gần đây có chuyện gì mới mẻ không? Đương nhiên có, không nhớ ta làm gì sao? Nói cho ngươi biết, tin tức này tuyệt đối nóng này, hắc hắc, lần trước ta nói về Nhiếp Vân ngươi còn nhớ rõ không? Vô nghĩa, chuyện của Nhiếp Vân đại nhân, cả phù thiên đại lục có ai không biết? Nhiếp vân đại nhân gặp được người di thần tông ở Linh Lung Tiên Tông, rất là tức giận, nghe nói dùng một quyền đánh chết thái thượng trưởng lão di thần tông là Di Hoàng Cương. Di Hoàng Cương là cường giả vô thượng bí cảnh đệ lục trọng đỉnh, một quyền, người xác định tin tức này thật sự, đương nhiên là thật sự, ta còn nghe nói là vì một nữ nhân. Chuyện Linh Lung Tiên Tông đám hỏi cùng Di Thần Tông, người hẳn nghe nói qua đi, nghe nói nhiếp vân đại nhân cùng thánh nữ Linh Lung Tiên Tông đã xảy ra quan hệ, người Di Thần Tông nổi giận, vì vậy chọc giận nhiếp vân ra tay, chỉ một chiêu đánh chết di hoàng cương, thật lợi hại. Phải, nếu ta có một phần người thực lực của nhiếp vân đại nhân thì tốt rồi, cũng không hỗn tệ như vậy. Người nằm mơ đi, nhiếp vân đại nhân chính là đồ đệ của một trong tứ đại vô thượng trưởng lão đông, tây, nam, bắc của hóa vân tông, một thân tu vi sâu không lường được. Nghe nói đã đạt tới bí cảnh tầng thứ bảy, chút công phu mèo quào của ngươi mà cũng muốn so sánh với nhiếp vân đại nhân. Thật sự là buồn cười, hai người nói chuyện càng lúc càng lớn, rất nhiều người xung quanh đều nghe được. Tâm miệng, loại phế vật như các ngươi sao dám nghị luận nhiếp vân đại nhân. Hai người còn chưa nói xong, mấy người trẻ tuổi đi nhanh vào tủ lâu, từ lời nói hành động mà xem bọn hắn là người sùng bái nhiếp vân. Dạ dạ, hai người bị trách mắng, mặt đỏ bừng, nhưng nhìn qua biết mình không phải là đối thủ, miễn cưỡng nhịn xuống, thanh toán tiền, xoay người đi ra ngoài. Hừ, nhiếp vân đại nhân là thần tượng của ta, sao có thể khiến? Cho đồ rác rưởi soi mói, thật sự là buồn cười. Sau này nếu ta còn nghe ai nói lung tung, ta cắt bỏ đầu lưới của hắn. Thấy hai người đã rời đi, thanh niên vùng trường kiếm trong tay, nhìn quanh một vòng, giọng nói băng xương. Những người trẻ tuổi như vậy trên cơ bản đều là con cháu đại gia tộc, địa vị tôn sùng, một câu đại biểu thái độ của một thế lực, mọi người không dám phản bác, không dám nhắc lại. Gạch nối, nhiếp vân không nghĩ tới mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, tựa hồ thành thần, lại cười khổ. Nếu mình thật sự có thực lực bí cảnh thất trọng phá không cảnh, cũng sẽ không chạy trốn vất vả như thế. chương 651, Nhiếp Vân là bại hoại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhiếp Vân, gần đây người này rất có danh, người xem nơi nơi đều đang nghị luận hắn, hay là ta kể ngươi nghe một ít tin tức về hắn đi. Nghe được lời nói của người xung quanh, ánh mắt lão nhân sáng lên, như tìm được phương thức báo đáp, vội vàng hạ giọng nói. Không có hứng thú, Nhiếp Vân lắc đầu, không có hứng thú, ta nói khác với họ, ta biết là tin tức chân thật, tin tức tuyệt đối." Lão nhân vuốt râu, hạ thấp giọng, vẻ mặt thần bí. "Không có hứng thú, Nhiếp Vân tiếp tục xua tay, "Thật sự là tuyệt đối tin tức, không nghe ngươi sẽ hối hận, kỳ thật trong mắt mọi người Nhiếp Vân là đại anh hùng, trên thực tế là một kẻ nhân tính vặn vẹo, là bại hoại đạo đức tiêu vong, đặc biệt mua danh cầu lợi, nói dối gạt người." Thấy thiếu niên không cảm thấy hứng thú với lời nói của mình, lão nhân có chút kinh ngạc liền tranh thủ đem tin tức mình biết nói ra. Khổ khổ, nghe nói như thế, nhiếp vân ho khan, vẻ mặt đen thui. Nhân tính vặn vẹo, bại hoại đạo đức tiêu vong. Kháo, không nghiêm trọng như vậy đi, mình có lòng tốt mời hắn uống rượu, hắn lại nói mình như vậy. Người đừng không tin, đây là thật, vẻ mặt lão nhân chắc chắn. Thật sự, người nghe ai nói, nhiếp vân hận không thể vung một cái tát chụp chết lão nhân trước mắt. Đương nhiên là tin tức tin cậy, thấy thiếu niên có hứng thú với lời nói của mình, lão nhân nở nụ cười vẻ mặt đắc ý nhiếp vân tự xưng là đồ đệ một trong tứ đại vô thượng trưởng lão đông tây nam bắc của hóa vân tông tuyệt đối là khoác lác tứ đại vô thượng trưởng lão hóa vân tông có địa vị gì ở trong phù thiên đại lục chẳng khác gì cột trụ trời bọn hắn thu đồ đệ địa vị còn cao hơn tông chủ bình thường nếu như là thật sự làm sao không ai biết sư phụ suy luận như vậy không đúng vạn nhất nhiếp vân là đồ đệ mà họ âm thầm thu nhận không muốn nói cho người khác biết đây. Đồng tử có chút tức giận phản bác, can dỡ, sư phụ nói chuyện nào có chỗ cho ngươi xen vào. Tứ đại trưởng lão đều là người có địa vị tôn sùng, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nói ai khác chỉ nói vị nam trưởng lão tử tiên túy tiên ông mà nói, ngay cả tông chủ hóa vân tông đã trăm năm chưa gặp lại hắn, trở thành đồ đệ của hắn, nói dễ hơn làm. Lão giả lại đá đồ đệ một cước, hừ nói, túy tiên ông, nghe được lão nhân nói ra tên này, nhiếp vân sửng sốt. Nam trưởng lão tử tiên túy tiên ông tề danh cùng sư phụ ra các thanh vân, được xưng nam bắt nhị lão, kiếp trước cũng chỉ nghe nói qua, dạo chơi nhân gian, không ai biết ở đâu, cho dù sau đó mình trở thành vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông cũng chưa từng gặp qua. Không phải đồ đệ túy tiên ông, cũng có thể là đồ đệ ba vị trưởng lão khác, bọn họ tự mình thu đồ đệ cũng đâu có gì đi. Đồng tử có chút không phục, lại phản bác, Ngươi biết cái gì, tứ đại trưởng lão Hóa Vân Tông đều là người có thân phận, làm sao có thể tùy tiện thu đồ đệ cho dù âm thầm thu cũng tuyệt đối cho hắn dốc lòng tu luyện không cho phép đi ra mãi tới khi nào có thành tựu thì mới có thể làm cho hắn đại phóng sáng dọi trước mặt công chúng làm sao cho phép hắn chạy loạn bị người đuổi giết mà không quản không hỏi lão nhân cố ý đem chiêu bài toán mệnh bãi ra bộ dáng đầy tự tin ân nghe được lời nói của lão nhân nhiếp vân sửng sốt cũng không phải hắn nói sai lầm mà là nói hoàn toàn là sự thật mượn kiếp trước mắt nói ra các thanh vân thu nhận mình truyền thụ thuật luyện đan, chưa từng cho mình ra cửa, càng không cho phép giao thủ với người khác, mãi tới một ngày cho mình chiến đấu kịch liệt về thuật luyện đan suốt ba ngày trong đại điện, mãi tới khi đại hoạch toàn thắng mới cho mình chính danh, đối ngoại tuyên bố mình là đệ tử của hắn. Mình cũng nhờ vậy mà danh dương thiên hạ, mà người chiến đấu kịch liệt ba ngày đêm với mình chính là luyện đan sư thủ tịch của di thần tông đan vương Quản Hưu. Không biết vị tiên sinh này làm sao xưng hô, vì sao lại hiểu rõ ràng về quy củ của vô thượng trưởng lão hóa vân tông như thế nghĩ vậy nhiếp vân nhìn lão nhân nghi ngờ hỏi ta à, biết rõ ràng ha ha người cũng không nhìn xem ta làm nghề gì ta là thần toán tử việc này tùy tiện bấm ngón tay là có thể tính toán rõ ràng thế nào lợi hại đi ta còn biết tông chủ linh lung tiên tông là nữ nhân tông chủ di thần tông là tên biến thái ha ha thế nào có phải cảm thấy thật lợi hại hay không ta còn có thể cho ngươi một quẻ tặng không đương nhiên nếu cảm thấy tốt còn có thể tính quẻ thứ hai giá hữu nghị ách hay là thôi đi thấy lão nhân vừa trong sáng một chút nháy mắt lại biến thành hồ đồ, nhiếp vân cười khổ lắc đầu. tốt lắm, đã trả tiền rồi. nếu ngươi muốn thì tiếp tục ăn uống, nếu không muốn thì cứ rời đi. ta cáo từ trước. rời đi, nhìn bộ dáng vội vàng của ngươi, hẳn là muốn rời khỏi bách diệp thành, nhưng nơi này không có truyền tống trận, muốn rời khỏi thì phải phi hành.